Chương 244 hai nữ nhân đối thoại. Cái gọi là sinh tử chiến đấu, chính là hai bên cao cấp nhất người, tới phân cao thấp, trận chiến ấy, rất nhiều người đều biết. Quang Minh đảo đảo chủ, độc thân đi trước châu Âu vương sẽ, cùng vương gặp trường, tiến hành rồi một hồi sinh tử chi chiến. Trận chiến ấy sau khi kết thúc, mặc kệ là vương gặp trường, vẫn là Quang Minh đảo đảo chủ, đều không có bất luận cái gì tin tức truyền ra, thậm chí từ trận chiến ấy qua đi, thượng tầng xã hội, rốt cuộc không nghe nói qua hai người kia, đối với hai người trận chiến ấy kết quả, đại gia cũng hoàn toàn không biết. Đối với trận chiến ấy suy đoán, cũng là cái gì phiên bản đều có, nhưng không có bất luận cái gì một cái phiên bản có thể bị chứng thực, ngay cả Bạch Chỉ đám người, đến bây giờ, đều không rõ ràng lắm lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra cái gì, đối với lúc ấy trận chiến ấy, Trương Huyền chỉ tự không đề cập tới. Trương Huyền nhìn nhìn chính mình thủ đoạn, hơi hơi hoạt động một chút. Bạch Chỉ đang ở lái xe, cũng không có chú ý Trương Huyền động tác, nếu hắn nhìn đến, nhất định sẽ phát hiện, Trương Huyền ở hoạt động thủ đoạn thời điểm, có chút mất tự nhiên cảm giác. Hiện tại thời gian, là giữa trưa 12 giờ, Trương Huyền tính một chút, chính mình đại khái vào buổi chiều 5-6 điểm thời điểm, là có thể trở lại Ngân Châu. Thời gian có chút gấp gáp, có một số việc, phải nắm chặt xử lý. Trương Huyền trong lòng thở dài một tiếng. Lúc này, Ngân Châu Hằng Viễn Thương Mậu. Một thân chức nghiệp trang phục Tần Nhu ngồi ở chính mình văn phòng chung, nhìn trước mặt nữ nhân, nhíu mày nói, Lâm Tổng, người đây là có ý tứ gì? Lâm Thanh Hạm tóc dài khoác ở sau đầu, ăn mặc một thân màu trắng gạo bộ đồ vẫn luôn từ cổ kéo dài đến đầu gối hạ, cho người ta một loại sấm rền gió cuốn cảm giác. Ở Tần Nhu bàn làm việc thượng, bãi tam phân văn kiện. Lâm Thanh Hạm nhìn Tần Nhu, ngữ khí bình đạm mở miệng, người trước mặt này tam phân văn kiện. Là Lâm Thị hiện tại sở bắt được lớn nhất tam phân mậu dịch hợp đồng, mỗi một phần, đều có thể mang đến số trăm triệu nguyên lợi nhuận, có thể làm một cái đang ở phát triển công ty, ở ngắn ngủn thời gian nội, gom góp đến tuyệt bút tài chính, ta đã cùng hợp tác phương nói hảo, nếu Tần Tổng nguyện ý, này trên hợp đồng, tùy thời nhưng hơn nữa Hằng Viễn mậu dịch tên. Tần Nhu nhìn kia tam phân văn kiện liếc mắt một cái, theo sau hỏi, Lâm Tổng, ta không cảm thấy, ta Hằng Viễn, hoặc là ta Tần Nhu. Có cái gì đáng giá làm Lâm Tổng như vậy mượn sức? Không phải mượn sức, là đàm phán, tối hôm qua sự tình, Tần Tổng hẳn là cũng không có đã chịu cái gì thực chất tính thương tổn, chỉ cần Tần Tổng có thể quên nhớ chuyện này, này đó hợp đồng, liền đều thuộc về Tần Tổng. Lâm Thanh Hạm gót sen nhẹ nhàng, đi đến Tần Nhu bàn làm việc trước, Tần Tổng, ngươi là một cái người làm ăn, hẳn là minh bạch, người làm ăn trong mắt, vĩnh viễn chỉ coi trọng ích lợi. Tần Nhu hơi hơi mỉm cười, ta còn tưởng rằng, Lâm Tổng là coi trọng chúng ta Hằng Viễn Thương Mậu, kết quả cuối cùng là ta Tần Nhu tự mình cảm giác tốt đẹp. Lâm Tổng, nếu hôm nay, ngươi là tới nói chuyện hợp tác, ta Tần Nhu hoan nghênh, nhưng ngươi nếu muốn làm ta Tần Nhu đem tối hôm qua sự coi như không phát sinh quá, xin lỗi, ta làm không được, chuyện này, ta nhất định sẽ truy tra rốt cuộc. Tần Nhu tuy rằng trong giọng nói không biểu hiện ra cái gì, nhưng ở nàng trong ánh mắt, lại không chỗ không ra lậu kiên định hai chữ. Lâm Thanh Hạm sắc mặt biến đổi. Tần Tổng, người thật sự chuẩn bị, cùng chúng ta Lâm Thị, cá chết lưới rách sao? À, Tần Nhu khẽ cười một tiếng, Lâm Tổng, người cũng quá đề cao ta họ Tần, ta có tài đức gì, có cùng Lâm Thị cá chết lưới rách năng lực, ta bất quá là bảo vệ ta chính mình quyền lợi mà thôi. Lâm Thanh Hạm sắc mặt liên tục biến ảo, hảo, nếu Tần Tổng làm ra quyết định, ta Lâm Thanh Hạm cũng liền không hề nói thêm cái gì, này tam phân văn kiện, liền trước gửi lại ở Tần Tổng nơi này. Nếu Tần luôn có ý tưởng khác, có thể tùy thời cùng ta liên hệ. Lâm Thanh Hạm nói xong, không đợi Tần Nhu nói cái gì nữa, xoay người chiều Tần Nhu văn phòng ngoại đi đến. Lâm Thanh Hạm chân trước mới bước ra văn phòng, đã bị Tần Nhu gọi lại. Lâm Tổng dừng bước. Tần Nhu thanh âm, làm Lâm Thỉnh Hạm lộ ra vẻ mặt vui mừng, ở xoay người đồng thời, trên mặt vui mừng, đã bị nàng hoàn toàn thu liễm lên. Tần Tổng, người suy xét hảo. Lâm Thanh Hạm hỏi. Tần Nhu từ nàng bàn làm việc sau đứng lên, cầm lấy trên bàn tam phân văn kiện, chiều Lâm Thanh Hạm đi tới, Tần Tổng, ta nghĩ kỹ rồi, đề nghị của ngươi, ta cũng không tính toán suy xét, kỳ thật, ta hôm nay cũng có một cái tư nhân vấn đề, muốn hỏi Lâm Tổng. Tần Nhu đem kia tam phân văn kiện, chụp tới rồi Lâm Thanh Hạm trong lòng ngực. Lâm Thanh Hạm theo bản năng tiếp nhận văn kiện, khó hiểu nhìn Tần Nhu. Lâm Tổng, ngươi biết không, kỳ thật ta thực hâm mộ ngươi. Người có ngạo thị người khác ra thất, người hàm chứa chìa khóa vàng sinh ra, người được hưởng rất nhiều người liền tưởng cũng không dám tưởng đồ vật, nhưng ta rất muốn biết, người là thật sự, thích Trương Huyền sao?
Lâm Thanh Hạm không nghĩ tới, Tần Nhu theo như lời tư nhân vấn đề, thế nhưng là cái này, nàng trả lời, Trương Huyền là ta trượng phu, ta đối hắn cảm tình, tự nhiên không cần Tần Tổng nhọc lòng. Đúng không, Tần Nhu cười cười, Lâm Tổng, ta cảm thấy, ngươi cũng không phải thích Trương Huyền, nếu hắn là ta nam nhân, ta sẽ làm hắn không có lúc nào là bị vạn chúng chú mục, ta sẽ làm mọi người, đều minh bạch hắn ưu tú, mà không phải giống ngày hôm qua như vậy ưu tú hắn, sẽ bị người coi như là một cái bao cỏ tới giễu cợt, ta không biết ngươi cùng Trương Huyền là như thế nào quen biết, cũng không biết các ngươi hai người ở sinh hoạt hàng ngày chung là cái dạng gì, ta chỉ biết, ta là một nữ nhân, mặc kệ ở nhà như thế nào. Trước mặt ngoại nhân, ta nam nhân, vĩnh viễn nên có hắn ứng có tôn nghiêm. Lâm Thanh Hạm nhìn Tần Nhu, khóe miệng gợi lên một mặt nghiền ngẫm tươi cười, Tần Tổng, ngươi giống như đối lão công của ta, thực cảm thấy hứng thú. Tần Nhu gật gật đầu, nói thẳng không cố kỵ trả lời, ta thích hắn, nhưng ta biết, hắn kết hôn. Nghe được lời này, Lâm Thanh Hạm trong lòng có chút hụt hẫng, nàng mở miệng nói, Tần Tổng, nếu ngươi biết hắn kết hôn, nên đem đối hắn hứng thú thu một chút. Ta đối hắn là thế nào cảm tình, lòng ta hiểu rõ, sẽ không vượt rào, ta chỉ hy vọng, Lâm Tổng ngươi nếu được hưởng người khác sở theo đuổi hạnh phúc, nên học được nắm chắc, khả năng ở ngươi Lâm Tổng trong sinh hoạt, cũng không khuyết thiếu theo đuổi ngươi nam nhân, nhưng có một số người, là đặc thù, nếu thật sự ái một người, nên cho hắn tín nhiệm, nếu Trương Huyền là lão công của ta, đã xảy ra như vậy sự, hôm nay ta, sẽ không giống Lâm Tổng ngươi giống nhau, đứng ở người bị hại trước mặt, nghĩ thế nào làm người bị hại câm miệng. Mà sẽ tìm mọi cách, điều tra ra, rốt cuộc là ai, hãm hại ta nam nhân. Tần Nhu lời nói, làm Lâm Thỉnh Hạm thân mình không ngọn nguồn chấn động, ở Tần Nhu nói chung, nàng ý thức được một cái rất quan trọng vấn đề, đó chính là Tần Nhu nói, tín nhiệm. Giống như, từ ngày hôm qua sự tình phát sinh lúc sau, chính mình vẫn luôn tưởng, đều là giải quyết như thế nào chuyện này, xử lý chuyện này rèm pha, trước nay cũng chưa nghĩ tới, chuyện này, căn bản là không phải Trương Huyền làm. Đương Lâm Thanh Hạm đi ra Hằng Viễn Thương Mậu sau đại môn, nàng kia trương tuyệt mỹ dung nhan thượng, tràn ngập mờ mịt. Chương 245 biểu ngữ. Lâm Thanh Hạm lái xe, chậm rãi chiều ra phương hướng chạy tới. Dọc theo đường đi, Lâm Thanh Hạm đều nghĩ đến vừa mới Tần Nhu lời nói. Nam nhân tôn nghiêm, tín nhiệm, này đó đều ở đánh sâu vào Lâm Thanh Hạm tâm linh. Tại đây chuyện phát sinh trước, Lâm Thanh Hạm trước nay đều không có ý thức được vấn đề này. Ở phía trước, Lâm Thanh Hạm cảm giác, chính mình thích Trương Huyền, có thể kết thúc một cái gọi là thê tử trách nhiệm, nhưng hiện tại nàng phát hiện, chính mình căn bản không xứng đương một cái thê tử, tựa như Tần Nhu nói, chính mình đối Trương Huyền, thế nhưng liền tín nhiệm đều làm không được. Một cổ thật sâu tự trách, tràn ngập Lâm Thanh Hạm nội tâm. Ở đi ngang qua CBD thời điểm, Lâm Thanh Hạm nhìn đến, CBD trung tâm thương nghiệp trên đường phố, chính lôi kéo một cái lại một cái biểu ngữ. Mơ hồ chi gian, Lâm Thanh Hạm ở này đó biểu ngữ thượng thấy được tên của mình. Chạy băng băng GT phát ra một trận chói tai cọ sát thanh, ở CBD thương vòng trước trên đường phố ngừng lại, Lâm Thanh Hạm đem xe chạy đến thương trong vòng, nhìn đến kia từng điều biểu ngữ hạ, đều vây quanh không ít người, đối diện biểu ngữ chỉ trò trò. Mà đang ở trùng kiến đỉnh cao nhất hai tầng lâu Lâm Thị Cao Ốc, cũng vây đầy người đàn. Nhìn biểu ngữ thượng tự, Lâm Thanh Hạm khí cả người phát run. Lâm Thị tập đoàn, làm nhiều việc ác, tổng tài Lâm Thanh Hạm bao che này lão công Trương Huyền, gian nhục nàng người. Như vậy biểu ngữ, hoàn toàn kéo đầy toàn bộ CBD thương vòng. Ở Ngân Châu, ai không biết Lâm Thị tập đoàn, hiện tại thôn ra như vậy rèm pha, tự nhiên đưa tới rất nhiều ăn dưa quần chúng, những phóng viên này, càng là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Một đám tế ở Lâm Thị cao ốc chung quanh, làm đủ loại đưa tin, trong đó một ít truyền thông, vì bác người trong mắt. Càng là biên ra một cái lại một cái chuyện xưa. Trịnh Thiếu, người cảm thấy việc này làm thế nào? Ở một nhà giản quán ăn chung, Trịnh Sở vừa lòng nhìn hoành treo ở nơi nơi đều đúng vậy biểu ngữ, lần này làm không tồi, người chỗ tốt sẽ không thiếu. Trịnh Sở trong lòng, đã ảo tưởng khởi nên như thế nào đả kích Trương Huyền, dám để cho chính mình ở tụ hội thượng như vậy mất mặt, còn đánh chính mình một quyền, hỏng rồi chính mình chuyện tốt, nếu không giáo huấn một chút hắn, chính mình này Trịnh gia thiếu gia. Chẳng phải là bạch đương. Dưới lầu, ở Lâm Thỉnh Hạm nhìn đến này đó biểu ngữ thời điểm, nàng điện thoại, liền bắt đầu điên cuồng vang lên, mới tiếp một chiếc điện thoại, nói mười mấy giây, liền phát hiện di động thượng còn có 3-4 cuộc gọi nhỡ, đều là vừa rồi không có đánh tiến vào. Lâm Tổng, không hảo, đã xảy ra chuyện.
Bí thư Lý Na nôn nóng thanh âm ở trong điện thoại vang lên. Trừ bỏ Lý Na bên ngoài, công ty cổ đông cũng thiếu chút nữa đem Lâm Thanh Hạm điện thoại đánh bạo. Lâm Thị là một cái xí nghiệp lớn, làm Ngân Châu Thương vòng long đầu, Lâm Thị nhất cử nhất động đều bị người chú ý, lần này nháo ra như vậy sự, đối Lâm Thị danh dự là một cái cực đại hao tổn không nói, đồng thời cũng đối Lâm Thị cổ phiếu tạo thành nghiêm trọng ảnh hưởng. Tại đây biểu ngữ quải ra ngắn ngủn nửa giờ nội, ở nhân vi dưới tác dụng, tin tức này cũng đã chiếm cứ Ngân Châu thị đầu đề, rất nhiều người đều tại đàm luận chuyện này. Điện thoại không ngừng vang lên, làm Lâm Thỉnh Hạm tâm phiền ý loạn, nàng đơn giản khai thành phi hành hình thức, đi xuống xe, chiều gần nhất cái kia biểu ngữ đi đến. Đi đến biểu ngữ trước, Lâm Thỉnh Hạm duỗi tay, trực tiếp đem biểu ngữ xả xuống dưới. Ngươi ai a ngươi, một người chính treo biểu ngữ tuổi trẻ Lâm Thời Công, đầy mặt khó chịu nhìn Lâm Thỉnh Hạm, như thế nào, tưởng mỹ nữ liền kiêu ngạo ương ngạnh. Tin hay không lão tử tấu ngươi a? Này biểu ngữ là ngươi quải. Lâm Thỉnh Hạm nhìn trước mặt thanh niên, chất vấn nói. Sao, chính là lão tử quải, ngươi có gì bất mãn? Thanh niên vẻ mặt kiêu ngạo bộ dáng. Ngươi có biết hay không, ngươi làm như vậy, cố ý xâm hại người khác danh dự, ta hoàn toàn có thể cáo ngươi. Cáo ta, hảo a, ngươi đi cáo a. Lão tử đảo muốn nhìn, ngươi tưởng như thế nào cáo lão tử? Thanh niên đầy mặt không để bụng bộ dáng. Hắn vừa mới dứt lời, liền nghe răng rắc một tiếng. Lâm Thanh Hạm lấy ra di động, đem thanh niên cùng biểu ngữ cùng nhau chụp xuống dưới. Cái này chụp ảnh động tác, làm thanh niên đương trường tạc mau, nguyên bản còn biểu hiện có chút không thèm để ý hắn, đương trường chửi ầm lên nói, đồ đê tiện. Ngươi hắn sao chụp cái gì chụp, cấp lão tử xóa. Lâm Thanh Hạm không thèm để ý tới thanh niên này, cầm di động, đi hướng một khác điều biểu ngữ, đem đáp khởi biểu ngữ người cùng biểu ngữ cùng nhau chụp xuống dưới. Lâm Thanh Hạm mới chụp xong này bức ảnh, liền cảm giác trên vai truyền đến một cổ đẩy mạnh lực lượng, nàng không phản ứng lại đây, bị người từ phía sau đẩy một phen, đồng thời di động cũng bị người cướp đi. Lâm Thanh Hạm quay đầu nhìn lại, chính là vừa mới tên kia thanh niên, đoạt đi rồi chính mình di động. Ngươi làm gì, đem di động của ta trả lại cho ta. Lâm Thanh Hạm ôm đồm đi lên, liền tính toán đem chính mình di động lấy về tới. Thanh niên nhẹ nhàng tránh thoát chộp tới Lâm Thanh Hạm, trên mặt lộ ra một lau xuống lưu tươi cười, ngón tay không ngừng hoạt động Lâm Thanh Hạm màn hình di động, tấm tắc, thật nhiều ảnh chụp a, thật là mỹ nữ, hắc hắc, lão tử thích, ai nha nha, này thân quần áo hảo, OL chế phục a, cái này váy dài ta cũng thích, nếu ấn ở trên giường, nhất định rất mỹ diệu. Cái này sao, tấm tắc, không tồi. Thanh niên một bên phiên Lâm Thanh Hạm di động album, một bên bình phẩm từ đầu đến chân. Mau đem điện thoại trả ta. Lâm Thanh Hạm gầm lên một tiếng, thanh niên ngôn ngữ hạ lưu làm nàng phá lệ phẫn nộ. Chung quanh một ít vây xem người, nghe được Lâm Thanh Hạm tiếng quát, đồng thời chiều bên này xem ra, mỹ nữ hiệu ứng, tổng so nam nhân muốn hảo, đương làm rõ ràng là thanh niên này đoạt Lâm Thanh Hạm di động sau, một ít vây xem người sôi nổi mở miệng. Trách thanh niên, làm hắn đưa điện thoại di động còn cấp Lâm Thanh Hạm. Hảo a, trả lại ngươi. Thanh niên khóe miệng một liệt, đem Lâm Thanh Hạm di động dùng sức chiều trên mặt đất một tạp, kia màn hình trực tiếp rơi vỡ vụn. Ai nha, thanh niên cố ý lộ ra một bộ kinh ngạc biểu tình, ngượng ngùng, trượt tay. Thanh niên động tác, là cá nhân đều có thể nhìn ra hắn là cố ý. Lâm Thanh Hạm một cổ hờn dỗi từ đáy lòng sinh ra, đụng tới loại này vô lại. Nàng hiện tại căn bản nghĩ không ra cái gì tốt biện pháp, một cái di động ở Lâm Thỉnh Hạm trong mắt, không có nhiều quý trọng, nhưng này khẩu uất khí, thật sự làm người khó có thể nuốt xuống. Lâm Thanh Hạm từ trên mặt đất nhặt lên di động, xoay người liền tưởng rời đi, nhưng đã chậm. Vừa mới phát sinh sự, làm nơi này tụ tập rất nhiều người, trong đó không thiếu phóng viên, có người liếc mắt một cái liền nhận ra Lâm Thanh Hạm, tức khắc đem Lâm Thanh Hạm bên người vây quanh cái chật như nêm cối. Lâm Tổng. Ta là già mang đài truyền hình phóng viên, ta muốn hỏi hạ, lần này ngươi trượng phu ra như vậy rèm pha, ngươi làm thê tử, thật sự nguyện ý tiếp tục bao che sao? Lâm Tổng, ta là hắc quả đài truyền hình, ngoại giới vẫn luôn nghe đồn, ngươi cũng không có kết hôn, xin hỏi ngươi là vẫn luôn đều ở ẩn hôn sao? Lâm Tổng, ta là... Một đám người, hoàn toàn đem Lâm Thanh Hạm vây quanh, muôn hình muôn vẻ vấn đề, phá lệ xảo quyệt, không có một cái là hảo trả lời. Chương 246 Trịnh Sở cái nhìn. Lâm Thanh Hạ muốn đẩy ra phóng viên rời đi, lại căn bản làm không được. Cũng may lúc này, Giang Tĩnh từ một bên tễ tiến vào. Lâm Tổng, người không sao chứ?
Giang Tĩnh nhìn Lâm Thanh Hạm trong tay màn hình vỡ vụn di động, nhíu mày. Không có việc gì, trước rời đi này, Lâm Thanh Hạm nói. Giang Tĩnh làm bảo tiêu, cũng không phải thời thời khắc khắc đi theo Lâm Thanh Hạm bên người, nàng nhận được nhiệm vụ, là có người muốn sát Lâm Thanh Hạm, mà nàng, còn lại là ngăn chặn loại tình huống này phát sinh. Cho nên, ở đi vào CBD thương vòng thời điểm, Giang Tĩnh chức nghiệp hành vi thường ngày nói cho nàng, tuy rằng hiện tại này treo đầy nơi nơi đều đúng vậy biểu ngữ, nhưng cùng chính mình nhiệm vụ cũng không có quan hệ, nàng phải làm, là trước quan sát chung quanh tình huống, cho nên ở vừa mới, nàng cũng không có trước tiên xuất hiện ở Lâm Thanh Hạm bên người. Trên thực tế, làm loại này đặc thù nhiệm vụ bảo tiêu tới nói, Giang Tĩnh phản ứng tốc độ đã là cực kỳ nhanh chóng, nhưng đã xảy ra vừa mới như vậy sự, vẫn là làm Giang Tĩnh trong lòng cảm thấy thập phần xin lỗi. Có Giang Tĩnh che chở, Lâm Thanh Hạm tuy rằng còn bị những phóng viên này vây quanh, nhưng không bao giờ giống vừa mới kia một Diệp Lục Bình, mà là thong thả chiều thương ngoài vòng đi đến. Kia ra giản quán ăn chung. Trịnh Thiếu, người xem kia, giống như đã xảy ra chuyện a. Một người đứng ở Trịnh Sở bên cạnh người, cấp Trịnh Sở chỉ một chút đông đảo phóng viên sở vây quanh địa phương. Trịnh Sở híp mắt vừa thấy, đương nhìn đến Lâm Thanh Hạm thân ảnh sau, Trịnh Sở trên mặt sinh ra một mặt vui mừng, chính chủ tới, kia trò hay nên mở màn. Trịnh Sở cầm lấy một chương khăn giấy, xoa xoa miệng, đứng dậy, rời đi giản quán ăn, chiều Lâm Thanh Hạm nơi vị trí chậm rãi đi đến. Lâm Thanh Hạm bị phóng viên vây quanh, một chốc, căn bản đi không ra đi. Bởi vì vây quanh ở nơi này người, thật sự quá nhiều, một ít ăn dưa quần chúng, đều muốn nhìn một chút lần này làm ác người lão bà, rốt cuộc trông như thế nào. Theo bổn đài một đường phóng viên đưa tin, Lâm Thị Tập đoàn Tổng Giám đốc Lâm Thanh Hạm cự tuyệt trả lời hết thảy vấn đề, chuyện này, cấp không ra bất luận cái gì hợp lý giải thích, theo cảm kích nhân sĩ để lộ, từ đêm qua đến bây giờ, Lâm Thanh Hạm trưởng phu điện thoại, vẫn luôn ở vào tắt máy trạng thái, thả không có lộ diện, hoài nghi chạy án. Người xem các bằng hữu, chúng ta hiện tại vị trí, là Ngân Châu CBD. Một đám phóng viên bắt đầu rồi phát sóng trực tiếp đưa tin, bọn họ phía sau bối cảnh, chính là Lâm Thanh Hạm ở mọi người vây đổ tiếp theo thanh không cổ họng bộ dáng. Lâm Tổng, thỉnh ngươi trả lời. Lâm Tổng, ngươi vì cái gì trầm mặc, chẳng lẽ là không có bất luận cái gì giải thích sao? Lâm Tổng, ngươi cho rằng tiền tài có thể siêu thoát pháp luật ở ngoài sao? Hoặc là nói... Các ngươi Lâm Thị tính toán một tay che trời. Lâm Tổng. Các phóng viên thanh âm, lộn xộn, rồi lại chói tai truyền tiến Lâm Thanh Hạm trong tai. Hảo, đều đừng nói nữa. Đột nhiên, hét lớn một tiếng vang lên. Đông đảo vây quanh ở Lâm Thanh Hạm bên người các phóng viên, nhìn đến người nói chuyện, lập tức vây quanh qua đi. Trịnh Thị Tập đoàn, tuy rằng ở quy mô thượng không bằng Lâm Thị Tập đoàn, nhưng cũng tính Ngân Châu nổi danh xí nghiệp. Hơn nữa. Trịnh Sở làm Trịnh Thị Tập đoàn duy nhất người thừa kế, lại vừa mới trở lại Ngân Châu, loại này hoa hoa đại thiếu tình ái tin tức, cũng là mọi người nói chuyện say xưa. Trịnh công tử, người ở ngay lúc này đứng ra, là đối chuyện này có cái gì muốn nói sao? Trịnh công tử, cứ nghe, nhà các ngươi cùng Lâm Thị là chí giao hảo hữu, tối hôm qua phát sinh sự tình, xin hỏi Trịnh công tử hay không ở đây? Trịnh công tử, người hay không hiểu biết Trương Huyền, hắn lại là cái dạng gì người? Trịnh công tử. Đối mặt phóng viên một cái lại một vấn đề, Trịnh Sở không có lựa chọn giống Lâm Thanh Hạm như vậy ngậm miệng không đáp, mà là nói, các vị, các ngươi vấn đề, ta từng bước trả lời. Đầu tiên trả lời cái thứ nhất vấn đề, ta xuất hiện, đích xác có chuyện muốn nói, các ngươi cũng đừng khó xử Lâm Tổng, nói đúng ra, Lâm Tổng cũng là chuyện này người bị hại, rốt cuộc, nàng lão công là tên cặn bã, cùng nàng nhưng không có gì quan hệ, về tối hôm qua phát sinh sự tình, ta phi thường rõ ràng. Cái thứ hai vấn đề, chúng ta Trịnh Thị cùng Lâm Thị, thật là chí giao hảo hữu, ta cùng Lâm Thanh Hạm nữ sĩ, càng là thanh mai trúc mã, lần này phát sinh chuyện như vậy, ta làm bạn tốt, cũng vì Lâm Tổng cảm giác được đau lòng, rốt cuộc giống Trương Huyền nhân cha như vậy, ai cũng có thể giết chết. Cái thứ ba vấn đề, Trương Huyền là cái dạng gì người? Hắn, một cái Lâm gia tới cửa con rể mà thôi, mọi người đều là minh bạch người, hẳn là biết, tới cửa con rể là bộ dáng gì. Một cái có thể vì tiền đi ở rể người, các ngươi lại cho rằng, nhân phẩm của hắn như thế nào? Hắn phẩm tính như thế nào? Còn có, về sự tình chân thật tính, ta có thể nói cho các ngươi, này đó biểu ngữ thượng viết, hoàn toàn không có tạo giả thành phần. Đêm qua, là người bị hại bí thư, tận mắt nhìn thấy, Trương Huyền chuẩn bị gian nhục người bị hại, nếu không có người bị hại bí thư kịp thời xuất hiện,
hậu quả đem không dám tưởng tượng, lấy Trương Huyền cái loại này người phẩm tính, khẳng định sẽ bởi vậy làm chút chuyện khác. Trịnh Sở liên tiếp tin nóng, hấp dẫn một đống lớn phóng viên trong mắt. Trịnh công tử, người cho rằng, loại người này, nên xử lý như thế nào? Trịnh Sở biểu hiện ra một bộ lời lẽ chính đáng bộ dáng, gian nhục nữ tính người, cho dù là thiên đao vạn quả, lăng trì xử tử, đều là tiện nghi hắn, nếu đặt ở cổ đại, loại người này, nên trồng lồng heo. Trịnh Sở buổi nói chuyện, đưa tới một trận trầm trồ khen ngợi thanh. Trịnh Sở lại nói, một người nam nhân, hẳn là có thuộc về chính mình đảm đương, giống Trương Huyền loại này không có đảm đương, một lòng chỉ nghĩ đường ngang ngõ tắt người, đều không xứng lưu tại trên thế giới này. Nghe Trịnh Sở nói, ngay cả những phóng viên này, đều tỏ vẻ nhận đồng gật gật đầu. Lâm Thanh Hạm đứng ở kia, nghe Trịnh Sở lời nói, nàng chịu không được tiến lên, đoạt lấy microphone, nói cho mọi người, Trương Huyền không phải người như vậy, nhưng hiện tại nàng lời nói, không có một chút thuyết phục lực. Trịnh công tử, ta không ủng hộ ngươi nói, nếu Trương Huyền chỉ là một cái tới cửa con rể, lại nhân phẩm như vậy bại hoại, Lâm Tổng vì cái gì sẽ như vậy giữ gìn hắn đâu? Ngươi vấn đề này, ta phi thường thích, Trịnh Sở cười một chút, cái này phóng viên, là hắn chuyên môn an bài, Trịnh Sở nói, Lâm Tổng Sở giữ gìn, đều không phải là Trương Huyền cá nhân, ngươi hẳn là rõ ràng, Lâm Thị Tập Đoàn, là Ngân Châu Long đầu tập đoàn, nếu Lâm Thị Tập Đoàn xảy ra vấn đề, sợ ảnh hưởng. Không riêng gì vài người ích lợi, càng bao gồm Lâm Thị ở Cương công nhân, cũng sẽ đã chịu liên lụy, mà Trương Huyền người này, chính là coi trọng điểm này, ăn định Lâm Tổng muốn giữ gìn hắn, cho nên mới như vậy không kiêng nể gì. Nguyên lai là như thế này, vừa mới hỏi ra vấn đề phóng viên làm bộ làm tịch gật gật đầu, nói như thế tới nói, cái này Trương Huyền, thật đúng là chính là vô sỉ đến cực điểm, cầm nhiều người như vậy tới cấp hắn đương tấm mộc, loại người này, tuyệt đối không thể nuông chiều. Không sai, không thể nuông chiều. Chuyện này, cần thiết muốn Trương Huyền cấp cái công đạo. Trịnh công tử, tại đây sự kiện thượng, người có ý kiến gì không? Ta cái nhìn rất đơn giản, liền một chút. Trịnh Sở vươn một ngón tay, nghiêm trị không tha. Chương 247 Trương Huyền xuất hiện. Trịnh Sở buổi nói chuyện, đưa tới một mảnh trầm trồ khen ngợi thanh. Đồng dạng là hào môn, Trịnh gia công tử, chính là Trịnh thị tập đoàn tương lai duy nhất người thừa kế. Mà cái kia Trương Huyền đâu, bất quá là Lâm gia tới cửa con rể, hai người thân phận, khác nhau như trời với đất, nhưng nhìn xem này tư tưởng giác ngộ, Trịnh gia công tử, không biết so với kia cái tới cửa con rể hiếu thắng nhiều ít lần. Trong lúc nhất thời, Trương Huyền trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, cảm kích, không hiểu rõ, tất cả đều ở thảo luận về Trương Huyền sự. Trịnh Sở bản nhân hình tượng, đạp Trương Huyền ác danh, lập tức liền cao lớn lên, nguyên bản. Rất nhiều người đối cái này Trịnh thị tập đoàn còn không có nhiều ít ấn tượng, nhưng bởi vì Trịnh Sở xuất hiện, làm Trịnh thị tập đoàn cũng lập tức đi vào mọi người tầm mắt giữa. Càng có Trịnh Sở chuyên môn an bài người, ở ăn dưa quần chúng giữa đưa ra như vậy lý luận. Ngân Châu thương vong, không nên làm Lâm gia một nhà độc đại, nhìn xem Trương Huyền, đó là Lâm gia quá mức cường đại sở làm ra tới mối họa, nên làm đến cân bằng, đại gia cũng muốn nhiều duy trì khác xí nghiệp. Không thể không nói. Trịnh Sở này bước cờ, hạ thực hảo. Hiện tại, dư luận đã hoàn toàn nghiêng về một phía, mặc kệ có hay không xác thực chứng cứ, cơ hồ mỗi người đều cho rằng, Trương Huyền chính là cái kia ác nhân, Trịnh Sở này nhất chiêu, không riêng đem Trương Huyền bước đến tuyệt cảnh, càng là vì Trịnh thị tập đoàn làm một lần thâm nhập nhân tâm. Lâm Thanh Hạm hiện tại muốn chạy, rồi lại không cam lòng, hiện tại nhiều như vậy phóng viên tại đây, chính mình nếu đi rồi, kia lần này sự, đã có thể thật sự nói không rõ. Ai biết những phóng viên này lại sẽ nói ra cái dạng gì nói tới. Một chiếc Aston Martin, ở cái này thời gian, hạ cao tốc, hoàn toàn tiến vào đến Ngân Châu Thị. Mới vừa tiến thành phố, Bạch Trì liền nhận được một chiếc điện thoại, trong điện thoại người, chỉ dùng ngắn ngủn nói mấy câu, liền hướng Bạch Trì trình bày sự tình phát sinh. Lão đại, đã xảy ra chuyện, Bạch Trì điều ra một cái tin tức trang web, đưa điện thoại di động đưa cho Trương Huyền. Tại đây trang web thượng. Đưa tin thình lình chính là CBD kia phiến biểu ngữ sự, đủ loại tiêu đề đánh đỏ tươi nhan sắc, ấn nhập Trương Huyền mi mắt, ở những cái đó tiêu đề phía dưới, thống nhất phóng Lâm Thanh Hạm bị đông đảo phóng viên vây quanh bối cảnh ảnh chụp. Gian nhục. Trương Huyền nhíu nhíu mày, đi CBD. Nguyên bản còn ở thong thả chạy Aston Martin, phát ra một trận mãnh liệt rít gào, hóa thân trở thành dã thú, ở trên đường phố bôn tập. Thực mau. Bạch Trì cùng Trương Huyền liền tới rồi CBD, nơi này tụ tập người càng ngày càng nhiều,
này tới rồi tan tầm điểm, những cái đó ở trung tâm thương nghiệp đi làm người, vừa tan tầm liền nhìn đến này treo đầy biểu ngữ, tất cả đều gia nhập ăn dưa đại quân. Trịnh Sở lớn tiếng lên tiếng, biểu đạt chính mình đối Trương Huyền gian nhục nàng người hành vi bất mãn, ở thanh trách, hắn tỏ vẻ, lần này sự tình, mặc kệ người bị hại rốt cuộc nghĩ như thế nào, mặc kệ người bị hại có thể hay không truy cứu, hắn Trịnh thị tập đoàn, đều sẽ lộ ra chính nghĩa, vì Ngân Châu thị dân nhóm, thảo một cái công đạo. Như vậy cách nói, tự nhiên lại đưa tới tảng lớn trầm trồ khen ngợi thanh. Trương Huyền điện thoại đã thông sao, Lâm Thanh Hạm đứng ở cách đó không xa, nhăn mày liễu, hỏi hướng Giang Tĩnh. Lâm Tổng, Trương Tiên Sinh điện thoại vẫn luôn biểu hiện tắt máy. Giang Tĩnh không ngừng gọi Trương Huyền dãy số, Lâm Tổng, chúng ta trước rời đi này đi, hiện tại tình thế quá hỗn loạn, người tự thân an toàn rất khó được đến bảo đảm. Đi không thành, Lâm Thanh Hạm lắc lắc đầu, hiện tại chúng ta chỉ cần vừa đi, Trịnh Sở không chừng còn có thể lại nói ra cái gì tới, những phóng viên này hiện tại đều như hổ rình mồi nhìn chằm chằm ta, chỉ cần ta lộ ra một chút phải đi ý tứ, đủ loại báo đạo liền sẽ bay đầy trời. Hiện tại cần thiết muốn tìm được chứng cứ, người giúp ta liên hệ một chút Lý Na, làm nàng cùng Tần Tổng Bí Thư lấy được liên hệ, chuyện này chân thật tính, muốn một lần nữa chứng thực. Không cần chứng thực, chuyện này ta biết, đột nhiên, một đạo thanh âm vang ở Lâm Thanh Hạm sau lưng. Ở nghe được thanh âm này nháy mắt, Lâm Thanh Hạm kiều khu nhất chấn, nàng quay đầu lại, nhìn đến Trương Huyền liền đứng ở chính mình phía sau. Xin lỗi, làm khó ngươi, Trương Huyền bắt lấy Lâm Thanh Hạm tay nhỏ. Nhìn đến Trương Huyền xuất hiện, Lâm Thanh Hạm treo một lòng như là tìm được rồi dựa vào giống nhau, điện thoại như thế nào tắt máy. Không điện, cũng không mang đồ sạc, Trương Huyền gãi gãi đầu, chuyện này, ta tới xử lý đi. Trương Huyền ôn nhu ánh mắt từ Lâm Thanh Hạm trên người rời đi, hướng một bên phóng viên tụ tập địa phương hét lớn một tiếng, ta chính là Trương Huyền, có cái gì vấn đề, đều tới hỏi ta đi. Trương Huyền tên này vừa ra, tức khắc đưa tới một trận ánh mắt. Ở Trương Huyền giọng nói rơi xuống nháy mắt, vô số đèn flash liền đánh vào Trương Huyền trên người, những phóng viên này, giống như là đói bụng 7 ngày nhìn thấy thịt dã thú giống nhau, mắt mạo lục quang chiều Trương Huyền vây quanh lại đây. Đủ loại vấn đề, cũng bị này đó phóng viên không chút nào kiêng kỵ đưa ra. Trương Huyền tiên sinh, đối với lần này sự tình, ngươi có cái gì hảo giải thích? Trương Huyền tiên sinh, xin hỏi ngươi mấy ngày nay đều liên hệ không thượng, có phải hay không đang trốn tránh chuyện này? Trương Huyền tiên sinh, xin hỏi ngươi đây là lần thứ mấy làm ra loại này hạ lưu đê tiện sự, ngươi có suy xét quá người bị hại ý tưởng sao? Trương Huyền tiên sinh, một cái lại một vấn đề, đều là tại hạ hố, thiết bộ, chỉ có loại này xảo quyệt vấn đề, mới có thể hấp dẫn càng nhiều trong mắt. Đối mặt này đó phóng viên, Trương Huyền trên mặt vẫn duy trì mỉm cười. Trương Huyền tiên sinh, ngươi có hay không suy xét quá, ngươi như vậy cách làm, sẽ cho nàng người mang đến cái dạng gì hậu quả? Ngươi vì bản thân tư dục, không màng nàng người, ngươi cảm thấy, ngươi vẫn là cá nhân sao? Người, hắn đương nhiên không tính người, có thể làm ra loại chuyện này người, liền xúc sinh đều không bằng. Trịnh Sở cười lớn một tiếng, chậm rãi chiều Trương Huyền đã đi tới, các vị, nghe ta nói một câu, nếu Trương Huyền đã hiện thân, ta cảm thấy, đại gia hiện tại làm, không nên là phỏng vấn, mà là báo nguy, làm pháp luật, tới khiển trách loại người này. Đúng vậy, báo nguy. Nghe được Trịnh Sở nói, đương trường liền có người gọi báo nguy điện thoại. Vẫn luôn đều không có hé răng Trương Huyền, ở nghe được Trịnh Sở thanh âm sau, lúc này mới hơi hơi mỉm cười, nói, Trịnh công tử, đối với ngươi nói, ta nhưng không thế nào nhận đồng. Không ủng hộ, Trịnh Sở cười nhạo một tiếng, chẳng lẽ, ngươi cho rằng, gian nhục phụ nữ, còn hẳn là bị đề xướng không thành. Đương nhiên không phải, Trương Huyền lắc lắc đầu, chỉ là xúc sinh không bằng, khẳng định là không đủ. Ta cảm thấy loại người này, hẳn là đương trường đã bị người phỉ nhổ mà chết, ngươi cảm thấy đâu? Ha ha ha, Trịnh Sở cười to hai tiếng, thực sự có ý tứ, Trương Huyền, ngươi hiện tại loại này cách nói, là muốn vì chính mình thoái thác sao? Ngươi thật sự cho rằng, Lâm Thị Tập đoàn, có thể coi luật pháp như không có gì, muốn làm cái gì liền làm cái đó. Trương Huyền ánh mắt nhìn quét chính mình chung quanh phóng viên một vòng, cũng không phải, chỉ là ta bản nhân cũng phi thường phỉ nhổ loại này cách làm. Các vị phóng viên bằng hữu, đối với lần này sự, ta có khác phiên bản, các ngươi muốn hay không nghe một chút. Vừa nghe Trương Huyền nói khác phiên bản, này đó phóng viên thật giống như tiêm máu gà giống nhau, biểu hiện dị thường hưng phấn. Chương 248 thật ác nhân. Đối với đêm qua phát sinh sự, Trịnh Sở là lại rõ ràng bất quá, hắn đương nhiên biết,
chuyện này nhân vật chính, rốt cuộc là ai? Hiện tại nghe được Trương Huyền có khác phiên bản muốn nói, Trịnh Sở cái thứ nhất ra tiếng. Ngươi muốn nói cái gì phiên bản? Chuyện này, không phải ngươi làm. Ý tứ Tần Tổng Bí Thư, cố ý bôi nhọ ngươi. Ý tứ chúng ta lúc ấy nhìn đến video theo dõi, đều là giả. Không có khả năng, chuyện này, chính là Trương Huyền làm. Các ngươi đến xem cái này video, là ta bắt được một tay tài nguyên. Một cái Trịnh Sở chuyên môn an bài phóng viên, lấy ra di động, chuyển phát tin một đoạn video. Hắn di động thượng video tuy rằng có chút mơ hồ, nhưng đại gia vẫn là có thể nhìn đến, một cái cùng Trương Huyền hiện tại thân xuyên đồng dạng nhan sắc quần áo người, đem một nữ nhân khiêng tiến một gian biệt thự nội. Vài phút sau, Trương Huyền từ biệt thự chung đi ra, theo dõi thực rõ ràng chụp tới rồi hắn mặt. Mọi người xem, ở cái này Trương Huyền rời đi sau, người bị hại bí thư, liền kêu nổi lên cứu mạng, chuyện này, còn có thể có cái gì khác phiên bản. Này video vừa ra, khiến cho một mảnh ồ lên, này có thể nói, đã đem Trương Huyền ác hành thật trùy, chẳng lẽ nói, hắn này còn có thể chống chế không thành. Mọi người đều là làm truyền thông, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, cái này video, không hề cắt nối biên tập dấu vết. Trương Huyền, người còn có cái gì lời nói nhưng nói. Trịnh Sở nhìn Trương Huyền, chất vấn nói. Trương Huyền lấy thắt tay, lời nói đều làm ngươi nói, ta không có gì để nói, bất quá ta này có một cái video, cũng tưởng cho đại gia nhìn xem. Trương Huyền đối một bên vẫy vẫy tay, Bạch Trì cầm một cái cục sạc cùng một cây cáp sạc chạy tới, đây đều là Trương Huyền vừa mới làm hắn đi mua. Tới, làm một chút, đều làm một chút. Bạch Trì chen vào trong đám người, đem cục sạc cùng số liệu tuyến giao cho Trương Huyền trong tay. Thực mau, Trương Huyền di động lại lần nữa khởi động máy, di động mới vừa khai, liền có vô số tin nhắn vọt vào, đều là nhắc nhở cuộc gọi nhỡ. Trương Huyền xem cũng không xem, đem này đó tin nhắn toàn bộ xóa bỏ sau, điều ra một cái video. Cái này video, so vừa mới cái kia phóng viên lấy ra video theo dõi muốn càng thêm rõ ràng, video hình ảnh, là ở một căn biệt thự giữa. Mà video chung nhân vật chính là Trịnh Sở. Trịnh Sở đứng ở khoảng cách Trương Huyền không xa vị trí, liếc mắt một cái liền thấy được Trương Huyền di động chung video nội dung, cái này làm cho hắn sắc mặt một trận mãnh biến, hắn căn bản không kịp suy xét Trương Huyền như thế nào sẽ ở lúc ấy liền đãi ở biệt thự, còn chụp được video. Họ Trương, người này biến mất một ngày, sẽ không chính là chuyên môn tìm người chụp video đi đi. Trịnh Sở hô to một tiếng, ý đồ rời đi những phóng viên này lực chú ý. Nhưng phóng viên là người nào, có sữa đó là mẹ, hiện tại có tân đồ vật, bọn họ tự nhiên sẽ không lại đi bị người khác hấp dẫn, ánh mắt cùng camera, tất cả đều nhắm ngay Trương Huyền màn hình di động. Video truyền phát tin, có thể rõ ràng thấy, Trịnh Sở đứng ở biệt thự chung, một lát sau, một người thanh niên khiêng một đạo mạn diệu thân ảnh xuất hiện, thanh niên này, đúng là ở video theo dõi người trên. Sau đó, liền nghe Trịnh Sở nói một câu đem nàng cho ta ném tới trên giường đi sau. Chính mình đeo cái khăn trùm đầu, cởi ra áo trên, chiều trên giường bỏ đi. Video đến cái này địa phương, đột nhiên im bặt. Tuy rằng mặt sau Trương Huyền như thế nào đối phó Trịnh Sở, cũng không có chụp được tới, nhưng đến cái này tình huống, đại gia cũng đều minh bạch đã xảy ra cái gì. Lần này sự tình, không phải dư luận theo như lời như vậy. Tại đây đồng thời, Bạch Trì ở Trương Huyền bên tai nhẹ nhàng nói một tiếng, lão đại, người mang đến. Làm lại đây. Trương Huyền tắt đi di động, nhìn về phía một bên. Tên kia Tần Nhu bí thư, ở hai gã thân xuyên chế phục cảnh sát dẫn dắt hạ, đi tới nơi này. Trương Huyền tuy rằng ẩn tàng rồi thân phận, nhưng cũng không đại biểu hắn quan hệ không thể vận dụng. Ở phía trước mấy chục phút biết được chuyện này sau, Trương Huyền khiến cho Bạch Trì đi xuống tay điều tra chuyện này. Ngắn ngủn thời gian nội, Bạch Trì liền điều tra ra, Tần Nhu bí thư, ở hôm nay buổi sáng, đi Trịnh thị lãnh 50 vạn tiền mặt. Tại như vậy nhiều phóng viên trước mặt, Bạch Trì thực tự nhiên đem chuyện này công bố ra tới, lập tức khiến cho phóng viên chú ý. Ở phóng viên luân phiên pháo oanh hạ, Tần Nhu bí thư không chịu nổi, đem chi phiếu là Trịnh Sở cho chính mình chuyện này, tất cả đều nói ra. Trịnh công tử, xin hỏi ngươi vì cái gì muốn không ràng buộc tặng cùng đối phương 50 vạn đâu? Trịnh công tử, về Trương Huyền tiên sinh cung cấp kia đoạn video, ngươi muốn nói cái gì? Này đoạn video... Không có bất luận cái gì cắt nối biên tập thành phần, Trịnh công tử, xin hỏi ngươi tưởng như thế nào giải thích? Một cái lại một vấn đề liên hoàn hỏi ra. Trịnh Sở như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Huyền sẽ có đêm qua video. Hơn nữa,
chính mình cho Tần Nhu bí thư 50 vạn sự, nhanh như vậy đã bị điều tra ra. Kỳ thật, chuyện này không trách Trịnh Sở làm không đủ đúng chỗ, rốt cuộc hắn dùng chi phiếu giao dịch, muốn đi Trịnh thị tập đoàn tra sự tình, hắn Trịnh Sở không đồng ý, ai cũng chưa triệt. Nhưng Trịnh Sở sai liền sai ở, hắn chọc chính là Trương Huyền muốn tra được sự tình gì, không phải do hắn Trịnh Sở không đồng ý. Nguyên bản còn nghiêng về một phía dư luận, ở Trương Huyền lấy ra cái này video sau, hoàn toàn thay đổi phương hướng. Trịnh Sở mới vừa thành lập nhân thiết, ngắn ngủn thời gian, ầm ầm sập. Liền ở vừa mới, Trịnh Sở còn đối với camera nói ra, cái gì xúc sinh không bằng, thiên đao vạn quả, làm lơ luật pháp, nghiêm trị không tha linh tinh nói. Nhưng tới rồi hiện tại, hắn trong miệng nói cái loại này người, chính là chính hắn. Trịnh thiếu, đi trước, Trịnh Sở người bên cạnh, kéo Trịnh Sở một phen. Hiện tại sự tình, hiển nhiên đã vượt qua khống chế, nếu Trịnh Sở tiếp tục lưu lại nơi này, rất khó đoán trước còn sẽ phát sinh chuyện gì. Đi, Trịnh Sở sắc mặt tối sầm, hắn biết, hôm nay việc này, vô pháp dựa theo chính mình an bài tiếp tục đi xuống. Trịnh Sở là muốn chạy, nhưng hiện tại, cũng không phải hắn muốn chạy là có thể đi, những phóng viên này, đã đem nơi này vây quanh cái chật như nêm cối, mà ở CBD thương ngoài vòng, xe cảnh sát tiếng còi đã vang lên. Cảnh sát đã đến, trước tiên xua tan vây xem người, đem nơi này phong tỏa lên. Lâm Tổng, Lâm Thị Bí Thư Lý Na thở hổn hển chạy tới, Lâm Tổng, cổ đông bọn họ đánh không thông ngươi điện thoại, hiện tại. Không có việc gì, Lâm Thanh Hạm hướng Lý Na lắc lắc đầu, sự tình đã giải quyết. Lý Na nhìn đến, hai gã cảnh sát, đã muốn chạy tới Trịnh Sở trước mặt. Nguyên bản là Trịnh Sở kêu người báo nguy tới bắt Trương Huyền, giờ phút này, bị chảo người, biến thành Trịnh Sở. Đến nỗi Trương Huyền, ở cục cảnh sát, hắn cũng coi như là người quen, đương cảnh sát nhìn đến hắn sau, thực khách khí đối Trương Huyền nói câu, thỉnh Trương Huyền trở về hiệp trợ điều tra. Những cái đó kéo biểu ngữ người, tất cả đều bị cảnh sát lấy tụ chúng nháo sự lý do, đều trước thỉnh trở về trong cục. CBD kéo mãn biểu ngữ, ở ngắn ngủn thời gian nội, toàn bộ biến mất không thấy. Trương Huyền nhìn này đó cảnh sát làm việc hiệu suất, không cần tưởng đều biết Bạch Trì là vận dụng quan hệ, lấy Bạch Trì thứ này thân phận, tùy tiện nói thượng nói mấy câu, phỏng chừng đều có thể sợ tới mức ngân châu một tay đái trong quần. Chương 249 lòng dạ đàn bà. Cảnh sát theo như lời hiệp trợ điều tra, đơn giản là đi ngang qua sân khấu, Trương Huyền vào cục cảnh sát, không đến 3 phút liền ra tới. Trái lại Trịnh Sở, bị hoàn toàn nhốt lại. Quan ta, các ngươi có biết hay không ta là ai? Ta là Trịnh thị tập đoàn tương lai người thừa kế. Các ngươi quan ta, tin hay không ta quá 2 ngày đi ra ngoài, cho các ngươi toàn bộ nghỉ việc. Ở phòng thẩm vấn chung, Trịnh Sở phát ra rít gào. Phụ trách thẩm vấn cảnh sát nhân dân lắc lắc đầu, này cũng liền Hàn đội trưởng đi ra ngoài huấn luyện, nếu nàng ở nói, cái này Trịnh Sở, phỏng chừng đã bị tấu đến mặt mũi bầm dập. Lâm Thanh Hạm liền đứng ở cục cảnh sát cửa, chờ Trương Huyền, đương Trương Huyền lộ diện sau, nàng trước tiên liền đón đi lên. 2 ngày này, người phỏng chừng bị khó xử hỏng rồi đi. Trương Huyền nhìn Lâm Thanh Hạm, trong mắt toàn là đau lòng. Lâm Thanh Hạm lắc lắc đầu, mặc không lên tiếng, Tần Nhu phía trước đối nàng lời nói, hiện tại còn ở nàng trong đầu tiếng vọng, tín nhiệm 2 chữ, giống như một phen lưỡi dao sắc bén, cắt ở Lâm Thanh Hạm trong lòng. Hiện tại sự tình trên cơ bản đã trong sáng, Trương Huyền cùng chuyện này không có quan hệ. Nhưng vì cái gì, chính mình ngày hôm qua, trước tiên tưởng không phải tin tưởng Trương Huyền, mà là nghĩ đem chuyện này bãi bình đâu. Chẳng lẽ chính mình, thật sự giống Tần Nhu nói như vậy, không phải thích hắn, mà là thích loại này dựa vào cảm giác. Đối với chính mình cảm tình, Lâm Thanh Hạm bản thân đều có chút mơ hồ. Làm sao vậy, Trương Huyền nhìn Lâm Thanh Hạm không nói lời nào bộ dáng, có chút lo lắng nói. Không có việc gì, Lâm Thanh Hạm mạnh mẽ bài trừ một cái gương mặt tươi cười, chúng ta về nhà đi. Ân, Trương Huyền gật gật đầu, thượng Lâm Thanh Hạm xe. Trên xe, Lâm Thanh Hạm một câu cũng không hố, ngay cả âm nhạc thanh âm, đều tận lực phóng tiểu. Lão bà, như thế nào cảm giác ngươi tâm tình có chút không tốt? Trương Huyền nghiêng mặt, nhìn về phía Lâm Thanh Hạm, như thế nào đều cảm giác không thích hợp. Lâm Thanh Hạm nhìn không được hỏi, ngươi cùng cái kia Tần Nhu. Rất quen thuộc sao? Trương Huyền trả lời nói, cũng không tính rất quen thuộc đi, bằng hữu bình thường. Ta như thế nào cảm giác, Tần Nhu, giống như có điểm thích ngươi đâu. Lâm Thanh Hạm tưởng tượng đến Tần Nhu buổi chiều đối chính mình nói kia phiên lời nói, nghĩ đến Tần Nhu nói thẳng không cố kỵ thừa nhận chính mình thích Trương Huyền,
Lâm Thanh Hạm liền cảm giác trong lòng khó chịu. Thích ta, lão bà, người đừng náo loạn, ta đã sớm nói cho nàng ta kết hôn. Trương Huyền lấy thắt tay, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thanh Hạm tuyệt mỹ mặt nghiêng. Ở Trương Huyền loại này lửa nóng dưới ánh mắt, Lâm Thanh Hạm cảm giác có chút mất tự nhiên, người nhìn cái gì đâu. Lão bà, người sẽ không ở ghen đi. Trương Huyền nhướng mày, cổ quái nhìn Lâm Thanh Hạm. Ghen, ta yêu cầu sao? Lâm Thanh Hạm kiều hừ một tiếng, gương mặt ửng đỏ. Trương Huyền gật gật đầu. Bị Trương Huyền như vậy một đậu, Lâm Thanh Hạm trong lòng dễ chịu rất nhiều, nàng thanh âm có chút mỏng manh nói, lão công, khoảng cách đại lâu kiến hảo còn thừa 7 ngày, chúng ta ngày mai liền đi du lịch đi. Lâm Thanh Hạm tưởng nhiều một ít cùng Trương Huyền ở chung thời gian, nàng suy nghĩ nhiều giải hiểu biết bên người nam nhân này. Nếu nói, ở phía trước, Lâm Thanh Hạm là bị động thích Trương Huyền, thích Trương Huyền đối chính mình chiếu cố, thích Trương Huyền thỉnh thoảng biểu hiện ra tài hoa, thích Trương Huyền đối chính mình quan tâm, thích hắn kia vì chính mình phấn đấu quên mình bộ dáng. Mà hiện tại, Lâm Thanh Hạm, còn lại là muốn chính mình chủ động đi thích người nam nhân này, chủ động thích, cùng bị động thích, đối với một người tới nói, là tình cảm càng sâu trình tự biến hóa. Hành A, Trương Huyền gật đầu, người muốn đi nào, có kế hoạch sao? Đêm nay hai ta cùng nhau làm công lược bái. Đương Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm về nhà sau, nhìn đến Milan đang ngồi ở trên sofa. Vừa thấy Trương Huyền hai người trở về, Milan trước tiên liền ra tiếng. Trương Huyền, hôm nay động tĩnh nháo đến không nhỏ a, nhà ai cô nương, làm ngươi thú tính quá độ, có phải hay không nhà ta Thanh Hạm thỏa mãn không được ngươi? Milan gương mặt tươi cười xinh đẹp, hiển nhiên là ở cùng Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm nói giỡn, Thanh Hạm. Không phải ta nói ngươi a, nữ nhân, ngày thường cũng phải chủ động một ít, nhiều cùng lão công làm chút có tình thú sự tình, như vậy mới có thể bắt lấy nam nhân tâm. Lâm Thanh Hạm bị Milan này lộ liễu ngôn ngữ náo loạn cái đỏ thẫm mặt, tùy tay nắm lên một cái ôm gối, liền chiều Milan trên người ném đi, thẹn thùng nói, muốn chết lạp ngươi. Thiết, Milan bĩu môi, Trương Huyền, người này lão bà dạy dỗ không được a, kết hôn thời gian dài như vậy còn như vậy ngượng ngùng, ta nếu là ngươi. Liền cho nàng tới điểm kích thích, tráng tráng gan. Trương Huyền lau cái chán hãn, này Milan, thật đúng là gì lời nói đều có thể nói ra a. Hơi chút rửa mặt một chút, Trương Huyền liền cùng Lâm Thanh Hạm hai người dựa vào trên sofa, cầm một cái máy tính bảng, xem cái không ngừng. Ta nói, hai người thương lượng cái gì đâu, Milan đem đầu thấu lại đây. Đôi ta chính thương lượng đi đâu du lịch đâu, Lâm Thanh Hạm chỉ vào cứng nhắc thượng những cái đó du lịch công lược, Milan. Người trước kia thích nơi nơi chạy, cấp cái kiến nghị bái. Du lịch, đi hàng thành A, phiêu cách đại sư hậu thiên ở hàng thành có triển lãm tranh, ta còn nghĩ muốn hay không đi đâu, hai người muốn quyết định du lịch nói, kia còn suy xét cái gì, cần thiết hàng thành. Nơi đó ta thuộc, Milan vẻ mặt hưng phấn vỗ bộ ngực, bởi vì áo ngủ rộng thùng thình nguyên nhân, đưa tới một trận loạn run. Trương Huyền có chút xấu hổ chuyển qua đầu đi. Phiêu cách đại sư triển lãm tranh. Lâm Thanh Hạm vừa nghe liền tới rồi hứng thú. Lần trước Trương Huyền cấp Milan nói, chính mình là cùng Lâm Thanh Hạm ở phiêu cách đại sư triển lãm tranh thượng nhận thức, khi đó Lâm Thanh Hạm liền suy nghĩ, chính mình nếu thật có thể đi một lần phiêu cách đại sư triển lãm tranh thật là tốt biết bao, chuyện này, nàng đều suy nghĩ đã nhiều năm, nhưng vẫn luôn không có cơ hội. Lần này rốt cuộc có cái thả lỏng cơ hội, lại đuổi kịp phiêu cách đại sư triển lãm tranh, xác xác thật thật làm Lâm Thanh Hạm tâm động không thôi. Lâm Thanh Hạm nhìn về phía Trương Huyền, dò hỏi Trương Huyền ý tứ, lão công, ngươi cảm thấy đâu? Vậy đi bái, hai ta là ở phiêu cách triển lãm tranh thượng nhận thức, lần này ôn lại một chút cũng không tồi. Trương Huyền hướng Lâm Thanh Hạm nháy đôi mắt. Lâm Thanh Hạm tưởng tượng đến chính mình lúc ấy vì mặt mũi, cấp Milan nói bừa những cái đó sự, mặt đỏ lợi hại hơn. Về du lịch sự, liền như vậy đánh nhịp, ba người tính toán ngày mai liền ngồi phi cơ xuất phát. Tiền gì đó, tự nhiên không ở ba người suy xét trong phạm vi. Trương Huyền làm Lâm Thanh Hạm trước nghỉ ngơi, nói thanh chính mình còn có việc sau, liền ra môn. Rời đi ra sau, nhìn hạ thời gian, cũng liền 9 giờ nhiều, đây là mùa hè, thiên tài mới vừa hắc không bao lâu. Nghĩ nghĩ, Trương Huyền cấp Tần Nhu gọi điện thoại, dò hỏi hạ tình huống của nàng. Người này di động quan, thật đúng là đúng lúc đến lúc đó a. Tần Nhu ở trong điện thoại nói. Ngày đó buổi tối, người đã cứu ta. Ta là Lục Lâm hảo hán, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ sao. Trương Huyền vỗ vỗ bộ ngực, giống nhau mê dược đều có chút di chứng, trong khoảng thời gian này tận lực uống nhiều thủy, ra chút hán,
bằng không ngươi gần nhất đều sẽ cảm giác được không có tinh thần. Ngươi gọi điện thoại tới, chính là vì cho ta nói cái này. Tần Nhu buồn bã nói. Đúng vậy, về sau ở bên ngoài, nhiều lưu điểm tâm nhãn. Trương Huyền nhắc nhở nói. Tần Nhu thở dài, lưu tâm mắt nhiều mệt a. Nếu ta cũng giống Lâm Thanh Hạm giống nhau, có cái người bồi tại bên người, thật là tốt biết bao. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 250, dã thú trước sau là dã thú. Buổi tối 10 giờ, Ngân Châu ban đêm, thời gian này đoạn, quán bar là lượng người lớn nhất địa phương. Thành thị xây dựng hữu hạn, mọi người ngày thường giải trí phương thức cũng đã chịu hạn chế, phần lớn người lựa chọn tiêu khiển phương pháp, cũng chính là cùng bằng hữu ngồi ở quán bar, uống xoàng hai ly. Một gian không lớn quán bar chung, ba gã thanh niên đang ngồi ở một cái bàn nhỏ thượng, vài chén rượu dưới nước bụng, ba gã thanh niên thanh âm đều dần dần lớn lên. Tiểu Phong, nghe nói người hôm nay, làm kiện khó lường sự a, đem người Lâm thị tổng tài di động đều cấp tạp. Trong đó một người thanh niên, đầy mặt hâm mộ nhìn ngồi ở chính mình đối diện người. Này có gì, lão tử lúc ấy lại không biết nàng là Lâm thị tổng tài. Bất quá ngươi đừng nói a, à, này nếu thật đúng là chính, ta đem nàng di động đoạt tới sau, ngươi không biết kia album ảnh chụp, chậc chậc chậc, mỹ thật sự, xem lão tử thật hận không thể đem kia nữ ấn trên giường, nếu có thể tới một phát, thiếu sống 10 năm đều nguyện ý a, à, ha ha ha. Cái này kêu Tiểu Phong thanh niên đầy mặt đáng khinh cười. Hắc hắc, ngươi nói ngươi đẩy kia nữ một phen thời điểm, sao không nhiều sờ hai hạ, loại này nữ nhân, bảo dưỡng khẳng định cũng là cực hảo, quang xem đều có thể nghĩ đến. Kia làn da, tuyệt đối non mềm thực a. Chậc chậc chậc, ngẫm lại liền cảm thấy sảng, các ngươi nói, chúng ta nếu là hợp nhau tới, đêm này nữ bắt lấy, cùng nhau sảng một phen thế nào. Kia tuyệt đối đã ghiền a. Ba cái thanh niên ngồi ở một khối, thống nhất phát ra đáng khinh tiếng cười. Bọn họ ba cái không phát hiện, liền ở chính mình còn ở phán đoán thời điểm, bọn họ này bàn chung quanh uống rượu người càng ngày càng nhiều, ngay cả quán ba người phục vụ, cũng đều biến mất không thấy. Quán ba đại môn, chậm rãi đóng lại. Các ngươi thật không biết, ta tạp rớt kia đàn bà di động thời điểm, kia đàn bà ánh mắt hận không thể giết ta, ngươi nói ta muốn đem kia đàn bà ấn ở trên giường, làm nàng nhìn ta, ánh mắt của nàng sẽ là cái dạng gì. Tiểu Phong híp mắt, trong đầu đã ở ảo tưởng một ít dơ bẩn đồ vật. Ngươi không cơ hội, một đạo thanh âm, đột nhiên ở bên cạnh vang lên. Ba người nghe thanh âm này, không khỏi dùng mình một cái, thanh âm này. Giống như tự cửu u dưới chuyển đến giống nhau, làm người tại đây nóng bức mùa hạ, cảm thấy một trận sởn tóc gáy. Ba người chiều bên cạnh nhìn lại, liền thấy một người tuổi nhìn qua cùng chính mình không sai biệt lắm đại thanh niên, đứng ở chính mình bên cạnh. Tiểu tử, người hắn sao ai a? Tiểu Phong cồn phía trên, cái loại này sợ hãi lắc lắc đầu, liền hồn nhiên không thấy. Nào chỉ tay tạp di động, Trương Huyền ánh mắt, xem ở Tiểu Phong trên người, hắn ánh mắt. Giống như đang xem một cái người chết. U, là kia đàn bà tìm tới giúp đỡ, sao, chung quanh nhiều người như vậy nhìn, các ngươi còn muốn đánh người không thành. Tiểu Phong kêu gào một tiếng, quay đầu nhìn về phía người chung quanh, nhưng này nhìn thoáng qua, hắn mới phát hiện, chung quanh tình huống, hoàn toàn thay đổi. Ở chung quanh những người này trên bàn, không có một lọ rượu tồn tại, hiển nhiên, những người này không phải uống rượu. Quán ba âm nhạc, không biết khi nào cũng ngừng lại. Những cái đó người phục vụ, tất cả đều biến mất không thấy, toàn bộ quán ba không khí, không biết khi nào, đã trở nên phi thường áp lực. Tiểu Phong ba người, lúc này mới ý thức được tình huống có chút không đúng. Nói, nào chỉ tay tạp di động, Trương Huyền lại lần nữa mở miệng. Lần này, Tiểu Phong không dám nói thêm nữa, hắn liền nhìn Trương Huyền ánh mắt dũng khí đều không có, nhắm lại miệng. Hai người nói. Trương Huyền nhìn mắt cùng Tiểu Phong ngồi ở cùng nhau uống rượu hai gã thanh niên. Đại ca, này không liên quan chuyện của ta a, ta ban ngày thành thành thật thật đi làm, cái gì cũng không biết. Vừa mới còn nói một ít hạ lưu lời nói thanh niên liên tục xua tay, trên mặt toàn là sợ hãi. Nói trắng ra, bọn họ chỉ là một ít người thường, vừa mới trong đầu lung tung tưởng một ít việc, cảm giác còn thực sảng, cũng thật đối thượng Lâm thị loại này quái vật khổng lồ, bọn họ nói không sợ, đó là không có khả năng. Một khác danh thanh niên đồng dạng, vội vàng nhận sai, đại ca, ta. Ta cũng không biết việc này a, chính là nghe người ta nói, này. Này cùng ta không quan hệ a. Ta hỏi ngươi hai cái gì, hai ngươi trả lời cái gì. Trương Huyền thanh âm thực bình đạm, cũng không giống người khác như vậy miệng đầy thô tục, nhưng hắn sở mang đến uy hiếp lực,
không phải người bình thường có thể thừa nhận trụ. Có một số người, cho thấy lại như thế nào thiện lương, lại như thế nào hòa ái, nhưng hắn bản tính, sẽ không thay đổi, nếu có người nói hắn thay đổi, kia chỉ có thể nói, hắn học được khống chế chính mình tính tình. Thế giới ngầm vương giả, Sa Tăng đại nhân uy nghiêm, lại bao nhiêu người dám đi khiêu khích. Trương Huyền biểu hiện ra dễ nói chuyện một mặt, kia đều là ở hắn quen thuộc người trước mặt, ở hắn thân cận người trước mặt, những cái đó Sa Tăng đại nhân địch nhân, đối hắn đánh giá, chỉ có hai chữ. Ác ma. Đây cũng là, Sa Tăng chi danh ngọn nguồn. Hai gã thanh niên liếc nhau, đều từ đối phương ánh mắt giữa, nhìn ra cái loại này sợ hãi. Cuối cùng hỏi một lần, nào chỉ tay tạp di động, ai trước nói, ai liền đi. Trương Huyền thanh âm lại lần nữa vang lên, làm trong không khí đều tràn ngập hàn ý. Là tay trái, Tiểu Phong bên cạnh một người thanh niên, run run rẩy rẩy nói. Trương Huyền cũng không có ra tiếng, đứng ở Trương Huyền bên cạnh một người, trực tiếp nắm lên Tiểu Phong cánh tay, dùng sức uốn éo. A, à, Tiểu Phong cánh tay bị một cổ vô pháp kháng cự cự lực xoay tròn suốt một vòng, có thể nhìn thấy, Tiểu Phong toàn bộ cánh tay, đều bị ninh thành bánh quai trèo trạng. Tiểu Phong cả khuôn mặt, đều vặn vẹo tới rồi một khối, phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Một màn này, đem Tiểu Phong hai cái bằng hữu mặt đều dọa trắng. Trương Huyền bên cạnh người buông ra Tiểu Phong tay, Tiểu Phong bước chân liên tục lui về phía sau, ngã ngồi ở trên sofa, sắc mặt trắng bệch, trán toát ra đậu đại mồ hôi, trong miệng không ngừng hít hà một hơi, lại không dám có một chút bất kính. Đại ca, đôi ta thật là vô tội a, này cùng đôi ta không có quan hệ a. Tiểu Phong bên cạnh kia hai người, hiện tại đều mau khóc, hai người bọn họ tính đã nhìn ra, những người này tuyệt đối không phải tới nói giỡn, liền vừa mới kia một chút, trực tiếp đem Tiểu Phong cánh tay vặn gãy, đau liền không nói, kia nửa đời sau, phỏng chừng cũng liền phế đi a. Không có quan hệ, Trương Huyền khóe miệng gợi lên một nụ cười, vừa mới hai người, liều đến cũng rất vui vẻ. Hai người trên mặt lộ ra khổ sắc. Trong đó một người, vội vàng ở chính mình trên mặt hung hăng trừ một cái tát, đại ca, thực xin lỗi, là ta miệng tiện, buông tha ta đi. Buông tha các ngươi. Trương Huyền hôm nay nghe được Lâm Thanh Hạm bị người khi dễ việc này, chỉ cần hơi chút tưởng một chút Lâm Thanh Hạm phía trước bị người tạp lạn di động, một người bất lực bộ dáng khi, liền cảm thấy trong lòng bị đè nén. Mà những người này, còn ở lấy chuyện này giễu cợt, lớn tiếng nói một ít hạ lưu đồ vật, đặt ở bất luận cái gì một người nam nhân trên người, đều không thể nhẫn. Chẳng sợ lại yếu đuối nam nhân, đều sẽ không tùy ý chính mình nữ nhân bị người khác khi dễ, càng không cần đề, có bản lĩnh nam nhân. Lần này, không cần Trương Huyền mở miệng, Trương Huyền phía sau liền đi ra mấy người, bắt lấy Tiểu Phong ba người cổ áo, chiều quán ba sau hẻm kéo đi. Dùng nào chỉ tay tạp rớt di động, liền phế bỏ nào chỉ tay, dùng miệng phạm tiện, vậy làm cho bọn họ vĩnh viễn đừng nói ra lời nói tới. Trương Huyền, trước nay đều không phải một cái nhân từ người. Chương 251, Vương Tùng Phượng. Ở Hàn Ôn Nhu rời đi sau, Thanh Diệp xã quyền to liền giao cho con báo đầu trong tay. Con báo năm đầu tuổi đã lớn, đại ca Lôi Công đã thoái vị, đương Hàn Ôn Nhu đem quyền to giao cho trong tay hắn thời điểm, con báo đầu tự nhiên mà vậy tuyên bố đi xuống, về sau Thanh Diệp lớn lớn bé bé công việc, tất cả đều từ Trương Huyền tới quyết định. Đối với Trương Huyền, Thanh Diệp xã cao tầng là lại quen thuộc bất quá, cơ hồ không có người sẽ đưa ra dị nghị, cũng không có người dám đưa ra dị nghị. Cứ như vậy, Thanh Diệp xã tuy rằng nhìn như là một cái vô chủ trạng thái, nhưng này lực ngưng tụ cùng trung thành độ, so với phía trước bất luận cái gì thời điểm đều phải cao. Đối mặt Lôi Công hoặc là Hàn Ôn Nhu, có chút người khả năng còn có dư thừa ý tưởng, nhưng kiến thức quá Trương Huyền thủ đoạn người, không ai dám lại có cái gì mặt khác ý tưởng, Trương Huyền uy hiếp lực, thâm nhập nhân tâm. Lần này ra tới cùng Trương Huyền làm việc, chính là Thanh Diệp xã người, một người kêu Tiểu Lý, chuyên môn liên hệ Trương Huyền. Xử lý xong việc, mọi người từ quán ba ra tới. Tiểu Lý là cái hơn 20 tuổi nam nhân, nhìn qua cũng có vẻ thực tuổi trẻ, hắn cung kính đứng ở Trương Huyền trước mặt, Trương ca, nếu không có việc gì, ta liền dẫn người đi trước. Ân, Trương Huyền gật gật đầu. Được đến Trương Huyền cho phép, Tiểu Lý mang theo người, rời đi nơi này. Quán ba sau hẻm, nằm ba gã thanh niên, tất cả đều đầy miệng máu tươi, hôn mê bất tỉnh. Chờ bọn họ tỉnh lại, liền sẽ hoàn toàn minh bạch một vấn đề, không có thực lực cuồng vọng, chính là vì chính mình đưa tới tai họa. Mặc kệ có phải hay không thế giới ngầm, một đạo lý vĩnh viễn là hoành hành, kia đó là người thắng làm vua.
Cùng thời gian, Tắc tiếp nước hương một căn biệt thự nội. Biệt thự nội trang hoàng xa hoa, một nam một nữ đang ngồi ở trên sofa, nam ước 50 tuổi, ăn mặc đơn giản, trên mặt mang theo phong xương lưu lại dấu vết, nữ nhân hơn 40 tuổi bộ dáng, bảo dưỡng thực hảo, ngày thường hẳn là nhiều sẽ làm một ít yoga, dáng người cũng không có vẻ mập mạp, quý báu đồ trang điểm bôi trên mặt, trên cổ mang theo một cái trân châu vòng cổ. Này một nam một nữ, đúng là Trịnh Sở cha mẹ, Trịnh Khai cùng Vương Tùng Phượng. Hôm nay phát sinh sự tình, hai người tự nhiên đã nghe nói. Mẹ hiền chiều hư con, ta đã sớm nói, ngươi không thể như vậy sủng hắn. Hiện tại khen ngược, xem hắn đều làm ra sự tình gì. Ý đồ gian nhục nàng người, đây là phạm pháp A. Nam nhân trong giọng nói mang theo trách cứ, nhưng càng nhiều vẫn là bất đắc dĩ. Hắn bật lửa một cây yên, xương khói phiêu khởi, ở trước mặt hắn trên bàn trà, đã tắc tràn đầy một gạt tàn thuốc tàn thuốc. Chính mình nhi tử là cái dạng gì, Trịnh Khai thật sự là lại rõ ràng bất quá. Vương Tùng Phượng ngồi ở bên cạnh, sắc mặt thật không đẹp, đôi tay ôm ở trước ngực, đó là ta nhi tử, ta sủng hắn làm sao vậy? Ta nói họ Trịnh, người không phải nhân mạch rất quảng sao? Như thế nào, lần này không phát huy tác dụng, ta nói cho ngươi, nhi tử đã ở bên trong đãi mấy cái giờ, người chạy nhanh nghĩ cách làm hắn ra tới. Rất khó, Trịnh Khai lắc lắc đầu, cau mày, hắn lần này chọc tới chính là Lâm gia, lại còn có đem sự tình nháo lớn như vậy, lần này sự không hảo giải quyết. Ta quản hắn cái gì Lâm gia vẫn là Xâm gia. Vương Tùng Phượng nắm lên trước mặt chén trà, một phen ném tới trên mặt đất quăng ngã toái, dám đụng đến ta nhi tử, một cái đều đừng nghĩ hảo quá. Trịnh Khai ta nói cho ngươi, nếu nhi tử thật đã xảy ra chuyện, hai ta cũng xong rồi. Lưu lại những lời này sau, Vương Tùng Phượng nổi giận đùng đùng đi lên lâu. Trịnh Khai nhìn Vương Tùng Phượng bóng dáng, dùng sức hút điếu thuốc, chậm rãi phun ra, thở dài một hơi. Một đêm lặng yên qua đi. Ta nói rõ hạm, người đã khỏe không a, không cần mang cái gì hành lý a. Milan đứng ở biệt thự cửa, hướng trong phòng kêu, 12 giờ phi cơ, chúng ta 10 giờ liền phải đến sân bay, này đều 8 giờ rưỡi. Tới tới, ta nói người cái cô gái, gấp cái gì a? Lâm Thanh Hạm xuyên một cái thiên lam sắc váy dài, để mặt mộc xuất hiện, tóc dài khoác ở sau người, cho người ta một loại trí thức mỹ đồng thời, lại mang theo một tia nghịch ngợm đáng yêu cảm giác. Trương Huyền bối cái hai vai bao, đã đứng ở biệt thự sân bên ngoài, chờ võng ước xe. Trương Huyền, xe đến nào? Hai nàng đi ra sân, hỏi. Hẳn là mau đến tiểu khu cửa, chúng ta đi ra ngoài chờ đi. Trương Huyền trở về một tiếng, khi trước chiều tiểu khu cửa đi đến. Ba người một đường nói cười cười, Milan nói nàng kế hoạch tốt hành trình, trước mang Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm đi đâu tham quan, lại đi nào? Chính trò chuyện đâu? Một cái Lâm Thanh Hạm không tưởng được người, xuất hiện ở ba người trước mặt. Thân xuyên phú quý Vương Tùng Phượng, chặn ba người đường đi. Vừa thấy đến Lâm Thanh Hạm, Vương Tùng Phượng trực tiếp chửi ầm lên, họ Lâm, ngươi còn có phải hay không cá nhân a? Có hay không lương tâm? Chúng ta cùng ngươi ba, tốt xấu cũng nhận thức nhiều năm như vậy, ngươi chính là như vậy làm việc. Lâm Thanh Hạm thấy Vương Tùng Phượng nháy mắt, liền minh bạch Vương Tùng Phượng vì sao mà đến. Nàng cũng không có cấp Vương Tùng Phượng sắc mặt tốt xem. Vương gì, sự tình là chuyện như thế nào, ta tin tưởng ngươi trong lòng hẳn là minh bạch, chuyện này, từ đầu tới đuôi đều là Trịnh Sở một người ở tác quái, hắn tưởng hãm hại ta lão công, nên nghĩ đến sẽ có như vậy kết quả. Ngươi lão công, Vương Tùng Phượng khinh miệt cười, Lâm Thanh Hạm, ngươi này lão công kêu, thật đúng là thói quen a. Vương Tùng Phượng nói xong, lại nhìn về phía Trương Huyền, tiểu tử. Ngươi bất quá là một cái Lâm gia tới cửa con rể, ngươi cảm thấy, Lâm gia thật sự sẽ bởi vì ngươi cũng chúng ta Trịnh gia trở mặt. Thức thời, coi như chuyện gì không phát sinh quá, đi cục cảnh sát hủy bỏ bản án, đem ta nhi tử thả, bằng không, có ngươi dễ chịu. Tới cửa con rể, Milan nghe được Vương Tùng Phượng nói, trong lòng đột nhiên cả kinh, đầy mặt khó hiểu nhìn về phía Lâm Thanh Hạm cùng Trương Huyền. Lâm Thanh Hạm sắc mặt biến đổi, thấp giọng cấp Milan nói câu từ từ lại cho ngươi sau khi giải thích. Liền hướng Vương Tùng Phượng lạnh lùng nói, Vương Tùng Phượng, ta niệm ngươi là trưởng bối, cho ngươi mặt mũi, chuyện này, là Trịnh Sở sai rồi, hắn nên đã chịu trừng phạt, ngươi phải có nói cái gì, liền cùng cảnh sát nói đi, không cần uy hiếp chúng ta, Lâm Thị, cũng không phải nhậm người khi dễ. Chúng ta đi. Lâm Thanh Hạm nắm lên Trương Huyền cùng Milan tay, vòng qua Vương Tùng Phượng, đi nhanh hướng phía trước đi đến. Vương Tùng Phượng hướng về phía Lâm Thanh Hạm bóng dáng. La lên một tiếng, Lâm Thanh Hạm.
ta nói cho ngươi, chuyện này, chúng ta Trịnh gia cùng các ngươi Lâm gia, tuyệt đối sẽ không liền dễ dàng như vậy kết thúc, chúng ta chờ xem. Đối mặt Vương Tùng Phượng uy hiếp, Lâm Thanh Hạm lý cũng chưa lý, thẳng đến đi xa, Lâm Thanh Hạm mới buông ra Trương Huyền cùng Milan tay. Milan nhìn Lâm Thanh Hạm kia khó coi sắc mặt, cũng không có lại đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra, chỉ là chính mình ở tự hỏi cái kia vấn đề. Ba người ước hảo xe, đã ngừng ở tiểu khu cửa, Trương Huyền chủ động ngồi xuống phó giá thượng, đem hàng phía sau hai cái vị trí để lại cho Lâm Thanh Hạm cùng Milan. Chiếc xe chậm rãi chiều sân bay bước vào. Vương Tùng Phượng đứng ở tiểu khu cửa, nhìn bảng số xe, gọi điện thoại đi ra ngoài, giúp ta tra một chút, bạc A65992 biển số xe, nhìn xem muốn đi đâu, thuận tiện tra một chút Lâm Thanh Hạm tiện nhân này hành tung. Chương 252, quan hệ bại lộ. Ba người chi gian, nguyên bản hài hòa vui thích không khí, bởi vì Vương Tùng Phượng xuất hiện, trở nên có chút tinh thần sa sút. Ngồi ở võng ước trên xe, Lâm Thanh Hạm một câu không nói. Milan cùng Trương Huyền thấy Lâm Thỉnh Hạm như vậy, cũng không có mở miệng nói chuyện. Tới rồi sân bay, Trương Huyền chủ động tiếp nhận sở hữu thủ tục xử lý, Lâm Thanh Hạm cùng Milan ngồi ở một bên phòng nghỉ chung chờ đợi, khoang hạng nhất đãi ngộ so khoang phổ thông hảo rất nhiều, bao gồm ở tòa nhà đợi chuyến bay cũng là như thế. Ba người đều là không kém tiền người, cũng không có làm ra vẻ đã có tiền không hoa. Ở phòng nghỉ, chỉ có Lâm Thanh Hạm cùng Milan hai người thời điểm. Lâm Thanh Hạm mới rốt cuộc chủ động mở miệng, Milan, ngươi sẽ cười ta sao? Cái gì? Milan bị Lâm Thanh Hạm vấn đề này hỏi sửng sốt, chợt phản ứng lại đây, Thanh Hạm a, ta cho rằng ngươi sẽ nói cái gì đâu, kết quả hỏi cái này, nói ngươi này vẫn luôn không hé răng, sẽ không liền suy nghĩ chuyện này đi. Lâm Thanh Hạm gật gật đầu, lại lắc lắc đầu. Milan che miệng cười, Thanh Hạm, Trương Huyền thật là nhà ngươi tới cửa con rể a. Ân, Lâm Thanh Hạm hơi hơi đong đưa đầu. Người này vận khí có thể a, tìm cái tới cửa con rể, còn tìm đến bảo, này hào, bao nhiêu tiền một tháng. Milan xuyên thấu qua phòng nghỉ cửa kính, nhìn đang ở bên ngoài xử lý thủ tục Trương Huyền, duỗi tay một lóng tay. Lâm Thanh Hạm vươn hai ngón tay, 2 vạn. Như vậy tiện nghi, Milan vừa nghe, trừng lớn đôi mắt, có chút không tin, thứ này lại hiểu trung y, còn sẽ đánh đàn, đối hội họa phương diện cũng có rất thâm tạo nghệ. Kia một tay chủ nghệ, liền ta lão sư thấy đều đến kinh ngạc cảm thán, thời điểm mấu chốt còn có thể không muốn sống cứu ngươi, 2 vạn một tháng. Cho ta tới 10 cái, 30 vạn nhất nguyện đóng gói, lão nương muốn mỗi ngày đổi phiên thẻ bài. Milan rất lớn khí phất tay. Lâm Thanh Hạm đáng yêu phun ra đầu lưỡi nhỏ, ta lúc ấy cũng không biết hắn hiểu nhiều như vậy. Milan che cái chán, hoặc là ta nói, Thanh Hạm, người này mệnh là thật tốt ha, bất quá nói trở về, lấy ngươi cá tính. Này tới cửa con rể, khẳng định không phải ngươi đưa ra muốn tìm đi. Không phải, Lâm Thanh Hạm lắc lắc đầu, tưởng tượng đến lúc trước chính mình mâu thuẫn Trương Huyền bộ dáng, Lâm Thanh Hạm liền có chút buồn cười, kia đều là lưu tại trong lòng hồi ức, hiện tại nhớ tới, còn rất có ý tứ, lúc ấy ta là cực lực phản đối. Lúc ấy cực lực phản đối, hiện tại một ngụm một cái lão công kêu vui vẻ, người cô nàng này, là ở trước mặt ta diễn kịch đâu, vẫn là thật thích thượng Trương Huyền. Milan một đôi mắt đẹp từ trên xuống dưới đánh giá Lâm Thanh Hạm, phảng phất muốn đem nàng nhìn thấu giống nhau. Lâm Thanh Hạm sắc mặt mất tự nhiên đỏ một chút, ai thích hắn a? Dù sao hiện tại đều bị ngươi đã nhìn ra, ngươi muốn ngươi lấy đi. Không thích, Milan vẻ mặt cổ quái thần sắc, ta nói rõ hạm, ngươi cô nàng này, sẽ không còn không có cùng hắn cái kia gì đi. Milan một cái kính hướng Lâm Thanh Hạm nhướng mày, kia ý tứ tái minh bạch bất quá. Người cái cô nàng chết dầm kia, nói cái gì đâu. Lâm Thanh Hạm vươn đôi bàn tay trắng như phấn, trụy ở Milan trên người. Hai cái như vậy xinh đẹp nữ nhân ngồi ở cùng nhau đùa giỡn, hình thành một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến, dẫn tới chung quanh người liên tiếp ghé mắt. Thực mau, Trương Huyền xử lý hảo đăng ký thủ tục, đã đi tới, ba người dắt tay nhau thượng phi cơ. Đãi ngồi xuống sau, Milan tiến đến Trương Huyền bên người, nhỏ giọng ở Trương Huyền bên tai nói, Trương Huyền. Người này không được a, đều thời gian dài bao lâu, còn không có thu phục Thanh Hạm. Ta thật không biết nên nói ngươi là chính nhân quân tử, vẫn là cầm thú không bằng, ngươi không phải là kia phương diện có vấn đề đi. Trương Huyền sắc mặt ngẩn ra, phát hiện Milan đang dùng một loại thực quỷ dị ánh mắt nhìn chính mình. Hắn bĩu môi, ta được chưa, nếu không ngươi thử xem. Cút xéo, Milan ném cấp Trương Huyền một cái đại bạch mắt, phóng đảo ghế dựa, nằm kia ngủ đi. Đương Milan nằm xuống sau,
chỉ còn Lâm Thanh Hạm còn ngồi ở Trương Huyền bên cạnh, có thể là bởi vì ở Milan trước mặt bị vạch trần quan hệ nguyên nhân, hai người chi gian, nhiều một ít tiểu nhân xấu hổ. Lão bà, có một số việc đừng quá để ở trong lòng, sinh hoạt chính là như vậy, rất nhiều sự đều không giống chính mình an bài như vậy. Trương Huyền an ủi một tiếng. Lâm Thanh Hạm gật gật đầu, không nói gì, nữ nhân trong lòng, có ý nghĩ của chính mình. Từ Ngân Châu đến Hàng Thị, không chúng chuyển nói, chỉ cần 3 cái giờ. Buổi chiều 3:05, phi cơ ở Hàng Thị sân bay rớt xuống, dù cho ở tới phía trước, Trương Huyền đã nghĩ đến Hàng Thị muốn so Ngân Châu nhiệt rất nhiều, đã đến lúc sau phát hiện, kia không phải dùng rất nhiều hai chữ hình dung. Ngân Châu nhiệt, là thuộc về cái loại này khô nóng. Mà Hàng Thị nhiệt, thuộc về cái loại này oi bức, vừa mới xuống phi cơ, Trương Huyền liền ra một thân hãn. Ngày hôm qua 3 người liền thương lượng hảo, tới rồi Hàng Thị lúc sau, trực tiếp liền trụ đến Milan trong nhà đi. Ra sân bay thời điểm, Milan nhìn đến tòa nhà đợi chuyến bay bên ngoài dừng lại một chiếc màu đỏ Ferrari, nhìn đến biển số xe thời điểm, Milan nhíu nhíu mày, như thế nào là hắn? Ai a? Lâm Thanh Hạm tò mò hỏi. Còn nhớ rõ ta phía trước cùng ngươi nói cái kia sao, kêu Dương Hải Phong. Milan đề ra một miệng. Lâm Thanh Hạm suy tư một chút, trả lời nói, có điểm ấn tượng, chính là ngươi đặc biệt phiền cái kia đúng không? Đúng vậy, Milan thở dài, lúc ấy liền vì tránh cho Dương Hải Phong quấy rầy, ta chuyên môn làm ta mẹ cho ta giới thiệu cái đối tượng, ai biết thân cận ngày đó, ta mẹ giới thiệu đối tượng thế nhưng tới cũng chưa tới, đem ta lượng kia một buổi trưa, còn bị Dương Hải Phong thấy được, lúc ấy ta chết tâm đều có, lúc này mới xin điều đến Pháp Quốc đi, ai ngờ Dương Hải Phong từ nào nháo đến ta liên hệ phương thức, một ngày phát 10 mấy điều tin tức, ta phiền đều mau phiền đã chết, này muốn cho hắn nhìn đến ta trở về. Mấy ngày nay ta cũng không cần quá đến hảo, hắn liền cùng chỉ ruồi bọ giống nhau. Milan còn đang nói đâu, liền nghe một đạo chào hỏi thanh âm vang lên, trong thanh âm mang theo một cổ kinh hỉ. Milan, ngươi đã trở lại, thiên A, ta sẽ không nhìn lầm rồi đi. Trương Huyền 3 người theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, liền thấy một người hơn 20 tuổi thanh niên, cái đầu có 1m75 tả hữu, ăn mặc ngắn tay quần đùi, lưu trữ một đầu tóc ngắn, trên mặt đeo cái kính râm. Chính hưng phấn chiều bên này đi tới. Ai, thật là nhắc Tào Tháo đến. Milan bất đắc dĩ thở dài, đi thôi Thanh Hạm, đừng để ý đến hắn. Nói, Milan liền kéo Lâm Thanh Hạm cánh tay, chiều sân bay ngoại đi đến. Còn chưa đi 2 bước đâu, Dương Hải Phong liền đổ ở 3 người trước mặt. Milan, ngươi nhìn thấy ta đi cái gì a? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ ta sao? Thời gian dài như vậy, ta mỗi ngày ban đêm đều có thể mơ thấy ngươi. Mơ thấy ngươi cùng ta triền miên bộ dáng, ngươi nằm ở ta trong lòng ngực, đối ta nói ngươi yêu ta, ngươi có biết hay không, mỗi đến nửa đêm, mỗi đến lúc này, ta đều sẽ cười tỉnh. Dương Hải Phong vẻ mặt thâm tình nhìn Milan. Lần này, Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm, xem như minh bạch Milan vì sao chán ghét người nam nhân này, như vậy ghê tởm bộ dáng, là cá nhân cũng không tiếp thu được a. Chương 253, nhận thức. Đủ rồi, Milan quát chói tai một tiếng. Dương Hải Phong, ta và ngươi nhưng không có một chút quan hệ, ngươi thiếu tại đây ghê tởm ta. Milan, ta mãn đầu óc đều là ngươi, ngươi lại là như vậy nói, làm ta thực thương tâm, ngươi không phải là có khác người đi. Dương Hải Phong đem ánh mắt phóng tới Trương Huyền trên người, tháo xuống kính râm, sắc mặt rất là bất thiện nói, tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là người nào, ly nhà của chúng ta Milan xa một chút, ngàn vạn không cần đánh Milan chủ ý. Tuyệt đối không thành vấn đề. Trương Huyền không hề nghĩ ngợi, trực tiếp so cái ok thủ thế, 2-3 bước liền thối lui 4-5 mét xa. Trương Huyền động tác, làm Lâm Thanh Hạm không nhịn xuống, phụt một tiếng bật cười. Milan quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Thanh Hạm, đối Lâm Thanh Hạm làm cái khẩu hình. Lâm Thanh Hạm có thể rõ ràng đọc hiểu, Milan nói chính là không trượng nghĩa 3 chữ. Lâm Thanh Hạm bất đắc dĩ kéo kéo tay, lộ ra một bộ nàng cũng không có thể ra sức bộ dáng. Milan tâm một hoành. Đại vượt 2 bước, đem Trương Huyền cánh tay một chảo, lớn tiếng nói, hảo ngươi cái chết nam nhân, ngày thường nói như thế nào yêu ta, này vừa đến thời điểm mấu chốt liền túng, như thế nào, liền ngươi như vậy còn tưởng cùng ta lãnh giấy kết hôn. Milan này buổi nói chuyện ra tới, Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm hai người, đương trường sững sờ ở nơi đó. Nói cho hết lời, Milan hướng Lâm Thanh Hạm một ngửa đầu, lộ ra một cái đắc ý tươi cười tới. Lâm Thanh Hạm vô ngữ nhìn chính mình cái này khuê mật, cái gì cũng chưa nói, tính, kéo Trương Huyền đương tấm mộc coi như đi,
cái này Dương Hải Phong, đích xác có chút ghê tởm quá mức. Một bên Dương Hải Phong, tức khắc liền đem ánh mắt tỏa định ở Trương Huyền trên người, tiểu tử, ngươi cùng ta Trang còn rất giống. Cho ngươi 3 tiếng thời gian, biến mất ở trước mặt ta, bằng không đừng trách ta sinh khí, liền ngươi lão mẹ đều một khối đánh, một. Bang! Một trận thanh thúy thanh âm vang lên, Trương Huyền một cái tát múa may đến Dương Hải Phong trên mặt. Ngươi nói thêm câu nữa. Trương Huyền nhìn Dương Hải Phong, biểu hiện thực bình tĩnh, nhưng này vừa lúc là hắn muốn phát hỏa khúc nhạc dạo. Dương Hải Phong bụng mặt, không dám tin tưởng nhìn Trương Huyền, tiểu tử, ngươi có biết hay không ta là ai, ngươi hắn sao dám đánh ta, thật là có mẹ sinh không cha dưỡng cẩu đồ vật. Bang! Trương Huyền lại một cái tát, chiều đến Dương Hải Phong trên mặt, gần 2 bàn tay, khiến cho Dương Hải Phong 2 bên mặt toàn sưng đi lên. Tiếp tục nói, Trương Huyền mỉm cười, nhìn Dương Hải Phong. Này đột nhiên biến cố, ngay cả Milan cũng chưa nghĩ đến, này như thế nào sự tình liền biến thành như vậy đâu. Dương Hải Phong thân phận, Milan chính là rõ ràng, gia hỏa này tuy rằng ghê tởm người không được, nhưng thế lực bãi ở kia đâu a? Trương Huyền như vậy động thủ đánh hắn, khẳng định là muốn xảy ra chuyện. Lâm Thanh Hạm nhưng thật ra rất rõ ràng. Trương Huyền vì cái gì sẽ đột nhiên động thủ, phía trước cùng Trương Huyền nói chuyện phiếm thời điểm, Lâm Thanh Hạm biết Trương Huyền trong nhà tình huống. Hiện tại cái này Dương Hải Phong, mỗi một câu đều đem Trương Huyền cha mẹ treo ở bên miệng, ai có thể nhẫn. Lâm Thanh Hạm đổi cái góc độ tự hỏi, nếu cái này Dương Hải Phong, dám nói chính mình mẫu thân, chính mình cũng sẽ nhịn không được đi chiều hắn. Mất đi thân nhân, là lưu tại nhân tâm trung vĩnh viễn đau. Sinh sôi ăn 2 bàn tay Dương Hải Phong. Cảm giác trên mặt nóng rát đau, ngay cả chính mình răng hàm sau, bởi vì này 2 bàn tay, đều bắt đầu lắc lư. Trương Huyền nhếch môi, cười nói, tiếp tục nói a, như thế nào không nói. Trương Huyền giơ lên bàn tay, kia bàn tay tùy thời đều khả năng múa may đi xuống. Milan đứng ở một bên, nhìn lướt qua, nhìn đến vài tên sân bay bảo an đã chiều bên này đã đi tới, nàng sắc mặt có chút nôn nóng, hướng Dương Hải Phong mở miệng nói, Dương Hải Phong, ngươi nếu là khó chịu. Liền báo nguy đem chúng ta bắt lại, bằng không, cũng đừng ngoài miệng thể hiện. Báo nguy, ta phi, Dương Hải Phong phun ra một búng máu mạt, hắn chỉ vào Trương Huyền, tiểu tử, ở hàng thị, lão tử có không dưới 100 loại phương pháp đùa chết ngươi, báo nguy là hắn sao tiện nghi ngươi, ngươi chờ, chỉ cần ngươi dám ở hàng thị đãi một ngày, lão tử khiến cho ngươi sống không bằng chết. Dương Hải Phong mới vừa nói xong, sân bay bảo an đã đi tới, hướng Dương Hải Phong dò hỏi, tiên sinh. Có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao? Không cần, cút ngay. Dương Hải Phong vẻ mặt cuồng táo đẩy ra vài tên bảo an, bước đi ra ngoài. Này đó bảo an thấy Dương Hải Phong này thái độ, cũng sẽ không tự tìm không thú vị, coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh giống nhau, rời đi nơi này. Nhìn thấy này, Milan mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối với Dương Hải Phong người này tính cách, nàng vẫn là thực hiểu biết, vừa mới cố ý nói ra câu nói kia. Chính là không nghĩ đem việc này liên lụy đến cảnh sát, đến nỗi mặt sau gì tình huống, Milan nàng, cũng không phải tùy tiện là có thể cho người ta khi dễ. Trương Huyền, thực xin lỗi a, ta mới vừa chỉ là tưởng chỉ đùa một chút, không nghĩ tới sự tình phát triển trở thành như vậy. Milan xin lỗi cùng Trương Huyền nói. Không có việc gì, Trương Huyền vẫy vẫy tay. Trương Huyền nội tâm, phá lệ mẫn cảm, liên lụy đến 2 người thời điểm, hắn sẽ khống chế không được chính mình tính tình. Một cái là cho chính mình mang đến tân sinh Lâm Thanh Hạm, còn có một cái là chính mình mẫu thân, đây cũng là Trương Huyền sinh mệnh quan trọng nhất 2 nữ nhân. 3 người ra sân bay, tùy tiện đánh chiếc xe, liền hướng nội thành đi. Cho tới nay, Trương Huyền cũng chưa nghe Lâm Thanh Hạm nhắc tới quá Milan trong nhà là làm gì đó, đối với chính mình gia thất, Milan cũng ngậm miệng không đề cập tới. Nhưng đương Trương Huyền nhìn đến Milan gia trụ giờ địa phương, đại khái minh bạch rất nhiều. Milan gia chủ địa phương, là chân chính người giàu có khu, tuy rằng là bình thường tiểu cao tầng, diện tích ở 130 mét vuông tả hữu, nhưng phải biết rằng, nơi này giá nhà, bình quân giá cả, ở 19 vạn tam một bình. Cái này giá cả, muốn bắt đến Ngân Châu Thị đi, phỏng chừng đến dọa nằm một tảng lớn người, Ngân Châu Thị gần 2 năm phát triển bay nhanh, giá nhà phiên gấp đôi, quý nhất cũng bất quá 1 vạn nhị một bình, mà Ngân Châu bên cạnh Lạc Hà Thị, tốt nhất đoạn đường, phòng ở 1 mét vuông không đến 3.000. Thành phố lớn tấc đất tấc vàng, chỉ có người đến nơi đây, mới có thể thể hội đến. Milan cha mẹ trước tiên liền biết Milan phải về tới, ở nhà chuẩn bị một bàn hảo đồ ăn. Tuy rằng Milan cực lực ngăn cản, nhưng Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm,
vẫn là từng người để ra chút quà tặng, lúc này mới lên lầu. Ba, mẹ, ta đã trở về. Milan mở ra ra môn, mới vừa vào cửa, liền nhìn đến nhị lão. Milan cha mẹ đầy mặt tươi cười nhìn chính mình nữ nhi, mà khi nhìn đến đứng ở Milan phía sau Trương Huyền khi, Milan cha mẹ biểu tình, hoàn toàn đọng lại. Đồng dạng, nguyên bản vẻ mặt ý cười Trương Huyền, cũng sững sờ ở nơi đó. Lúc này, Trương Huyền nội tâm liền một cái ý tưởng. Tình huống như thế nào? Milan không phải họ Mễ sao? Nàng ba như thế nào là Tiêu Sơn? Đúng vậy, Trương Huyền nhận thức Milan cha mẹ, mà Milan cha mẹ, đồng dạng nhận thức Trương Huyền. Milan cha mẹ cùng Trương Huyền chi gian cổ quái, tự nhiên không có tránh được Lâm Thanh Hạm cùng Milan hai mắt, nàng hai cảm thấy nghi hoặc nhìn này ba người. Trương Huyền, người cùng ta ba mẹ nhận thức. Trương Huyền ngượng ngùng cười, cái kia, Tiêu Thúc, Tiêu Thẩm, đã lâu không thấy. Chương 254, năm đó chuyện xưa. Milan phụ thân Tiêu Sơn, nhìn Trương Huyền, một câu cũng chưa nói, nhưng có thể nhìn ra, Tiêu Sơn hô hấp, dần dần trở nên dồn dập lên. Mà Milan mẫu thân, còn lại là hốc mắt đỏ lên, phát ra không tiếng động nức nở. Ba mẹ, các ngươi đây là, Milan nhìn trước mắt tình huống, mãn đầu óc đều là mờ mịt. Mễ Nhi, hắn là ngươi tống gì nhi tử a? Milan mẫu thân không có nhịn xuống, nước mắt cùng thanh âm cùng nhau xuất hiện. Tống gì, nghe thấy cái này xưng hô, Milan cả người chấn động. Đồng dạng, Lâm Thanh Hạm biểu tình, cũng trở nên phi thường xuất sắc. Lâm Thanh Hạm cùng Milan là chí giao hảo hữu, đã từng nghe Milan giảng quá không ít chuyện. Ở rất nhiều năm phía trước, Milan trong nhà cũng không phải thực giàu có, thậm chí còn có chút nghèo khó, mà Milan ở lúc ấy, mắc phải ung thư máu, cái này bệnh, cũng kêu nùng độc huyết chứng, người bệnh sẽ cả người khởi bọc mủ, đau đớn đến cơn sốc, loại này u, sẽ không ngừng rời đi, cảm nhiễm, làm người bệnh trái tim, cốt tủy, đại não, đều đã chịu ảnh hưởng, hoạn thượng cái này bệnh người. Nếu không có thích hợp cốt tủy nhổ chồng, có thể nói đã không cứu. Milan đã sớm đã nói với Lâm Thanh Hạm, nàng là cha mẹ nhặt được hài tử, lúc trước ung thư máu phát tác, Milan hiện tại cha mẹ, một chút biện pháp đều không có, bọn họ liền tính tưởng hoán cốt tủy, đều đào không dậy nổi cái kia tiền, mỗi ngày nhìn đến Milan ở trong thống khổ vượt qua, hai người bọn họ tâm liền như đao chát giống nhau. Cũng may lúc ấy, Tiêu Sơn tìm được rồi một người tự nguyện quyên đưa cốt tủy người. Người kia, chính là Trương Huyền mẫu thân, Tống Hương. Đây là một cái thực bình phàm nữ nhân, tên nàng thực bình thường, người cũng thực bình thường, xuyên không thế nào hảo, thậm chí có thể xưng được với là rách nát. Tiêu Sơn hai vợ chồng, mang theo Milan đi Ngân Châu, thay đổi cốt tủy. Khi đó Milan, 18 tuổi, Trương Huyền 10 tuổi. Khả năng lúc ấy, Trương Huyền mẫu thân, cũng đã tưởng hảo đường lui đi, nàng đưa ra yêu cầu, chính là hy vọng Tiêu Sơn hai vợ chồng. Ở về sau, nếu có thể nói, có thể chiếu cố chính mình nhi tử. Đường cốt tủy nhổ chồng giải phẫu hoàn thành sau, Milan ung thư máu hoàn toàn khỏi hẳn, Tiêu Sơn hai vợ chồng thấu chút tiền, muốn báo đáp Tống Hương, lại tìm không thấy Tống Hương người. Ở Trương Huyền 14 tuổi năm ấy, gặp qua Tiêu Sơn, nói cho Tiêu Sơn, chính mình mẫu thân đi rồi, lúc ấy Trương Huyền, còn ở Tiêu Sơn trong nhà ở một đoạn thời gian, khi đó Milan mới 12 tuổi, Tiêu Sơn ra cũng không ở Hàng Thành. Trương Huyền là ân nhân cứu mạng hài tử, Tiêu Sơn hai vợ chồng, đối đãi Trương Huyền, giống như đối đãi thân sinh nhi tử giống nhau. Khi đó Milan, còn đối Trương Huyền nói, chính mình về sau trưởng thành, liền phải gả cho hắn. Tiêu Sơn hai vợ chồng cũng nghĩ kỹ rồi, liền đem Trương Huyền cùng nhau nuôi lớn, chờ hai đứa nhỏ đều lớn, liền an bài bọn họ thành gia lập nghiệp, cũng là một cọc mỹ sự. Đáng tiếc sự tình không có dựa theo Tiêu Sơn hai vợ chồng tưởng phương hướng phát triển. Trương Huyền ở Tiêu Sơn nơi này ở 3 tháng sau, lưu lại một phong thư từ, lặng yên rời đi, này vừa đi, chính là 10 năm. 10 năm thời gian, có thể thay đổi quá nhiều, Tiêu Sơn hai vợ chồng, đã sinh ra đầu bạc. Lúc trước đi theo Trương Huyền mông mặt sau, kêu phải gả cho hắn cái kia tiểu nữ hài, cũng đã trưởng thành, thậm chí này 10 năm âm tín toàn vô, cái kia tiểu nữ hài, đều đã quên Trương Huyền tên. Mà Trương Huyền, tại đây 10 năm chung. Cũng từ một cái không nơi nương tựa người, trở thành thế giới ngầm vương giả. Lúc này đây, là Trương Huyền với 10 năm trước rời khỏi sau, cùng Tiêu Sơn hai vợ chồng lần đầu tiên gặp mặt. Chẳng sợ qua đi 10 năm, Tiêu Sơn hai vợ chồng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra Trương Huyền, đến nỗi hai người bọn họ, trừ bỏ nhiều chút đầu bạc, nhiều chút nếp nhăn ngoại, cơ hồ không có gì biến hóa.
Milan mẫu thân chậm rãi đi đến Trương Huyền trước mặt, duỗi tay vuốt ve Trương Huyền gương mặt, nàng hốc mắt thực hồng, nước mắt ngăn không được chảy xuống dưới, thanh âm nghẹn ngào, hài tử, người lúc ấy không rên một tiếng liền đi, này vừa đi, chính là 10 năm a. Ta, Trương Huyền há miệng thở dốc, nói không ra lời. Sớm chút năm nghèo khó sinh hoạt, làm Trương Huyền so bạn cùng lứa tuổi muốn thành thục nhiều. 14 tuổi Trương Huyền, vì không liên lụy Tiêu Sơn hai vợ chồng, yên lặng rời đi, không nghĩ tới, 10 năm sau, Tiêu Sơn hai vợ chồng sinh hoạt, cũng đi lên quỹ đạo, ở mấy ngàn vạn phòng ở, nhìn này hai cái trưởng bối quá không tồi, Trương Huyền cũng vì bọn họ cảm thấy vui vẻ. Hảo, hảo, Tiêu Sơn rốt cuộc là nam nhân, không có giống chính mình thê tử như vậy thất thố, hôm nay nữ nhi cũng đã trở lại, còn đem Tiểu Huyền mang về tới, đây chính là chuyện tốt ha, xem, Thanh Hạm nha đầu này cũng tới. Cũng có 2 năm chưa thấy qua, thật là càng ngày càng xinh đẹp, mau, ngồi trên bàn ăn cơm, hôm nay, thật là tam hỷ lâm môn a, đại gia một cái đều không được thiếu, đến uống nhiều 2 ly a. Tiêu Sơn xoay người liền cầm một lọ rượu. Milan mẫu thân lau trên mặt nước mắt, hướng Tiêu Sơn nói, người a, liền nhìn cơ hội uống rượu đâu. Như thế nào, còn không cho ta cùng Tiểu Huyền uống lên bái. Tiêu Sơn đem một lọ đóng gói tinh mỹ rượu đem ra. Trương Huyền liếc mắt một cái liền nhận ra Tiêu Sơn trong tay rượu, mau năm hội kiến, toàn cầu hạn lượng 2017 bộ, Tiêu Thúc, người này rượu, cũng không phải là ai đều có thể uống đến a, hôm nay ta chính là có lộc ăn. Tiêu Sơn vừa nghe lời này, hướng Trương Huyền dựng cái ngón tay cái, Tiểu Huyền, có thể a, liếc mắt một cái liền đem ta này bảo bối đã nhìn ra. Milan mẫu thân thấy Trương Huyền một chút đều không thấy ngoại, trên mặt lộ ra một mặt vui mừng tươi cười, Tiểu Huyền a. Người Tiêu Thúc này rượu, vẫn luôn đều luyến tiếc uống, hôm nay người đã đến rồi, hai người liền buông ra uống, tới, mau thượng bàn, Thanh Hạm, ngồi xuống đi. Milan mẫu thân liên tục tiếp đón Lâm Thanh Hạm ngồi xuống. Lâm Thanh Hạm ánh mắt ở Trương Huyền cùng Milan trên người qua lại nhìn quét, ánh mắt giữa tràn ngập phức tạp thần sắc. Nhớ rõ đại học thời điểm, Lâm Thanh Hạm cùng Milan thích nằm ở trường học mặt cỏ thượng, ảo tưởng chính mình về sau tìm cái dạng gì lão công. Lâm Thanh Hạm nói, chính mình muốn tìm cái cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, cùng chính mình có tương đồng yêu thích, hiện tại, Lâm Thanh Hạm tìm được rồi, tuy rằng nhận thức khai cục không quá hoàn mỹ, nhưng hiện tại, Lâm Thanh Hạm thực may mắn, chính mình cùng Trương Huyền nhận thức. Lúc ấy, Lâm Thanh Hạm nói xong chính mình trong lòng lý tưởng đối tượng sau, cũng phải hỏi Milan, nhìn xem nàng muốn tìm cái dạng gì. Milan nói, chính mình không có như vậy nghĩ nhiều pháp. Nàng chỉ nghĩ tìm được một cái ở trong trí nhớ đã mơ hồ thân ảnh, nhưng tỷ lệ giống như biển rộng tìm kim, đời này chỉ sợ cũng chưa cái gì hy vọng. Milan lúc ấy cùng Lâm Thanh Hạm nói giỡn, nếu chính mình tìm không thấy chính mình muốn tìm người kia, liền đơn quá cả đời tính, tịch mịch thời điểm, tìm Lâm Thanh Hạm lão công giải giải buồn, nếu Lâm Thanh Hạm tìm cái như vậy ưu tú lão công, vậy nước phù sa không chảy ruộng ngoài, phân chính mình một chút tính. Lâm Thanh Hạm kia trận trả lời nói, người muốn nguyện ý tới cấp ta lão công bài yêu giải buồn, ta tự nhiên là không thành vấn đề. Này chỉ là lúc trước một câu vui đùa lời nói. Hiện giờ, Lâm Thanh Hạm tìm được rồi chính mình muốn tìm người, Milan, cũng tìm được rồi, chẳng qua, nàng hai sợ tìm người, là như vậy trùng hợp. Chương 255, đêm nay ngủ cùng nhau. Cơm trong bữa tiệc, Milan rất ít nói chuyện, nàng ánh mắt không ngừng ở Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm chi gian nhìn quét, không biết suy nghĩ cái gì. Rượu trắng liên tiếp xuống bụng, Tiêu Sơn hai vợ chồng uống rất là tận hứng. Rượu quá 3 tuần. Đúng rồi, Milan mẫu thân nhìn về phía chính mình nữ nhi, Mễ Nhi, còn không có hỏi, người cùng Tiểu Huyền là như thế nào nhận thức, này cũng quá xảo đi. Hắn, Milan nhìn về phía Trương Huyền, đối với Trương Huyền ấn tượng, nàng chỉ có ở 12 tuổi năm ấy ngắn ngủn 3 tháng, Milan giờ khắc này đều có chút không thể tin được, người nam nhân này, chính là năm đó người kia. A Di, Lâm Thanh Hạm hơi hơi mỉm cười, Trương Huyền là ta lão công. Lâm Thanh Hạm vừa nói sau, Tiêu Sơn hai vợ chồng nâng chén động tác, cơ hồ đồng thời ngừng. Trương Huyền cười hắc hắc, Tiêu Thúc, ta đã kết hôn. Kết hôn, Tiêu Sơn lẩm bẩm một tiếng, theo sau thoải mái cười, hảo a, kết hôn hảo a, bất quá tiểu tử ngươi, chuyện lớn như vậy, cũng không biết chủ động liên hệ một chút ngươi Tiêu Thúc ta, nhiều năm như vậy, ta nhưng cho tới bây giờ không đổi qua di động hào. Liền chờ nào một ngày, có thể cùng tiểu tử ngươi tái ngộ đến đâu. Trương Huyền ngượng ngùng cười cười, việc này cũng không bao lâu, ai cũng chưa thông chi. Tiêu Sơn lắc lắc đầu, ta đây mặc kệ,
việc này ta nếu không biết còn chưa tính, nếu đã biết, người đến tự phạt một ly. Hành, Trương Huyền nâng chén, hào khí đem ly chung uống rượu rớt. Tiêu Sơn thế Trương Huyền đem rượu mãn thượng sau, tới, chúng ta cộng đồng chạm vào một cái, Tiểu Huyền, Thanh Hạm nha đầu này ta hiểu biết, là cái hảo cô nương a, người cũng không thể cô phụ nhân gia. Nhất định, nhất định, Trương Huyền liên tục gật đầu. Tiêu Sơn hai vợ chồng nâng chén, tiếp đón Milan cùng Lâm Thanh Hạm cũng giơ lên trước mặt chén rượu, năm cái chén rượu va chạm, phát ra thanh thúy tiếng vang. Chạm cốc chung, Milan cùng Lâm Thanh Hạm ánh mắt đối diện, giờ khắc này, Milan thế nhưng có chút không dám nhìn tới Lâm Thanh Hạm ánh mắt, đã xảy ra hơi hơi né tránh. Tiêu Sơn ngày thường bị lão bà quản, rượu cũng vô pháp uống, hôm nay tìm được cơ hội, có thể nói là thoải mái chè chén, năm người ước chừng uống lên tam bình. Bữa tiệc tới rồi cuối cùng, mỗi người đều là say khướt. Trương Huyền cùng Tiêu Sơn ngồi ở trên sofa, Tiêu Sơn dò hỏi Trương Huyền những năm gần đây trải qua, đối với những năm gần đây đã xảy ra cái gì, Trương Huyền đơn giản cấp Tiêu Sơn nói một chút, đại khái liền nói chính mình khắp nơi bôn ba, khoảng thời gian trước mới về tới Ninh Tỉnh, ở Ngân Châu định cư, đối với còn lại sự, một mực không đề. Có thể nhìn thấy, Tiêu Sơn dù cho là cái hơn 50 tuổi thành thục nam nhân, hốc mắt cũng có chút phiếm hồng. Năm đó, một cái 14 tuổi hài tử, không nơi nương tựa, liền như vậy lặng yên rời đi, trằn trọc 10 năm, trong đó chua xót, có thể nghĩ. Lâm Thanh Hạm cùng Milan hai nàng, ngồi ở một khác trương trên sofa, hai người ánh mắt, toàn đặt ở Trương Huyền trên người. Bởi vì uống rượu duyên cớ, này hai cái phong cách hồn nhiên bất đồng mỹ nữ, đều là mặt đẹp đỏ bừng, các có tư vị. Milan, ngươi có cái gì, liền nói bái. Lâm Thanh Hạm nhìn bên người khuê mật kia muốn nói lại thôi bộ dáng, dẫn đầu mở miệng. Ta, Milan há miệng, ở cồn thúc đẩy hạ, nàng thanh âm xuất khẩu, Thanh Hạm, người trước kia nói, có thể đem ngươi lão công phân ta một chút, còn tính toán sao? Milan nhìn Lâm Thanh Hạm ánh mắt, lần này không có né tránh. Lâm Thanh Hạm ước chừng trầm mặc mấy giây, xinh đẹp cười, đương nhiên tính toán lạp, gia hỏa này chính là lấy tiền lương làm việc, về sau mỗi tháng ngươi đào 1 vạn, phân ngươi một nửa. Nghe được lời này, Milan phụt cười lên tiếng, nhà đầu chết tiệt kia, đậu ngươi đâu, xem đem ngươi khẩn trương, lão nương ta ở Pháp Quốc, hậu cung thịt tươi đoàn hơn 100 người, phiên thẻ bài đều phiên bất quá tới. Thiết, Lâm Thanh Hạm chu chu môi, ta khẩn trương cái gì a? Không khẩn trương sao, Milan hướng Lâm Thanh Hạm chớp mắt to, vậy ngươi nói, đêm nay như thế nào ngủ, nhà ta đã có thể chỉ có 3 cái phòng Nga. Như thế nào ngủ? Lâm Thanh Hạm phía trước còn không có ý thức được vấn đề này, đương Milan vừa hỏi ra tới, nàng lập tức liền cảm giác không thích hợp. Chính mình cùng Trương Huyền, tuy rằng kết hôn thời gian dài như vậy, nhưng còn chưa bao giờ có ở bên nhau ngủ quá đâu, chẳng lẽ đêm nay, muốn cùng hắn ngủ ở trên một cái giường sao? Lâm Thanh Hạm một trương mặt đẹp nháy mắt liền thiêu hồng hồng. Nhà đầu chết tiệt kia, người đêm nay, liền chuẩn bị từ nữ hải biến thành nữ nhân đi. Milan duỗi tay nhéo hạ Lâm Thanh Hạm khuôn mặt, khinh phiêu phiêu hướng chính mình phòng đi đến. Hàng thị cảnh đêm là phá lệ hấp dẫn người, nguyên bản Trương Huyền ba người nghĩ buổi tối đi ra ngoài đi dạo, bất quá sự tình có biến, đêm nay cơm thời điểm uống lên không ít rượu, hiện tại đều có vẻ mỏi mệt thực, đêm nay hành trình liền tính toán thu một chút. Phòng cho khách đã bị thu thập ra tới, Lâm Thanh Hạm đứng ở phòng cho khách trước cửa do dự thật lâu, mới đi vào, tiểu nữ nhân tâm tư quấy phá. Liền tính muốn ngủ tới khi cùng nhau, cũng không thể làm nàng một cái nữ hài sau bỏ đến trên giường không phải. Ngồi ở trên giường, Lâm Thanh Hạm chỉ cởi ra giày vỡ, một lòng như nai con chạy loạn giống nhau, nàng lấy ra di động, lang thang không có mục tiêu hoạt động màn hình, mắt đẹp cũng không ngừng liếc hướng phòng cho khách cửa. Trương Huyền cùng Tiêu Sơn hàn huyên hồi lâu, ở buổi tối 10 giờ thời điểm, hai người mới tính liêu xong, từng người nghỉ ngơi. Phòng khách đèn tắt. Trương Huyền đứng ở phòng cho khách trước cửa, nhẹ nhàng tướng môn đẩy ra, phòng cho khách đèn đã dập tắt, mông lung chung, Trương Huyền nhìn đến một khối mạn rượu thân hình nằm ở trên giường. Trương Huyền thở sâu, ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng mở miệng, lão bà, người ngủ rồi sao? Đáp lại Trương Huyền, là một trận trầm mặc, cùng Lâm Thanh Hạm đều tiếng hít thở. Trương Huyền thong thả bò đến trên giường, nhẹ nhàng xốc lên chăn, ở Lâm Thỉnh Hạm bên người nằm đi xuống. Phòng cho khách giường bất quá 1m5, hai cái người trưởng thành nằm ở mặt trên, thân mình không thể tránh khỏi phát sinh tiếp xúc. Như thế gần khoảng cách, Trương Huyền có thể rõ ràng ngửi được nữ nhân tóc đẹp thượng mang theo thanh hương. Ở Trương Huyền nằm xuống đi nháy mắt,
Lâm Thỉnh Hạ nguyên bản nhẹ nhàng hô hấp, trở nên dồn dập lên, nàng cũng không có ngủ, chỉ là không biết nên như thế nào đối mặt loại chuyện này. Rốt cuộc, đây là nàng lần đầu tiên cùng một người nam nhân nằm ở trên một cái giường, đối nàng tới nói, đây là nàng thân cận nhất nam nhân một lần. Trương Huyền nằm nghiêng, tầm mắt dần dần thích ứng hắc ám, nữ nhân kia hoàn mỹ hình dáng khác ở hắn trong mắt, Trương Huyền trong mắt, toàn là nhu tình. Hắn chậm rãi duỗi tay, đem chăn phủ giường cái ở nữ nhân trên người, này vô cùng đơn giản một động tác, làm nữ nhân thân thể không khỏi chấn động, cảm thấy mạc danh khẩn trương. Trương Huyền cánh tay thong thả vươn, từ nữ nhân cổ hạ xuyên qua, động tác ôn nhu đem nữ nhân ôm vào trong lòng. Trương Huyền hết thảy động tác, Lâm Thanh Hạm là có thể rõ ràng cảm nhận được, hiện tại nàng, nội tâm dẫn theo một hơi, phá lệ mâu thuẫn. Lâm Thanh Hạm nội tâm chung, đang ở mãnh liệt làm tư tưởng đấu tranh. Hắn sẽ không muốn hôn ta đi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, ta muốn hay không cự tuyệt hắn, nếu ta cự tuyệt, hắn có thể hay không sinh khí, rốt cuộc chúng ta đã là phu thê a, nhưng không cự tuyệt hắn, có thể hay không có chút quá nhanh, ta còn không có chuẩn bị tốt. Chương 256, cấp Trương Huyền định giá. Lâm Thanh Hạ một lòng thình thịch nhảy lợi hại, yên tĩnh trong bóng đêm, nàng đều có thể rõ ràng nghe được chính mình tiếng tim đập. Trương Huyền cánh tay hơi hơi uốn lượn. Này một động tác đơn giản, làm Lâm Thỉnh Hạm toàn bộ thân thể đều căng chặt lên. Làm sao bây giờ, hắn đây là muốn ôm ta sao? Chính là hắn còn không có chính thức truy quá ta đâu. Lâm Thanh Hạm đang ở trong lúc miên man suy nghĩ, một đạo xả tiếng hô truyền vào nàng trong tai. Này tiếng hô làm Lâm Thỉnh Hạm trong đầu ý tưởng đột nhiên im bặt. Nàng hơi hơi quay đầu, nhìn đến bên cạnh nam nhân, đã nhắm hai mắt, lâm vào ngủ say. Trương Huyền trạng thái, làm Lâm Thỉnh Hạm nhẹ nhàng thở ra đồng thời, mắt đẹp chung còn mang theo điểm không cam lòng. Chết Trương Huyền, số Trương Huyền, ta liền như vậy vô dụng một chút lực hấp dẫn sao, người liền như vậy ngủ rồi. Lâm Thỉnh Hạm thở phì phì xoay người, chính diện đối với Trương Huyền, phồng lên cái miệng nhỏ, nàng cẳng chân hơi hơi dùng sức, như là cho hả giận giống nhau, một chân đá vào Trương Huyền cổ chân thượng. Này một chân đá ra, Lâm Thỉnh Hạm vô dụng nhìn xuống. Phốc một chút cười ra tiếng, nàng tỉ mỉ đánh giá trước người nam nhân gương mặt, này vẫn là nàng lần đầu tiên xem như vậy cẩn thận đâu. Lâm Thỉnh Hạm chậm rãi vươn tay nhỏ, đặt ở Trương Huyền trên mặt, nhẹ nhàng vuốt ve, thô ráp làn da, làm Lâm Thỉnh Hạm có thể liên tưởng đến, người nam nhân này ở phía trước, đều ăn qua cái dạng gì khổ. Lâm Thỉnh Hạm khuôn mặt nhỏ xấu hổ hồng hồng, nhẹ nhàng rụt rụt đầu, tự chủ chiều Trương Huyền trong lòng ngực chui toản, nhắm hai mắt, nằm ở Trương Huyền trong lòng ngực nàng. Cảm giác được một loại xưa nay chưa từng có an tâm. Đương buồn ngủ đánh úp lại, Lâm Thỉnh Hạm liền như vậy dựa vào Trương Huyền ngực thượng, khóe miệng gợi lên một mạt mê người độ cung, đã ngủ. Lâm Thỉnh Hạm ngủ sau, Trương Huyền chậm rãi trợn mắt, hắn nhìn mắt trong lòng ngực nữ nhân, vươn một cái tay khác, ôm vào nữ nhân eo nhỏ thượng. Hôm sau, sáng sớm ánh mặt trời tưới xuống. Lâm Thỉnh Hạm mơ mơ màng màng mở hai mắt, phát hiện bên người người đã không thấy, loại này trống rỗng cảm giác. Làm Lâm Thỉnh Hạm trong lòng xuất hiện một mạt mất mát. Xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, Lâm Thỉnh Hạm từ trên giường bò dậy, mới ra phòng cho khách môn, liền thấy Milan ngồi ở phòng khách trên sofa, chính vẻ mặt ý cười nhìn chính mình. Milan vừa thấy Lâm Thanh Hạm từ phòng ngủ ra tới, liền trêu đùa, u, nhà đầu chết tiệt kia, khởi còn rất sớm, không đúng a, người này đi đường không gì biến hóa a, sẽ không ngươi tối hôm qua lại đương thánh nữ đi. Nói cái gì ngươi đâu? Lâm Thanh Hạm trắng Milan liếc mắt một cái, thúc thúc a gì đâu. Công ty gần nhất vội thật sự, hai người bọn họ sáng sớm liền ra cửa, cơm sáng cũng chưa ăn. Nga, Lâm Thanh Hạm gật gật đầu, không lại hỏi nhiều cái gì, một đôi mắt không ngừng ở trong phòng nhìn. Tìm cái gì đâu ngươi, tìm nam nhân, Milan đứng dậy, lắc lư đến Lâm Thanh Hạm trước người, từ trên xuống dưới đem Lâm Thanh Hạm đánh giá một lần, chậc chậc chậc, này Trương Huyền, Liễu Hạ Huệ a. Lớn như vậy cái mỹ nhân, ôm ngủ cả đêm, gì cũng chưa làm. Không phải ta nói, ta đều khinh thường hắn. Uy, bối mà nói người nói bậy nhưng không hảo a. Milan ra đại môn bị người từ bên ngoài mở ra, liền thấy Trương Huyền từ ngoài cửa đi đến. Dựa, ngươi như thế nào có nhà ta chìa khóa? Milan hướng Trương Huyền so ngón giữa. Hắc hắc, Trương Huyền híp mắt cười, tối hôm qua Tiêu Thúc đã nhận ta đương con nuôi, chìa khóa tự nhiên cho ta một phen. Trương Huyền giơ giơ lên tay, trên tay treo, thình lình chính là Milan ra chìa khóa. Được rồi đi ngươi,
liền tính tiến ta ra môn, cũng là ta lão đại. Milan trợn trắng mắt, thúc giục nói, chạy nhanh làm lão bà ngươi dọn dẹp một chút, triển lãm tranh từ từ liền bắt đầu, lại không đi liền dừng xe vị trí đều tìm không thấy. Lâm Thanh Hạm vừa thấy Trương Huyền, liền nghĩ đến tối hôm qua sự, chính mình thế nhưng chủ động chui vào người nam nhân này trong ngực, nàng liền cảm giác mặt thiêu thiêu, một câu cũng chưa nói, chui vào trong phòng vệ sinh, bắt đầu rửa mặt. Phỉ cách người đại sư triển lãm tranh là ở buổi sáng 10 giờ bắt đầu, địa điểm là hàng thị nghệ thuật trung tâm. Làm thế giới chứ danh hội họa đại sư, phiêu cách đại sư am hiểu nhiều loại phong cách hội họa, họa trung sở ẩn chứa biểu đạt ý tứ cũng đáng đến người suy nghĩ sâu xa khảo cứu. Đối với thích họa người tới nói, phỉ cách người đại sư triển lãm tranh, tuyệt đối là một loại hưởng thụ. Lần này triển lãm tranh, hấp dẫn quá nhiều người, Trương Huyền ba người ở triển lãm tranh bắt đầu trước 1 giờ đã đến, cũng mới khó khăn lắm tìm được một cái xe vị, vẫn là ly nghệ thuật trung tâm rất xa cái loại này. Mới vừa đi đến triển lãm tranh cửa, Trương Huyền ba người, liền nhìn đến một cái làm người chán ghét thân ảnh. Dương Hải Phong liền đứng ở triển lãm tranh trước cửa, ở hắn bên người, còn đi theo một cái trung niên nam nhân. Ở Trương Huyền ba người nhìn đến Dương Hải Phong đồng thời, Dương Hải Phong cũng thấy được bọn họ ba cái. A, tiểu tử, ta rất bội phục ngươi dũng khí, ta còn tưởng rằng, ngươi đã suốt đêm rời đi hàng thị đâu. Dương Hải Phong vừa thấy Trương Huyền, liền không chút khách khí mở miệng. Trương Huyền đồng dạng ha hả cười, ta cũng rất bội phục ngươi dũng khí, ngươi là mặt không đau, còn dám như vậy cùng ta nói chuyện. Trương Huyền giơ giơ lên chính mình bàn tay, này một động tác, làm Dương Hải Phong theo bản năng lui về phía sau 2 bước, ngay sau đó một đĩnh ngực, tiểu tử, ta không muốn cùng ngươi làm loại này không sợ tranh luận, nhìn xem ngươi này thân trang điểm, nếu không hiểu họa nói, liền đừng tới này làm bộ làm tịch. Trương Huyền không nói gì, loại này trào phúng, hắn trong khoảng thời gian này, nghe được có chút quá nhiều. Dương Hải Phong nhìn Trương Huyền kia một bộ không đem chính mình để vào mắt bộ dáng, hừ lạnh một tiếng, chúng ta chờ xem. Khoảng cách triển lãm tranh bắt đầu, còn có 1 giờ thời gian, nghệ thuật trung tâm cửa đã bày nổi lên hàng dài, Milan tính một chút, này muốn từng cái kiểm phiếu tiến vào nói, mì nước trước này đó hàng dài, cũng đến bài 1 giờ thời gian đâu, rốt cuộc đây là phiêu cách đại sư lưu động triển lãm tranh, bên trong mỗi một chương họa đều giá trị thiên kim, an bảo tự nhiên là phải làm tương đương đúng chỗ mới được. Ở chỗ này làm chờ thật sự là có chút nhàm chán, Milan tròng mắt xoay chuyển, cuối cùng đặt ở Trương Huyền trên người xem cái không ngừng, nàng búng tay một cái, kéo Lâm Thanh Hạm cánh tay, đi, Thanh Hạm, mang ngươi đi cái có ý tứ địa phương. Milan nói xong, không đợi Lâm Thanh Hạm trả lời, liền lôi kéo Lâm Thỉnh Hạm chiều mặt khác vừa đi đi. Lâm Thanh Hạm đầy đầu mờ mịt đi theo Milan, không biết Milan muốn làm cái gì. Trương Huyền nhưng thật ra không sao cả, Lâm Thanh Hạm đi đâu, hắn đi đâu liền xong rồi. Ở khoảng cách nghệ thuật trung tâm đại khái có 15 phút tả hữu lộ trình địa phương, Lâm Thanh Hạm thấy được nhân tài thị trường 4 cái chữ to. Người này mới thị trường chiêu bài, là khác ở một đống hành chính trên lầu mặt. Lâm Thanh Hạm có chút nghi hoặc, Milan, tới này làm gì, người muốn chiêu công sao? Không phải, cho người này 2 vạn khối một tháng lão công đánh giá cái giới, nhìn xem người rốt cuộc kiếm lời nhiều ít. Milan híp mắt cười, lôi kéo Lâm Thỉnh Hạm, liền đi đến nhân tài thị trường bên trong. Trương Huyền đi theo 2 nữ nhân mặt sau, có điểm vô ngữ, cho hắn định giá. Này đánh giá cái gì giới a? Đối với cái này cách nói, Lâm Thỉnh Hạm cũng là lần đầu tiên nghe nói, cảm thấy có chút tò mò. Chương 257 các hạng thí nghiệm. Tiến vào nhân tài thị trường, Lâm Thỉnh Hạm mới phát hiện, này hành chính lâu nội bố cục, giống như là một cái thương nghiệp quảng trường giống nhau, từ lầu 1 đến đỉnh lâu, nhìn không sót gì. Nhân tài thị trường nội người cũng rất nhiều, nhưng cũng không có vẻ hỗn độn. Có một cái chuyên môn cung nhận người tẩu đạo, mà cầu chức người, liền đứng ở một bên, bày ra bọn họ tinh thần trạng thái tốt nhất một mặt, ở bọn họ bên người, còn lập một cái thẻ bài, mỗi cái thẻ bài bộ dáng đều là tương đồng, cái đồng dạng trương, thẻ bài thượng, viết người tìm việc làm cơ bản tin tức, cùng với giá cả. Ở chỗ này, không có cái loại này ầm ĩ, người tìm việc làm nhóm cũng không có sốt ruột đẩy mạnh tiêu thụ chính mình. Bọn họ bên cạnh thẻ bài, chính là đối bọn họ tốt nhất giới thiệu. Người tài giỏi như thế thị trường, Lâm Thanh Hạm vẫn là lần đầu tiên thấy, có vẻ phi thường tò mò. Milan cấp Lâm Thỉnh Hạm giải thích, người này mới thị trường, kỳ thật liền cùng loại với một loại người môi giới trung tâm, nhưng bọn hắn có một loại chính mình khảo hạch thủ đoạn, tiến đến cầu chức người, đem trải qua cái này người môi giới trung tâm khảo hạch,
căn cứ bọn họ năng lực cá nhân, được đến một cái tổng hợp lương một năm giá cả. Nghe Milan như vậy vừa nói, Lâm Thanh Hạm đại khái minh bạch, Milan là tưởng như thế nào cấp Trương Huyền định giá. Người này mới thị trường, ở hàng thị là phi thường nổi danh, hơn nữa bọn họ chỉ làm cao cấp, có thể nhìn thấy, tới này cầu chức, thấp nhất đều là lương một năm 20 vạn khởi bước, thả mỗi người đều có chuyên nghiệp sở trường đặc biệt lĩnh vực, một ít người, càng là tinh thông mấy cái sở trường đặc biệt. Đường lão bản từ nơi này đem người chiêu đi rồi, sẽ phó cho người ta mới trung tâm nhất định người môi giới phí, mà cầu chức người, ở giám định tự thân kỹ năng cấp bậc thời điểm, cũng sẽ phó cho người ta mới trung tâm nhất định phí dụng, hơn nữa giao nộp nhất định tiền thế chấp, hành nghề một năm sau có thể trở về. Nhân tài trung tâm giám định kết quả, là phi thường quyền uy, đường lão bản phát hiện, chính mình từ nhân tài trung tâm chiêu người, căn bản không đạt được nhân tài trung tâm giám định cấp bậc khi, nhân tài trung tâm sẽ đem người môi giới phí gấp đôi trở về, cầu chức người tiền thế chấp cũng sẽ bị giam, tổng mà đến nói, tưởng ở cái này nhân tài trung tâm làm miêu nị, là phi thường khó. Lâm Thanh Hạm ở Milan dẫn dắt hạ, dạo qua một vòng, những cái đó lương một năm 20-30 vạn người chung, có không ít đều là Lâm Thanh Hạm yêu cầu nhân tài, bất quá, Lâm Thanh Hạm hiện tại tâm tư cũng không có ở nhận người thượng, nàng cũng tưởng chạy nhanh cấp Trương Huyền làm một cái giá đánh giá, sự tình quan Trương Huyền, làm Lâm Thỉnh Hạm cảm giác phi thường có ý tứ. Đối với cái này giá cả đánh giá, Trương Huyền bản nhân là cự tuyệt, nhưng khiêng không được hai nữ nhân năn nỉ ỉ ôi, Trương Huyền cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Nhân tài trung tâm, cùng sở hữu 7 tầng. Tầng thứ nhất, cầu chức người lương một năm ở 20 vạn đến 50 vạn chi gian. Tầng thứ hai, là 50 vạn đến 80 vạn chi gian. Tầng thứ ba, 80 vạn đến 150 vạn. Tầng thứ tư, 150 vạn đến 300 vạn. Tầng thứ năm, 300 vạn đến 500 vạn. Tầng thứ sáu, 500 vạn đến 800 vạn. Tầng thứ bảy, 800 vạn hướng lên trên. Có thể ở tầng thứ tư cầu chức người, bọn họ rất nhiều người giá trị con người, đều so giống nhau lão bản muốn cao, người tài giỏi như thế, đều là bọn họ chọn lão bản, mà không phải lão bản chọn bọn họ. Đối với chức nghiệp kỹ năng đánh giá, ở cái này giám định trung tâm là có thể trực tiếp làm. Milan đối với nơi này vẫn là có chút quen thuộc. Nàng mang theo Lâm Thanh Hạm cùng Trương Huyền đi vào lầu một đánh giá đại sảnh, nhìn trước mặt một đám đánh giá văn phòng, Milan lâm vào rối rắm. Thanh Hạm, người nói trước làm Trương Huyền, đánh giá phương diện kia hảo đâu. Giờ phút này, ở Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm trước mặt, có rất nhiều phân loại, như tài chính, đầu tư, thiết kế, kiến trúc, an bảo. Các lĩnh vực, cơ hồ đều bao dung. Người bình thường, đều có chính mình sở tinh thông lĩnh vực. Nhưng Trương Huyền không giống nhau, chỉ là Milan cùng Lâm Thanh Hạm biết nói, Trương Huyền liền tinh thông mấy cái lĩnh vực. Lâm Thanh Hạm nhìn thoáng qua, vậy từ cái thứ nhất bắt đầu đi, làm hắn từng cái thí một lần. Milan vỗ vỗ Trương Huyền bả vai, hướng Trương Huyền so cái ánh mắt, đi thôi, Pikachu. Trương Huyền nhìn Lâm Thanh Hạm kia hứng thú bừng bừng bộ dáng, bất đắc dĩ thở dài một hơi, đi trước thí nghiệm dùng phí dụng sau, chiều cái thứ nhất viết an bảo giám định thất đi đến. Milan cùng Lâm Thanh Hạm hai người, còn lại là ở trong đại sảnh một người mua ly trà sữa, làm được ghế mát xa thượng, thoải mái dễ chịu chờ đợi Trương Huyền. Chờ Trương Huyền đi vào an bảo giám định thất sau, phát hiện bên trong có rất nhiều người, có chuyên môn người phụ trách an bài, đương Trương Huyền đi vào an bảo thất sau, chuyện thứ nhất, chính là ở một đài lực lượng thí nghiệm cơ thượng đánh một quyền, Trương Huyền đại khái dùng 3 phần lực đi, đến ra thí nghiệm kết quả, đã bị chuyên gia an bài, đưa tới một cái khác phòng đi làm tư nhân thí nghiệm. Sau đó, Trương Huyền đi tới về tài chính thí nghiệm phòng, ngắn ngủn nói mấy câu sau, Trương Huyền lại bị chuyên gia an bài, đến một cái phòng nhỏ tiến hành đơn độc thí nghiệm. Đầu tư, âm nhạc, hội họa, công trình, chữa bệnh, IT, ngôn ngữ. Các đại học chuyên khoa nghiệp, nhiều đếm không xuể. Trương Huyền thí nghiệm kết quả, mỗi lần đều sẽ làm chuyên môn người phụ trách đối hắn tiến hành đơn độc thí nghiệm. Rất nhiều so Trương Huyền trước thí nghiệm người còn ở xếp hàng chờ tiếp theo hạng thí nghiệm đâu. Trương Huyền cũng đã ở chuyên gia an bài hạ, hoàn thành một cái hạng mục toàn bộ thí nghiệm, đi trước tiếp theo cái. Một người đồng dạng cầu chức người, nhìn Trương Huyền không ngừng ra vào một cái lại một phòng, thả mỗi lần đợi đến thời gian đều thực đoạn, không khỏi lộ ra cười nhạo. Đối với loại người này, hắn thấy nhiều, loại người này căn bản là không rõ ràng lắm chính mình định vị, ở trong trường học học được một chút ra lông, liền cảm thấy chính mình cái gì đều có thể làm, kết quả là mới phát hiện chính mình, căn bản cái gì đều làm không được. Một giờ thời gian, nói dài cũng không dài lắm,
bảo ngắn cũng không ngắn lắm, Trương Huyền cũng chạy 10 cái chuyên nghiệp thí nghiệm thính, nhìn nhìn dư lại chuyên nghiệp, Trương Huyền nghĩ nghĩ cũng liền không đi, thật muốn lại chạy xuống đi, cũng không biết đến bao lâu đâu. Trương Huyền tìm được rồi nhân viên công tác để lại Trương Huyền số điện thoại, làm Trương Huyền đi trước tùy tiện đi dạo, chờ giám định kết quả ra tới sau, sẽ liên hệ hắn. Trương Huyền gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Ở nghỉ ngơi thính tìm được rồi đang nằm ở ghế massage thượng hưởng thụ Lâm Thanh Hạm hai nàng. Như thế nào, giám định xong rồi, kết quả ra tới sao? Lâm Thanh Hạm vừa thấy Trương Huyền, liền gấp không chờ nổi hỏi, nàng cũng rất muốn biết, chính mình này 2 vạn 1 tháng tiện nghi lão công, ở chuyên nghiệp trung tâm giám định hạ, rốt cuộc lương 1 năm hẳn là có bao nhiêu? Lâm Thanh Hạm chính mình trong lòng có một cái dự định giá cách, ít nhất có thể xếp hạng tầng thứ 4. Lương 1 năm 150 vạn đến 300 vạn chi gian. Đến nỗi lại hướng cao, Lâm Thanh Hạm liền không suy nghĩ, hiện tại toàn bộ Lâm Thị tập đoàn, tiền lương tối cao công nhân, lương 1 năm cũng liền 80 vạn. Trương Huyền lắc lắc đầu, kết quả còn phải từ từ, nhân gia nói một hồi liên hệ ta. An Lạp, nhân gia tổng phải có cái tổng hợp đánh giá sao, đi, Thanh Hạm, mang người đi gặp ưu tú nam nhân, thuận tiện làm Trương Huyền có điểm nguy cơ cảm. Milan từ ghế massage ngồi lên, lôi kéo Lâm Thỉnh Hạm tay, chiều thang cuốn đi đến. Chương 258 thứ ta nói thẳng, không xứng đôi. Milan mang theo Lâm Thanh Hạm, trực tiếp hướng tầng cao nhất đi đến. Có thể nhìn thấy, càng lên cao đi, cầu chức người càng ít, rốt cuộc lương 1 năm mấy trăm vạn tinh anh, cũng không phải nơi nơi đều đúng vậy, này đó không có chỗ nào mà không phải là một cái lĩnh vực đứng đầu nhân tài. Tới rồi lầu 6, Lâm Thanh Hạm liền phát hiện. Đứng ở lầu 6 cầu chức người, vô luận là nam hay nữ, đều là tuổi trẻ, tràn ngập tinh thần phấn chấn, thả ngũ quan cùng hình thể đều tương đương ưu tú. Ở lão bản nhận người lĩnh vực, cũng có một ít tiềm quy tắc, tỉ như không chiêu mau kết hôn, không chiêu mới vừa kết hôn, bởi vì này hai loại, mặc kệ là cái nào, đều sẽ có một cái nghỉ dài hạn, tỉ như thời gian nghỉ kết hôn, nghỉ sanh, này đó đều sẽ bị lão bản tính ở phí tổn nội, những người này. Ở tiền lương thượng giá cả, cũng tương so cùng cấp bậc người tìm việc làm, sẽ có chút hoàn cảnh xấu. Mà ở lầu 6 cầu chức người, căn bản là sẽ không làm lão bản có này đó băn khoăn, bọn họ sẽ rõ xác cho thấy, chính mình ở nhậm chức mấy năm nội, sẽ không có thời gian nghỉ kết hôn, nghỉ sanh này đó. Lâm Thanh Hạm ở lầu 6 nhìn thoáng qua, toàn bộ lầu 6, cầu chức người, bất quá ít ỏi hơn 20 cái, làm cho cả lầu 6 có vẻ thực trống trải, bất quá nhận người lối đi nhỏ thượng. Nhưng thật ra đi tới không ít người, những người này, đều không phải là toàn bộ tới nhận người, có chút người chỉ là đi lên thưởng thức một chút, nhìn xem lương 1 năm mấy trăm vạn tinh anh, rốt cuộc đều có chút cái gì bản lĩnh. Này đó khởi bước đều là xong thạc sĩ học vị A, tinh thông các hạng lĩnh vực, thân thể báo cáo cũng đều thực ưu tú. Lâm Thanh Hạm đứng ở một người tuổi trẻ nữ nhân trước mặt, hỏi đối phương vài cái vấn đề, đối phương tất cả đều đối đáp trôi chảy, có chút đáp án, làm Lâm Thỉnh Hạm đều vì này tán thưởng. Đối với nhân tài như vậy, Lâm Thỉnh Hạm làm một cái xí nghiệp lão bản, muốn nói không tâm động, đó là giả, nhưng Lâm Thị hiện tại quy mô còn quá tiểu, những người này mới phóng tới Lâm Thị bên trong, vẫn là có chút lãng phí. Đi Lạp Thanh Hạm, thượng lầu 7, Milan tiếp đón một tiếng, lôi kéo Lâm Thỉnh Hạm, chiều lầu 7 đi đến. Trương Huyền đi theo hai nữ nhân phía sau, ánh mắt cũng tùy tiện nhìn. Ở thượng lầu 7 trước, Lâm Thỉnh Hạm đã nghĩ đến, khả năng lầu 7 cầu chức người sẽ rất ít. Nhưng nàng phát hiện, người này số, so với chính mình tưởng, còn muốn thiếu. Toàn bộ lầu 7, chỉ có 3 người cầu chức, thả đều là tuổi trẻ nam nhân, này 3 nam nhân, muốn nhan có nhan, mỗi người ngũ quan đều lớn lên phi thường soái khí, muốn dáng người có thân hình, tây trang dày da đứng ở nơi đó, giống như là siêu mẫu giống nhau, mà bọn họ tài hoa, này liếc mắt một cái nhìn lại, một cái an bảo chuyên nghiệp, này không riêng lấy được hàng thị số giới 80kg cấp tán đánh quán quân. Càng là tinh thông tam quốc ngôn ngữ, bộ đội đặc chủng xuất ngũ, chỉ là cá nhân giải nhất, liền cầm số hạng. Đồng thời đối tài chính phương diện, còn có nghiên cứu. Ở cái này người trước mặt thẻ bài thượng, chuyên môn viết một cái chú giải, đó là người này quang ở tài chính lĩnh vực thành tựu, liền giá trị 180 vạn lương 1 năm. Hàng thị không thiếu kẻ có tiền, cố như vậy một cái ưu tú nam nhân đảm đương cận vệ, đối với rất nhiều nữ nhân tới nói, đều là phi thường vui. Lâm Thanh Hạm ánh mắt, lại nhìn quét đến hạ một người trên người, người này quang từ ngũ quan thượng xem, chính là một cái con lai, anh Tuấn gương mặt sẽ làm những cái đó nữ sinh vì này điên cuồng, một đầu tóc ngắn có vẻ giỏi giang lại giàu có nam nhân vị,
1m85 thân cao, tuyệt đối là nữ nhân lý tưởng nhất loại hình. Nga, Thiên Nột, nữ sĩ, người thật sự là quá mỹ lệ. Lâm Thanh Hạm xem qua đi, còn không có trước mở miệng, đối phương liền chủ động mở miệng chào hỏi. Ở cái này người tư liệu bài thượng, ký tên Vương Luân, tuổi 27 tuổi. Lâm Thanh Hạm hơi hơi mỉm cười, người quá khen. Nữ sĩ, nếu ngươi là tới nhận người, ta rất vui lòng vì ngươi phục vụ. Vương Luân hơi hơi một loan eo, tay phải theo chính mình bên cạnh người tự nhiên trượt xuống, làm một cái phương Tây lễ nghi. Lâm Thanh Hạm nhìn mắt, Vương Luân lương một năm đánh giá, là 1.100 vạn, cái này giá cả, là hiện tại nhân tài trung tâm tối cao, đương nhiên, Vương Luân tài hoa, cũng đáng đến hắn có được như vậy cao lương một năm. Tài chính lĩnh vực tiến sĩ học vị, với Anh Quốc Oxford tốt nghiệp đại học, Dương Cầm cửu cấp, đã từng tiến hành quá cộng 7 lần tài chính đầu tư, cộng thu lợi 1.200 triệu 1.000 vạn nguyên. Toàn bộ về Vương Luân giới thiệu bài, viết rậm rạp. Lâm Thanh Hạm hướng Vương Luân lễ phép cười cười, Vương tiên sinh, chúng ta tiểu công ty, nhưng lưu không được ngươi này tôn đại Phật. Mỹ lệ nữ sĩ, vì ngươi phục vụ, ta có thể không thu lấy bất luận cái gì phí dụng, ở kẻ hèn kỳ hạ, cũng có mấy gian công ty, nói không chừng có thể cùng ngươi đạt thành hợp tác, mà ngươi ta hai người, cũng nên sẽ có một đoạn mỹ diệu chuyện xưa mới đúng. Vương Luân lộ ra một bộ tự tin tươi cười, hắn ánh mắt trước sau đỗ ở Lâm Thanh Hạm trên người. Đối với Vương Luân người tài giỏi như thế tới nói, hắn đã không phải một cái bình thường người tìm việc làm, mà là một cái thành công giả. Lâm Thanh Hạm sắc mặt hơi chút trở nên có chút không thoải mái, nàng ôm lấy Trương Huyền cánh tay, xin lỗi, Vương tiên sinh, ta đã kết hôn, vị này chính là ta trượng phu, người nói mỹ diệu chuyện xưa, sẽ không phát sinh ở chúng ta trên người. Nga, Vương Luân ngoài ý muốn nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái, nếu Lâm Thanh Hạm không nói, hắn thật sự là vô pháp nhìn ra tới. Cái này nhìn qua trừ bỏ diện mạo hơi chút có chút lượng điểm nam nhân, thế nhưng là vị này mỹ nữ trượng phu, nữ sĩ, thứ ta nói thẳng, ngươi cùng ngươi trượng phu, thật sự thực không xứng đôi. Không xứng đôi, không tới phiên ngươi tới nói chuyện, Trương Huyền nhìn mắt Vương Luân, mở miệng nói. Làm một người nam nhân, bị người như vậy trắng trợn táo bạo khiêu khích, Trương Huyền khẳng định là không thể nhẫn. Vương Luân ha hả cười, tiên sinh, ta không biết ngươi có cái dạng nào tự tin. Có thể bồi tại đây vị nữ sĩ bên người, hoặc là nói, người thành tựu, có thể miệt thị kẻ hèn. Vương Luân nói chuyện thời điểm, dùng ngón tay chỉ trước mặt hắn thân phận bài. Kia mặt trên ghi lại mỗi một cái tin tức, đều Trương Hiển Vương Luân bất đồng. Đối mặt này đó, Trương Huyền lắc lắc đầu, không nói gì. Khả năng ở người khác xem ra, Vương Luân này đó thành tựu, là làm người kinh ngạc cảm thán. Nhưng đối với Trương Huyền tới nói, kia viết ở trên cùng một cái. Thông qua tài chính kiếm lời hơn 1 tỷ sự tích, là hắn ở mấy năm trước liền hoàn thành. Cùng bị dự vì Wall Street chi thần Trương Huyền so sánh với, Vương Luân này đó thành tựu, thật sự là quá bé nhỏ không đáng kể. Trương Huyền đứng ở Vương Luân trước người, đem Vương Luân từ đầu tới đuôi xem kỹ một lần, ta không biết, người cái gọi là danh nghĩa công ty là làm gì đó, cũng không biết, người công ty quy mô rốt cuộc có bao nhiêu đại, nhưng hiện tại ngươi, nếu đứng ở chỗ này, nên bảo trì một phần người tìm việc làm ứng có cung kính, nếu ngươi liền này đều làm không được nói, ngươi liền không xứng đứng ở chỗ này, đây là ngươi triển lãm chính mình tài hoa địa phương, nhưng không phải làm ngươi ngạo nhân địa phương, nếu ta là lão bản. Ngươi loại này mặt hàng, ta sẽ ở ngày đầu tiên, bởi vì ngươi chân trái trước bước vào công ty đại môn vì từ, làm ngươi cút đi. Trương Huyền này một phen lời nói cực kỳ sắc bén, thanh âm cũng không chút nào che giấu, làm rất nhiều người đều nghe được rõ ràng. Rất nhiều người một chút liền đem ánh mắt nhìn lại đây, muốn biết đã xảy ra cái gì. Ở nhân tài trung tâm lầu 7, cơ hồ không có phát sinh quá cái gì khắc khẩu sự kiện. Chương 259 Dương Viện. Trương Huyền nói không tồi, ở Vương Luân trong lòng, đích xác có chút kiêu ngạo, thậm chí hắn đi vào nơi này, căn bản là không phải cầu chức, mà là đơn thuần khoe ra, hắn bản nhân công ty, liền thị giá trị mấy tỷ. Mỗi lần gặp được tới nhận người, Vương Luân đều sẽ ngữ khí không kiên nhẫn, đem đối phương dỗi trở về, cuối cùng lại nâng ra bản thân công ty, làm đối phương không lời nào để nói. Vương Luân, phi thường hưởng thụ như vậy cảm giác, mỗi lần nhìn đến người khác khiếp sợ ánh mắt, đều sẽ làm hắn từ nội đến ngoại cảm đến một trận thoải mái. Nhưng hiện tại, Vương Luân bị người như vậy răn dậy một phen, làm hắn thực không thoải mái, đặc biệt vẫn là tại như vậy nhiều người vây xem hạ, từ nhỏ có thành tựu quá. Hắn liền không cảm giác được chính mình có như vậy mất mặt thời điểm. Vương Luân nhìn chính mình đối diện mặt Trương Huyền,
nói như vậy nói, ngươi cho rằng, ngươi so với ta càng cường. Không, Trương Huyền lắc lắc đầu, ta chưa bao giờ cho rằng ta nhất định sẽ so người khác cường, mỗi người am hiểu lĩnh vực đều không giống nhau, ta chỉ nghĩ nói, ngươi đứng ở cái này địa phương, ngươi chính là một cái người tìm việc làm, không cần cho ta bày ra một bộ tác phong đáng tởm, đây là ta lấy một cái quần chúng góc độ nói với ngươi, mà về phương diện khác, ta lấy nàng lão công thân phận nói cho ngươi. Trương Huyền nói đến lúc này, duỗi tay ôm Lâm Thanh Hạm vai ngọc, đem nữ nhân ôm vào chính mình trong lòng ngực, tiếp tục nói, ta thực chán ghét ngươi cùng lão bà của ta chào hỏi phương thức, nếu ngươi còn dám cùng lão bà của ta nói như vậy nói, tin tưởng ta, ta sẽ xé lạn ngươi miệng. Miệng tự rơi xuống, Trương Huyền một cái tay khác bỗng nhiên chém ra, thật mạnh đánh vào Vương Luân trước người giới thiệu bài thượng, này ước chừng có 5 cm hậu, từ gỗ đặc chế thành giới thiệu bài, sinh sôi bị Trương Huyền một quyền đánh cái đối xuyên. Này một động tác, sợ tới mức Vương Luân không tự giác run lập cập. Mà bên kia cái kia đồng dạng ở lầu 7 cầu trước kim bài bảo tiêu, còn lại là đồng tử một trận mãnh xúc, lại xem Trương Huyền ánh mắt, đã trở nên hoàn toàn không giống nhau. Đồng dạng là người biết võ, hắn biết rõ, có thể như vậy một tay phát lực, liền đem giới thiệu bài đánh xuyên qua người, kia một quyền lực lượng, có bao nhiêu đáng sợ, ít nhất hiện tại hắn, còn làm không được. Ai u, khi nào? Tùy tiện cái gì a miêu a cẩu đều có thể ở lầu 7 phát giận. Một bên, một đạo nũng nịu thanh âm truyền đến, ở trong lời nói, biểu đạt đối Trương Huyền bất mãn. Lâm Thanh Hạm cùng Milan quay đầu nhìn lại, liền thấy một người nùng trang diễm mạt tuổi trẻ nữ nhân, chính chậm rãi chiều bên này đi tới. Nữ nhân trên mặt mang theo một cổ cao ngạo thần sắc, ánh mắt khinh thường nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái, theo sau hướng Vương Luân nói, thế nào, soái ca, nghĩ kỹ rồi sao? Ta cho ngươi một năm khai 1.500 vạn, ngươi cùng ta làm. Cái này tuổi trẻ nữ nhân xuất hiện, làm một bên vang lên một trận nghị luận thanh. Này không phải Vĩnh Phong thực nghiệp công chúa sao? Chính là a. Đã sớm nghe nói nàng coi trọng cái này Vương Luân, xem ra là thật sự. Trung tâm cấp ra tổng hợp lương một năm mới là 1.100 vạn, nàng ra đến 1.500 vạn, đây là ý của túy ông không phải ở rượu a. Một đạo lại một đạo thanh âm vang lên. Milan nhìn thấy nữ nhân này, cũng là sắc mặt đổi đổi, nói khẽ với Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm nói, nữ nhân này là Dương Viện, Dương Hải Phong muội muội. Dương Viện đi đến Vương Luân trước mặt, thế nào, nghĩ kỹ rồi sao? Xin lỗi a nữ sĩ. Vương Luân cười nịnh một chút, hắn dám đối với người khác bày ra một bộ kiêu ngạo thái độ, nhưng đối Dương Viện, lại không dám, Vĩnh Phong thực nghiệp làm hàng thị số một số hai xí nghiệp, không phải hắn loại người này có thể so sánh nghĩ. Dương Viện hừ một tiếng, kiêu ngạo, có bản lĩnh nam nhân, đều kiêu ngạo, ta thích người này kiêu ngạo bộ dáng, chính là, có người có kiêu ngạo tư bản, nhưng có một số người, hẳn là không có đi. Dương Viện nói xong lời cuối cùng thời điểm, ánh mắt một lần nữa đặt ở Trương Huyền trên người, ngươi vừa rồi nói, ngươi nếu là lão bản, liền sẽ trước tiên đem Vương Luân khai trừ, như vậy ta muốn hỏi một chút, ngươi là nhà ai xí nghiệp lão bản, làm ta nghe một chút. Nhìn xem chúng ta Vĩnh Phong thực nghiệp. Có hay không cơ hội, may mắn cùng ngươi hợp tác một chút đâu. Dương Viện nói chuyện thời điểm, cố ý đem Vĩnh Phong thực nghiệp 4 chữ cắn thực trọng, bởi vì nàng rất rõ ràng, nhà mình xí nghiệp, có bao nhiêu đại lực ảnh hưởng. Trương Huyền cười cười, người cũng nói, ta nói chính là nếu, hiện tại ta danh nghĩa, không có bất luận cái gì xí nghiệp. Ở Hoàng Hôn chi chiến trước, Trương Huyền đi trước châu Âu Vương sẽ thời điểm, đem chính mình danh nghĩa sở hữu xí nghiệp, toàn bộ chuyển nhượng đi ra ngoài. Nguyên bản phú khả địch quốc hắn, hiện tại có thể nói là hai bàn tay trắng. Nếu, kia muốn so sánh nói, ta còn nói, nếu ngươi đứng ở chỗ này, ta tin tưởng, ngươi sẽ liền ngẩng đầu xem Vương Luân dũng khí đều không có, ngươi quở trách Vương Luân, ngươi lại có cái gì tư bản? Là ở tài chính phương diện, so Vương Luân cường, vẫn là ở bằng cấp phương diện, so Vương Luân cao. Hoặc là ngươi cá nhân thành tựu, xa xa siêu việt Vương Luân. Dương Viện nói thực sắc bén. So nàng ca ca Dương Hải Phong hiếu thắng ra mấy cái cấp bậc. Nguyên bản bởi vì Trương Huyền khí thế, có chút bị trấn trụ Vương Luân, giờ phút này phảng phất nhiều rất nhiều dũng khí giống nhau, nâng lên ngực, nhìn thẳng vào Trương Huyền, không tồi, trong miệng nói mạnh miệng, giảng đạo lý, ai sẽ không, ngươi nếu có thể lấy ra vượt qua ta địa phương, ta không lời nào để nói. Chỉ sợ là khó lạc, đúng lúc này, lại có một đạo thanh âm vang lên, nói chuyện, đúng là phía trước Trương Huyền ở đánh giá thí nghiệm khi. Cái kia nhìn Trương Huyền qua lại ra vào bất đồng chuyên nghiệp thính người, hắn mở miệng nói, ta vừa mới, nhìn thấy vị tiên sinh này, cầm một phần đánh giá báo cáo,
cơ hồ đem mỗi cái chuyên nghiệp thính đều chạy một lần, mỗi cái bên trong đãi không vượt qua 5 phút. Vừa nghe hắn nói lời này, Dương Viện không có nhịn xuống, cười lên tiếng. Bao gồm Vương Luân, cũng là vẻ mặt cười nhạo. Dương Viện nâng lên chính mình tay, hướng Trương Huyền giả bộ duỗi cái tay hoa lan, ta còn tưởng rằng là cái gì nhân vật đâu, nguyên lai chính là cái cầu chức, mỗi cái bên trong đãi không vượt qua 5 phút, là đi vào đã bị oanh ra tới đi. Vương Soái ca, nói cho hắn, lúc trước người đánh giá thời điểm, dùng bao lâu thời gian. Vương Luân tự tin cười, trả lời nói, mỗi hạng nhất đều ở 2 cái giờ. Vương Luân nói, khiến cho vây xem người một mảnh ồ lên. 2 cái giờ, ta lúc ấy đi vào thử một chút, 10 phút liền ra tới. Đúng vậy, chỉ có thông qua một vòng khảo hạch, mới có thể tiếp tục đãi ở bên trong, có thể nói, đợi đến thời gian càng dài, liền chứng minh bản lĩnh càng lớn, trả lời đi lên vấn đề càng nhiều, 2 cái giờ, tuyệt đối là thiên tài. Kia 5 phút không đến là cái gì? Còn dùng hỏi sao, đồ ngu bái. Từng đợt cười nhạo tiếng vang lên. Vương Luân khinh thường nhìn Trương Huyền, ta còn tưởng rằng là cái gì nhân vật, nguyên lai chính là cái định giá, 5 phút, người sẽ không liền một vấn đề cũng chưa trả lời, liền ra tới đi. Không có bản lĩnh, còn tính tình không nhỏ người, đời này, chú định không có gì thành tựu, ta hiện tại có thể cho ngươi một cái xoay người cơ hội, cấp Vương Soái ca xin lỗi, ta có thể phát thiện tâm, cho ngươi lương 1 năm 10 vạn, thế nào? Dương Viện cố ý hướng Trương Huyền nói. Chương 260 ngươi nhìn lầm rồi. Liền ở vừa mới, Trương Huyền quát lớn Vương Luân thời điểm, rất nhiều người còn đang suy nghĩ, người này rốt cuộc là cái gì thân phận, rốt cuộc dám ở lầu 7 phát giận người, thật sự là quá ít. Khi bọn hắn biết, Trương Huyền chỉ là một cái phổ phổ thông thông, không có bất luận cái gì thân phận người tìm việc làm, thả ở chuyên nghiệp dám định phòng liền 5 phút đều đãi không đến thời điểm, mọi người đều cảm thấy, Trương Huyền là ở lòe thiên hạ. Rốt cuộc thế giới này, là một cái xem bản lĩnh thế giới, không có người có bản lĩnh, nói lại nhiều nói, đều sẽ không bị người nghe tiếng trong tai đi. Dõng dạc, không chê e lệ. Rất nhiều vây xem người, đều nhỏ giọng chỉ trích Trương Huyền. Dương Viện vây quanh Trương Huyền tha một vòng, mở miệng nói, nếu là tới đánh giá, không bằng liền thỉnh ngươi, đem ngươi tổng hợp đánh giá lấy ra tới, làm chúng ta mở rộng tầm mắt, nhìn xem ngươi có cái gì tư cách, tại đây thả ra ngươi hào ngôn. Ta lão công đánh giá báo cáo còn không có ra tới. Lâm Thanh Hạm ra tiếng, nàng tự nhiên không thể nhìn Trương Huyền một người tại đây chịu khi dễ, hơn nữa, chúng ta chỉ là tới tìm chút việc vui, làm đánh giá, mấy thứ này, cũng không thể chứng minh một người năng lực. Là không thể chứng minh, vẫn là không có mặt lấy ra tới a. Dương Viện âm dương quái khí hỏi, lớn như vậy đánh giá trung tâm, chẳng lẽ, còn sẽ mai một các ngươi tài hoa? Đúng lúc này, Trương Huyền di động tiếng chuông vang lên, là một cái hàng thị xa lạ dãy số đánh tới. Trương Huyền đem điện thoại tiếp khởi. Trương Huyền tiên sinh, ngài đánh giá báo cáo đã ra tới, ngài hiện tại ở địa phương nào, ta cho ngài đưa qua đi. Liền ở lầu 7, ngươi đi lên đi. Trương Huyền cắt đứt điện thoại, hướng Lâm Thanh Hạm nói thanh kết quả ra tới. Nếu ra tới, cũng đừng đãi tại đây, nhìn có một số người, liền cảm thấy phiền lòng. Milan chán ghét nhìn mắt Dương Viện, đối này Dương ra người, Milan cũng chưa cái gì ấn tượng tốt. Dương Viện lớn tiếng nói, kết quả ra tới, kia làm đại gia cùng nhau nhìn xem bái. Nhìn xem ngươi, rốt cuộc có cái gì tự tin tiền vốn, cũng cho chúng ta trông thấy, này trung tâm hôm nay. Có thể hay không đổi mới đánh giá thấp nhất giới. Dương Viện nói, đưa tới một trận ồn ào cười to. Vương Luân mở miệng, Dương cô nương, có một số người, chỉ sợ không có dũng khí lấy ra tới a. Cũng không phải không có dũng khí, đây là ta chính mình đồ vật, có nguyện ý hay không lấy ra tới cho người khác xem, là ta quyền lợi. Trương Huyền nói như vậy, nhưng hắn nói, vô luận nghe vào ai trong tai, đều có một loại trốn tránh cảm giác. Đúng lúc này, một người trung tâm nhân viên công tác cưỡi thang cuốn đi rồi đi lên, hô to một tiếng, vị nào là Trương Huyền tiên sinh, ngài báo cáo ra tới. Dương Viện vừa nghe, trước tiên đi qua đi, hướng nhân viên công tác hô, tới, báo cáo cho ta. Ở nhân viên công tác còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Dương Viện liền đem báo cáo kết quả bắt được trong tay, đôi mắt hướng lên trên thoáng nhìn, liền lộ ra khinh thường bộ dáng, nha, so với ta đoán trước cao một chút đâu, lương 1 năm 10 vạn đâu. Nói như vậy, người công tác 100 năm, công tác đến chết, không ăn không uống, đỉnh thượng Vương Soái ca 1 năm. Thật là ưu tú a, thực xin lỗi, là ta lúc trước coi khinh ngươi, ta cho ngươi xin lỗi,
ta vì ta vừa mới nói cảm thấy thẹn, như vậy, ta thu hồi ta vừa mới nói cho ngươi lương 1 năm 10 vạn nói, ta cho ngươi. Dương Viện trầm ngâm một chút, vươn một ngón tay, 10 vạn linh một khối. Dương Viện nói, lại lần nữa đưa tới một trận tiếng cười. Vương Luân đi lên trước, lớn tiếng nói, tiểu tử, ta còn là vừa mới câu nói kia, ngươi phải có một chút có thể so sánh ta cường, chẳng sợ bất luận cái gì một chút, ta đều có thể không lời nào để nói, chính là xem ra, có một số người, thật sự là không còn dùng được, như vậy đi, ta hạ thấp một chút tiêu chuẩn, ngươi muốn theo kịp ta 1/10, ta đều nhận, thế nào? Đừng 1/10, chính là cái số lẻ, đều siêu tiểu tử này gấp 10 lần. Dương Viện cười ha ha. Dương Viện tiếng cười, ở chung quanh người xem ra, một chút đều không có vẻ khoa trương, một cái đánh giá giới vì lương 1 năm 10 vạn người, vừa mới ở quát lớn một cái lương 1 năm 1.100 vạn người, hắn từ đâu ra dũng khí, từ đâu ra tự tin. Thật là mất mặt. Trương Huyền còn lại là vẻ mặt nghi hoặc, chính mình đánh giá giới là 10 vạn. Chuyện này không có khả năng a. Trừ bỏ Trương Huyền không tin bên ngoài, Lâm Thanh Hạm cùng Milan cũng không tin, nàng hai là gặp qua Trương Huyền một ít bản lĩnh, như thế nào đều không thể chỉ có lương 1 năm 10 vạn. Đồng dạng, tên kia ở lầu 7 cầu chức bảo tiêu cũng có chút không tin, liền vừa mới Trương Huyền đánh xuyên qua giới thiệu bài kia một tay, liền đủ lương 1 500 vạn trở lên, này 10 vạn, có điểm quá khoa trương đi. Ta nói họ Dương, ngươi nhìn lầm rồi đi, Milan nhìn không được ra tiếng. Nhìn lầm, ta sẽ nhìn lầm, ta mỗi ngày tiếp xúc đều là hơn 100 triệu đơn tử, ta sẽ nhìn lầm. Dương Viện cười lạnh một tiếng. Tên kia đưa báo cáo kết quả nhân viên công tác lau hạ chán hán, hắn là nhận thức Dương Viện, mở miệng nói, Dương nữ sĩ, ngươi thật sự. Thật là nhìn lầm rồi, kia không phải 10 vạn, mà là 100 triệu. 100 triệu. Nhân viên công tác nói, làm hiện trường lâm vào một trận ngắn ngủi yên lặng. Dương Viện kiêu ngạo sắc mặt, phát sinh động lại, mà Vương Luân trên mặt, còn lại là một bộ không thể tin được. Cho tới nay, Vương Luân đều đối chính mình thực tự tin, bởi vì hắn hiểu nhiều lắm, tiếp xúc nhiều, có thành tựu, cho nên hắn biết, chính mình có bao nhiêu ưu tú, hắn thậm chí đều rất khó suy nghĩ, có thể có mấy người đánh giá giá cả có thể so sánh chính mình cao. Nhưng hiện tại đâu, cái kia nhân viên công tác nói cái gì? 100 triệu, siêu việt chính mình gấp 10 lần, sao có thể? Ngươi cùng ta nói giỡn đâu đi? Dương Viện nghi ngờ một tiếng. Không dám, nhân viên công tác liên tục lắc đầu, nhưng Dương nữ sĩ, đánh giá giá cả, thật là 100 triệu, ngươi lại hảo hảo xem. Dương Viện ánh mắt, theo bản năng nhìn về phía trong tay kia chương đánh giá báo cáo thượng lương 1 năm, viết một chuỗi linh, trung gian có điểm ngăn cách, Dương Viện nhìn đến cái này báo cáo, căn bản là không hướng 100 vạn mặt trên suy nghĩ, tự nhiên mà vậy cho rằng 10 vạn. Rốt cuộc có người vừa mới nói, người này đi vào đánh giá, không đến 5 phút liền ra tới, có thể có bao nhiêu cao tiền lương, nhưng hiện tại lại nghe đến, là 100 triệu. Như vậy kết quả, hiển nhiên làm Dương Viện có chút khó có thể tiếp thu, nàng đem báo cáo chiều trên mặt đất phung, ta nói các ngươi trung tâm, hiện tại cũng càng ngày càng không phụ trách đi, các ngươi nói 100 triệu chính là 100 triệu, hắn có cái gì bản lĩnh. Nhân viên công tác trên mặt có chút khó xử, Dương nữ sĩ. Ta cũng chỉ là cái đưa báo cáo, bất quá 100 triệu, chỉ là vị này Trương Huyền tiên sinh ở hạng nhất lĩnh vực đánh giá tiền lương. Hôm nay, Trương Huyền tiên sinh tổng cộng đánh giá lĩnh vực có 10 hạng, tối cao hạng nhất đánh giá tiền lương, vì 100 triệu 6.000 vạn, mà thấp nhất hạng nhất, là 6.700 vạn. Cái gì? Nhân viên công tác nói, làm Dương Viện, đều theo bản năng phát ra một tiếng kinh hô. Đánh giá 10 hạng, thấp nhất hạng nhất, đều đánh giá giới đạt tới 6.700 vạn. Tối cao, càng là 100 triệu 6.000 vạn, này trung tâm từ trước tới nay đánh giá tối cao giới là nhiều ít. 1.300 vạn A. Chương 261 thực chiến thí nghiệm. Nhân viên công tác nói, làm vây xem người, đều có loại không chân thật cảm giác. Ngay cả Lâm Thanh Hạm cùng Trương Huyền đều trương đại cái miệng nhỏ, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Trương Huyền. Tuy rằng, nàng hai đều gặp qua Trương Huyền bản lĩnh, nhưng cũng không tưởng quá nhiều. Cho rằng Trương Huyền có thể có cái 150 vạn đến 300 vạn chi gian đánh giá giá cả, nhưng không nghĩ tới, thế nhưng là như vậy một con số. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Dương Viện lắc đầu, trên mặt toàn là không tin, hắn vừa mới rõ ràng mỗi cái chuyên nghiệp phòng chỉ đi vài phút, sao có thể đánh giá ra như vậy cao giá cả. Các ngươi trung tâm, có phải hay không giả dối báo giá? Nghe Dương Viện nói như vậy, nhân viên công tác trên mặt có chút không vui, hắn nói. Dương nữ sĩ,
chúng ta trung tâm đánh giá, là phi thường quyền uy, chưa từng có xuất hiện quá giả dối báo giá tình huống. Vậy ngươi như thế nào giải thích hắn mỗi gian phòng chỉ có tiến đi 5 phút sự? Vương Luân đứng ra hỏi, ta nhớ rõ, ta lúc trước đánh giá, tổng cộng trả lời mười mấy cái vấn đề, dùng khi gần 2 cái giờ. Nhân viên công tác giải thích nói, Vương Luân tiên sinh, người bình chắc là thời điểm, là dám khảo hỏi ngươi vấn đề, ngươi ở tự hỏi thả trả lời, mà Trương Huyền tiên sinh, còn lại là hắn hướng dám khảo vấn đề. Vương Luân bĩu môi, hướng dám khảo vấn đề, ta như thế nào chưa từng có nghe nói qua các ngươi trung tâm còn có như vậy một cái quy củ. Bởi vì cái này quy củ là bởi vì Trương Huyền tiên sinh xuất hiện, mới một lần nữa lập, mỗi hạng nhất khảo hạch, Trương Huyền tiên sinh, chỉ dùng 5 phút, liền bảo chúng ta trung tâm đề kho. Đương giám khảo không có bất luận vấn đề gì có thể vấn đề thời điểm, tự nhiên là Trương Huyền tiên sinh, hướng giám khảo vấn đề, nếu Vương Luân tiên sinh ngươi cũng có thể ở 5 phút nội bạo rớt chúng ta trung tâm đề kho, ngươi cũng có thể giống Trương Huyền tiên sinh giống nhau, hướng giám khảo vấn đề. Nhân viên công tác trả lời nói, hắn trả lời, làm Vương Luân trên mặt, xuất hiện một trận dại ra. Làm lúc trước khảo hạch quá người, Vương Luân rất rõ ràng, cái này trung tâm đề kho, bao dung cỡ nào rộng lớn tri thức lượng. Chính mình lúc trước đáp thời điểm, vắt hết óc, dùng gần 2 cái giờ, mới đáp mười mấy nói đề, nhưng hiện tại nghe nói, thế nhưng có người ở 5 phút nội liền bạo đề kho. Nếu hiện tại đổi cái cùng trung tâm không quan hệ người ta nói chuyện này, Vương Luân nhất định sẽ cho rằng đối phương ở nói giỡn. Loại chuyện này sao có thể? Một người, tinh thông 10 cái lĩnh vực, lại còn có ở mỗi một cái chuyên nghiệp, liền dùng 5 phút liền đem các ngươi đề kho bạo, các ngươi không cảm thấy, này trong đó có cái gì vấn đề sao? Dương viện căn bản không tiếp thu như vậy sự thật, ta làm một cái thông báo tuyển dụng giả, hiện tại phi thường hoài nghi cái này Trương Huyền hàm kim lượng, ta yêu cầu chứng thực. Đương nhiên có thể, nhân viên công tác gật gật đầu, Dương viện nữ sĩ, người tưởng như thế nào chứng thực. Ta mới vừa nhìn thoáng qua, cái này Trương Huyền, không phải đánh giá giá cả tối cao chính là ở an bảo này hạng nhất sao, vậy này hạng nhất tới chứng thực đi, ta yêu cầu xem hắn thực chiến năng lực. Dương viện cười lạnh nói. Nàng cố ý chọn như vậy hạng nhất, có rất mạnh mục đích tính. Nhân viên công tác gật đầu, hướng Trương Huyền nói, Trương Huyền tiên sinh, căn cứ trung tâm quy củ, người tại tiến hành khảo hạch sau, thông báo tuyển dụng giả sẽ yêu cầu đối khảo hạch thành tích tiến hành lại lần nữa xác nhận. Cái này xác nhận phương thức, sẽ ở trong thực chiến tiến hành, người có thể cự tuyệt, nhưng nếu cự tuyệt nói, lần này đánh giá kết quả trở thành phế thải. Đánh giá trung tâm cái này quy củ. Là thực nhân tính hóa, cũng chú ý một cái vàng thật không sợ lửa. Dương viện nhướng mày, nhìn Trương Huyền, mở miệng nói, như thế nào, họ Trương, có dám hay không lại lần nữa xác nhận. Đề kho có thể bối, nhưng động quyền cước nói, cũng sẽ không có người bồi ngươi diễn kịch. Trương Huyền lấy thắt tay, tùy tiện. Được đến Trương Huyền đáp ứng sau, Dương viện lộ ra một bộ thực hiện được bộ dáng, hảo, nếu như vậy, khiến cho ta nhìn xem. Người rốt cuộc có phải hay không có đánh giá nói như vậy lợi hại. Nguyên bản xem náo nhiệt người, cũng đều rất tò mò, rốt cuộc này trung tâm, vẫn là lần đầu tiên tuôn ra như vậy giá cả đâu, mọi người đều muốn gặp, một cái đánh giá giá cả ở 100 triệu 6 nghìn vạn người, rốt cuộc có cái dạng nào năng lực. Ở giám định trung tâm, liền có một bộ chuyên môn cung nhân viên an ninh thực chiến phương tiện. Dương viện gọi điện thoại, không biết ở trong điện thoại đều nói chút cái gì. Chỉ thấy trên mặt nàng tươi cười càng ngày càng thịnh. Ở nhân viên công tác dẫn dắt hạ, một đám người đi tới lầu 6. Càng cao tầng lầu, nhận lời mời người càng ít, nhàn rỗi vị trí cũng càng nhiều. Giống nhau chiêu bảo tiêu người, đều sẽ xem hạ bảo tiêu thực chiến năng lực, đương Trương Huyền mọi người tới đến thực chiến thất thời điểm, phát hiện nơi này tụ tập rất nhiều người. Thực chiến thất rất lớn, cộng phân ra tới vài cái lôi đài, tiến hành thực chiến người, đều sẽ ở trên lôi đài quyết một thắng bại. Mỗi cái lôi đài, đều sẽ có một người lôi chủ giá trị con người đều sẽ bãi ở trên lôi đài, tiến hành thực chiến người, sẽ từng người chọn lựa lôi chủ. Chẳng qua, này đó lôi chủ, giá trị con người tối cao, cũng bất quá 500 vạn, cùng Trương Huyền tự nhiên là vô pháp so. Dẫn dắt Trương Huyền đám người lại đây nhân viên công tác, vì Trương Huyền an bài khiêu chiến lôi chủ. Dương viện đem nhân viên công tác an bài ngăn lại, thực chiến người chúng ta tới an bài. Nhân viên công tác có chút xấu hổ trả lời nói, Dương nữ sĩ, này giống như có chút không phù hợp quy củ đi. Dương viện buồn cười nói, quy củ, các ngươi trung tâm, đầy hứa hẹn lương một năm 100 triệu 6 nghìn vạn người an bài không thực chiến. Liền trên đài những người này, có cái nào có thể chứng minh?
người ta tới an bài, nếu các ngươi không đồng ý nói, lần này thực chiến kết quả, ta không ủng hộ. Này, nhân viên công tác có chút khó xử nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền gật gật đầu, ta tùy tiện. Được đến Trương Huyền sau khi trả lời, nhân viên công tác trong lòng có chút quá mức, chuyên môn an bài cái lôi đài, cùng Trương Huyền từ từ thực chiến dùng. Milan, người đã trở lại. Một đạo kinh hỉ thanh âm, ở một bên vang lên. Liền thấy, một người tuổi có 30 tuổi tả hữu, diện mạo không tính là xinh đẹp, nhưng khí chất phi thường chắc tuyệt nữ nhân chậm rãi đã đi tới, ở cái này nữ nhân bên người, đi theo một người lưu trữ tóc ngắn, động tác giỏi giang nữ bảo tiêu. Nhìn thấy cái này khí chất nữ nhân thời điểm, Milan trên mặt cũng lộ ra kinh hỉ, hồng tỷ. Người nhà đầu này, trở về cũng không biết cấp tỷ nói một tiếng. Hồng tỷ trên mặt lộ ra một tia trách cứ, hôm nay tới này làm gì, tìm bảo tiêu. Không có, Milan lắc lắc đầu, chỉ hạ Trương Huyền, bồi bằng hữu tới làm thí nghiệm. Thí nghiệm, cái gì giá cả, Hồng tỷ hiển nhiên rất rõ ràng nơi này quy củ, trực tiếp hỏi. U, này không phải Hồng gì sao, như thế nào, người bằng hữu A, Dương Viện từ một bên khoan thai đi tới, như thế nào, người cũng tưởng trộn lẫn một chân. Ta tưởng là ai? Nguyên lai là Vĩnh Phong thực nghiệp công chúa A. Hồng tỷ ngó Dương Viện liếc mắt một cái, nơi này là ngươi Dương gia địa phương. Còn không thể để cho ta tới. Ha ha, Dương Viện khẽ cười một tiếng, Hồng gì đi đâu, ta đâu thèm đến A, ta chỉ là tới thí nghiệm một chút, nhìn xem nào đó người đánh giá giá cả, giống không giống trung tâm bình chắc ra tới như vậy mà thôi. Chương 262 người này bằng hữu gì giá cả. Thấy Dương Viện nhìn Trương Huyền. Hồng tỷ cũng đem ánh mắt phóng tới Trương Huyền trên người. Đây là một cái IQ cực cao nữ nhân, gần là căn cứ không khí, là có thể nhìn ra tới, Dương Viện cùng Milan bằng hữu không đối phó. Trương Huyền không có dư thừa vô nghĩa, trực tiếp đi lên cái kia không người lôi đài. Lôi đài thuộc về hình vuông, trường khoan các 5 mét, cũng đủ lôi đài bên trong người thi triển quyền cước. Hy vọng ta không có tới muộn, có khác những người này chạy, trò hay liền nhìn không tới lạc. Ngày hôm qua mới vừa bị Trương Huyền trừ hai bàn tay Dương Hải Phong xuất hiện ở thí nghiệm trong sảnh, đương hắn nhìn đến Milan cũng vào lúc này, biểu tình hơi hơi có chút ngạc nhiên. Liền ở vừa mới, hắn nhận được chính mình muội muội điện thoại, làm chính mình mang hai cái hảo thủ lại đây, giáo huấn một cái không biết trời cao đất dày tiểu tử. Đối với loại sự tình này, Dương Hải Phong suy xét cũng chưa suy xét, liền dẫn người tới, hắn không nghĩ tới, Milan cũng tại đây. Ca, liền mặt trên cái kia. Dương Viện đi đến Dương Hải Phong trước người, duỗi tay hướng trên lôi đài một lóng tay. Đương Dương Hải Phong nhìn đến đứng ở trên lôi đài Trương Huyền khi, trong mắt xuất hiện mừng như điên thần sắc. Ngày hôm qua phát sinh sự, làm Dương Hải Phong hận không thể xé nát Trương Huyền, nhưng hắn lại tìm không thấy thích hợp phương pháp, nhưng hiện tại, kia thật là đạp mòn giày sắt không tìm được a. Trên đài Trương Huyền, làm Dương Hải Phong hận đến ngứa răng. Tiểu muội, ngươi tưởng như thế nào chơi? Dương Hải Phong nhếch miệng cười, trong lòng nghĩ đến, nên như thế nào thu thập tiểu tử này. Rất đơn giản a ca, người kia không phải có ba gã đỉnh cấp bảo tiêu sao, làm cho bọn họ cùng nhau đi lên cùng cái này họ Trương đánh. Dương Viện ánh mắt đảo qua đứng ở Dương Hải Phong phía sau ba gã bảo tiêu, mỗi người đều dáng người cường tráng, trên người mang theo một cổ túc sát chi ý. Này ba gã bảo tiêu, cũng không phải đi theo Dương Hải Phong, mà là Dương Hải Phong vừa mới từ chính mình phụ thân kia mượn tới. Hàng thị, làm hoa hạ tân tấn đô thị cấp 1, này kinh tế trình độ, là có thể phóng nhãn toàn thế giới. Mà Vĩnh Phong thực nghiệp, làm hàng thị số 1 số 2 xí nghiệp, này người phụ trách bảo tiêu, không cần tưởng, kia cũng là tinh anh trong tinh anh, này đó bảo tiêu, không riêng gì có tiền là có thể mời đến. Rốt cuộc, trên thế giới này, có tiền người quá nhiều, nhưng có năng lực người, tương đối với liền ít đi rất nhiều. Kẻ có tiền chưa bao giờ sẽ cảm thấy chính mình bên người có năng lực người quá nhiều. Hồng tỷ đứng ở một bên, nghe Dương Viện cùng Dương Hải Phong đối thoại, trong lòng cả kinh, thấp giọng hỏi hướng Milan, muội muội, người này bằng hữu là cái gì thân phận, đáng giá làm Dương Hải Phong ra ba người. Hồng tỷ, này ba người rất lợi hại sao? Milan có chút tò mò, hỏi lại một tiếng, nàng đối nơi này môn môn đạo đạo, không phải rất rõ ràng, rốt cuộc nàng vẫn luôn đều ở Pháp quốc đợi. Hồng tỷ hướng chính mình nữ bảo tiêu vẫy vẫy tay, Ngô Tân, người tới cấp Milan giải thích một chút. Hồng tỷ nữ bảo tiêu gật gật đầu, hướng Milan mở miệng nói, này ba người, là Vĩnh Phong thực nghiệp chủ tịch bảo tiêu, mỗi người,
ở chúng ta Bảo Tiêu giới đều có thể nói thượng là tiếng tăm lừng lẫy, bọn họ ba cái, là xuất ngũ lính đánh thuê, đã từng ở nước ngoài chấp hành quá không ít nhiệm vụ, ở cách đấu, tán đánh, bắt, bao gồm súng ống, bạo phá chờ các lĩnh vực đều là hảo thủ, cứ nghe, chỉ là bọn họ ba người Bảo Tiêu phí dụng, một năm liền ở 5.000 vạn hướng lên trên, này 3 tháng tới, đơn ta cá nhân biết đến. Liền có không dưới 7 nhóm người tưởng đối Vĩnh Phong thực nghiệp xuống tay, kết quả toàn chết tại đây 3 người trong tay. Thực lực của bọn họ, là tuyệt đối cường hãn. Milan nghe Ngô Tân đối Dương Hải Phong phía sau kia mấy người giới thiệu, cảm giác một trận hãi hùng khiếp vía, đối với nước ngoài lính đánh thuê, nàng cơ hồ không có gì khái niệm, nhưng Ngô Tân nói, gần 3 tháng nội, liền có 7 nhóm người muốn đối Vĩnh Phong thực nghiệp động thủ, đều chết tại đây 3 người trong tay. Vĩnh Phong thực nghiệp của cải, mọi người đều rất rõ ràng, dám đối với Vĩnh Phong động thủ, cái nào không phải người không có bản lĩnh. Những người này, liền bọt sóng cũng chưa nhảy ra, liền vô thanh vô tức biến mất, đủ để thấy này 3 người khủng bố. Xong rồi, này thật muốn đánh lên tới, Trương Huyền chỉ sợ là muốn có hại a. Milan thần sắc có chút nôn nóng nhìn trên đài, nàng có biết Dương Hải Phong kia tỉ vết tất báo tính cách, lần này bắt được cơ hội, Dương Hải Phong có thể dễ dàng buông tha liền quỷ. Lâm Thanh Hạm liền đứng ở Milan bên người, Hồng Tỷ cùng Ngô Tân nói, nàng cũng toàn nghe lọt được, cảm thấy một trận hoảng hốt, không bằng liền thôi bỏ đi, hôm nay chính là tới chơi chơi, không cần thiết làm thành như vậy. Hồng Tỷ trầm ngâm một chút, hỏi hướng chính mình Bảo Tiêu, Ngô Tân, người đối thượng bọn họ ba cái, có tin tưởng sao? Ngô Tân nhíu nhíu mày, lắc đầu nói, không có, tuy rằng ta ngay lúc đó nhận lời mời giá cả sáng tạo cái này giám định trung tâm ký lục, nhưng bọn hắn ba người, nếu cũng tới đánh giá nói, mỗi người giá cả, đều sẽ không so với ta thấp, ta dùng hết toàn lực nói, hẳn là có thể bám trụ một cái. Hồng Tỷ nghe được lời này, lại hỏi Milan, muội muội, người này bằng hữu có cái gì thực lực? Không biết, Milan lắc lắc đầu, nàng chưa từng thấy quá Trương Huyền đánh nhau đâu. Hồng Tỷ lại đem ánh mắt phóng tới Lâm Thanh Hạm trên người. Lâm Thanh Hạm đồng dạng lắc đầu, nàng là thấy Trương Huyền động quá vài lần tay, nhưng cũng chính là giáo huấn một chút người thường, có vẻ thân thủ không tồi, nhưng thật muốn cùng chức nghiệp Bảo Tiêu so, Lâm Thanh Hạm trong lòng cũng không có yên lòng, càng đừng nói này ba gã đứng đầu Bảo Tiêu. Không biết, Hồng Tỷ hơi hơi có chút ngạc nhiên, hồ nghi nói, vậy ngươi cái này bằng hữu vì cái gì thượng lôi? Milan giải thích. Chúng ta hôm nay chính là tới chơi chơi, chuẩn bị cấp Trương Huyền làm giá cả đánh giá, kết quả vừa vặn gặp phải Dương Việt, nàng đối Trương Huyền giá cả đánh giá tỏ vẻ nghi ngờ, liền tới này. Nghi ngờ cũng nên là ngươi này bằng hữu đi khiêu chiến lôi chủ A, như thế nào cùng Dương gia nhắc lên quan hệ. Hồng Tỷ còn có chút không hiểu được. Milan cười khổ một chút, những cái đó lôi chủ cấp bậc không đủ, giá trị con người tối cao lôi chủ, cũng bất quá 500 vạn. Xa xa không đạt được Trương Huyền đánh giá giá cả. Hồng Tỷ hơi hơi có chút ngạc nhiên, nàng xem Trương Huyền dáng người, cùng với chạm vị, cảm thấy này cũng chính là một cái giá trị con người không đến 100 vạn đánh giá kết quả, nhưng không nghĩ tới liền 500 vạn đều không đủ, còn bị Milan dùng xa xa không đủ tới hình dung, cái này làm cho nàng tò mò hỏi, người này bằng hữu đánh giá giá cả là nhiều ít. Milan vươn một ngón tay, 100.600.000 vạn. Gì? Tuy là Hồng Tỷ loại này ổn trọng khí chất nữ nhân, ở nghe được cái này giá cả sau, đều không khỏi há to miệng, ngươi là nói, 100.600.000 vạn. Hồng Tỷ phía sau Ngô Tân, cũng là một bộ thấy quỷ biểu tình, lúc trước nàng, được đến đánh giá giá cả, cũng mới 1.300 vạn a. Liền này, vẫn là cái này giám định trung tâm tối cao ký lục. Mà hiện tại người này đâu, thế nhưng so với chính mình giá cả cao gấp 10 lần còn không ngừng. Milan bất đắc dĩ cười. Hồng Tỷ, nói thật, cái này giá cả, ngay cả ta xem ra, cũng có chút không tin, nhưng đây là nhân gia đánh giá trung tâm nói. Hồng Tỷ nhìn về phía Ngô Tân, người thấy thế nào? Lúc trước ta làm đánh giá thời điểm, trung tâm đối ta tự thân lực lượng, phản ứng tốc độ, thân thể phối hợp lực, cùng với quá vãng trải qua tiến hành tổng hợp đánh giá, ta cho rằng, người này khả năng có viễn siêu thường nhân một mặt, tỷ như trời sinh quái lực, hoặc là, hắn đối chính mình quá vãng trải qua. Tiến hành rồi thổi phồng. Ngô Tân như vậy giải thích nói. Chương 263 giả dối trải qua. Ở Ngô Tân xem ra, Trương Huyền trời sinh quái lực loại này khả năng tính cực nhỏ, rốt cuộc loại chuyện này, chỉ ở cái gì tin tức thượng nghe qua, trong đời sống hiện thực chưa từng thấy quá loại người này, nàng cho rằng nhất khả năng, vẫn là Trương Huyền thổi phồng chính mình quá vãng trải qua, rốt cuộc đối một cái Bảo Tiêu tới nói, đánh giá trung tâm cấp ra tối cao phân hạng,
là căn cứ quá vãng trải qua tới. Ngô Tân đem cái kia nhân viên công tác gọi tới, mở miệng nói, đem trên đài người nọ đánh giá báo cáo cho ta xem hạ, không cần giản dị bản. Cái gọi là giản dị bản, chính là nhân viên công tác phía trước lấy ra cái kia cuối cùng đánh giá kết quả, mà còn có một loại, là ghi lại Trương Huyền phía trước đối chính mình quá vãng trải qua giới thiệu. Nhân viên công tác lấy ra di động, tiến vào công ty hệ thống, thực mau liền điều ra Trương Huyền vừa mới lưu lại quá vãng trải qua. Ngô Tân nhìn những cái đó ghi lại, mày nhăn gắt gao mà. Như thế nào, có cái gì phát hiện? Hồng Tỷ hỏi một tiếng. Hồng Tỷ, ta có thể khẳng định, cái này kêu Trương Huyền, là thổi phồng chính mình quá vãng đã trải qua. Ngô Tân hít sâu một hơi, tuy rằng hắn các hạng năng lực đánh giá kết quả đều không tồi, lực lượng, thần kinh phản ứng tốc độ, đều viễn siêu thường nhân, nhưng này căng chết có thể làm hắn bắt được một cái 300 vạn trở lên đến 500 vạn trong vòng đánh giá giá cả. Dư lại, liền xem hắn quá vãng đã trải qua, ở hắn quá vãng trải qua chung viết đến, 14 tuổi đến 16 tuổi chi gian, tham gia miệng mương lính đánh thuê chiến tranh, cái kia chiến tranh ta biết, đừng nói một cái 14 tuổi, chính là hiện tại ta đi. Cũng không dám bảo đảm chính mình sống sót, kia không phải mấy ngàn người chiến tranh, mà là mấy vạn người. Ngô Tân chỉ vào nhân viên công tác di động, hướng Hồng Tỷ tiếp tục nói, Hồng Tỷ ngươi xem cái này, 16 tuổi đến 17 tuổi, tham gia quá 3 lần càng quân giải cứu hành động, cái này hành động, hoàn toàn chính là toi mạng, lúc ấy tổng cộng có 100 người cảm tử đội, sống sót không đến 20 cái, sống sót những người đó, không có một cái là vừa khéo. Còn có cái này, 20 tuổi thời điểm, tham gia quá tô cách ma quỷ huấn luyện doanh 3 tháng, nói thật Hồng Tỷ, cái này ma quỷ huấn luyện doanh, lúc ấy ta cũng báo danh, nhưng không bị tuyển thưởng, cơ hồ toàn thế giới lính đánh thuê, đều muốn tham gia, nhưng cuối cùng chọn lựa, không đến 100 người, nói là ngàn dặm mới tìm được một, cũng không quá, cái này huấn luyện tuy nói chỉ có 3 tháng, nhưng có thể kiên trì xuống dưới, ít ỏi không có mấy. Ngô Tân lắc đầu, này đó đủ loại trải qua, nàng cũng vô pháp tin tưởng. Ngô Tân không biết chính là, liền cái kia ma quỷ huấn luyện doanh, Trương Huyền đích đích xác xác tham gia quá, chỉ là hắn đều không phải là đi đương học viên, mà là lần đó ma quỷ huấn luyện tổng huấn luyện viên. Hồng Tỷ, mặt sau còn có rất nhiều giới thiệu, ta liền không cho ngươi nhất nhất giải thích, dù sao có thể khẳng định, cái này Trương Huyền, căn bản không phải hắn theo như lời như vậy. Ngô Tân nhìn đứng ở trên lôi đài Trương Huyền, lắc lắc đầu. Đối với loại này thổi phồng chính mình quá vãng trải qua, nàng cũng là từ đáy lòng cảm thấy một trận khinh thường. Hồng Tỷ nhìn nhìn trên đài, cũng không có hé răng, nguyên bản, nàng còn tưởng giúp Milan một phen, tìm chút quy củ lỗ hổng, làm Ngô Tân cũng thượng lôi đài, nhưng hiện tại nghe Ngô Tân nói như vậy, nàng cũng không có cái này ý tưởng. Một cái thổi phồng chính mình quá vãng trải qua, vì bắt được càng cao đánh giá giá cả người, làm Hồng Tỷ cũng khinh thường. Dương Hải Phong đứng ở lôi đài biên, trong mắt lập lòe điên cuồng thần sắc, hướng phía sau ba gã bảo tiêu nói, các ngươi ba cái, ai nếu có thể tá rớt hắn một cái cánh tay, ta liền cấp 1.000 vạn. Một chân, cũng là 1.000 vạn. Ba gã dáng người cường tráng bảo tiêu, mỗi người khóe miệng đều treo một mặt cười lạnh, này đối bọn họ tới nói, hoàn toàn không là vấn đề. Ba người chậm rãi đi lên lôi đài. Nguyên bản năm thừa năm lôi đài, bởi vì này ba gã cường tráng bảo tiêu lên đài, có vẻ chen chúc rất nhiều. Một ít đang ở còn lại lôi đài thí nghiệm người, cũng đều đem tò mò ánh mắt thả lại đây, muốn biết nơi này rốt cuộc gì tình huống, như thế nào liền ba đối một. Từ từ, các ngươi xem, ba người kia, có phải hay không Vĩnh Phong thực nghiệp? Một cái mắt sắc người, nhận ra ba gã bảo tiêu thân phận, Vĩnh Phong thực nghiệp lão tổng cận vệ lên đài, tam đánh một. Cái kia thanh niên là người nào a? Ta dựa, giống như thật là, đây là từ đâu ra tàn nhẫn người a? Chó má tàn nhẫn người a, chính là một cái trang bức, không biết hắn như thế nào thổi phồng chính mình quá vãng trải qua, làm đánh giá trung tâm cấp báo cái lương 1 năm 100.600.000 vạn giá cả ra tới, người Vĩnh Phong thực nghiệp công chúa nhìn không được, liền tưởng giáo huấn một chút tiểu tử này. Một người hơi chút hiểu biết điểm tình huống người ở trong đám người nói. 100.600.000 vạn, không có khả năng đi. Khẳng định không có khả năng, người không nghe nói sao. Người này là thổi phồng chính mình quá vãng trải qua, mọi người đều rõ ràng, bảo tiêu này hành, quá vãng trải qua rất quan trọng, ta muốn dám thổi, một năm bình cái 200 triệu đều được, khá vậy đến người khác tin a, ta đến muốn nhìn một chút, loại người này hiện tại nên như thế nào xuống đài, một người đối ba cái Vĩnh Phong thực nghiệp lão tổng bảo tiêu, phỏng chừng sẽ bị đánh chết đi. Quá khôi hài đi, còn có người thổi phồng chính mình quá vãng trải qua đâu.
Lại một người mở miệng, loại người này nghĩ như thế nào, liền tính nhân gia thuê ngươi, phát hiện ngươi không có thật bản lĩnh, chỉ là tiền vi phạm hợp đồng, đều đến bồi táng ra bại sản đi. Nói, chính là một cái trang bức. Trong đám người, truyền đến một trận rộn ràng nhốn nháo thanh âm, không có người cho rằng, trên đài Trương Huyền, là có thật bản lĩnh, rốt cuộc 100 triệu 6 nghìn vạn cái này giá cả, cũng quá dọa người, rốt cuộc mạnh như thế nào, mới có thể đánh giá ra như vậy giới tới. Dương Hải Phong ba gã bảo tiêu lên đài, tất cả đều cười lạnh nhìn về phía Trương Huyền, giờ này khắc này Trương Huyền, ở bọn họ trong mắt, chính là một cái con mồi. Ba người vừa bước đài, liền trình một cái nửa vây quanh trạng thái, đem Trương Huyền vây quanh. Ngô Tân nhìn trên đài, hơi hơi lắc lắc đầu, Hồng Tỷ, có thể nhìn ra tới, cái kia Trương Huyền, cơ hồ không có gì kinh nghiệm chiến đấu, ngươi xem hắn, vừa lên đài cố ý đứng ở một góc, chúng ta ở đối chiến chung, thực kiêng kỵ như vậy chạm vị, chỉ có nội tâm không tự tin người, mới có thể lựa chọn như vậy một loại chạm vị, thả ở một đôi nhiều trong chiến đấu, một khi đứng ở chỗ ngoặt, liền chứng minh chính mình không có đường lui, đừng nói hắn một chọi một có phải hay không Vĩnh Phong này đó bảo tiêu đối thủ. Liền tính hắn cá nhân thực lực vượt qua đối phương, loại này bị vây công tình huống, cũng sẽ làm hắn người đang ở hiểm cảnh. Ngô Tân nói xong Trương Huyền chạm vị, lại phân tích nói, trừ bỏ hắn chạm vị không hảo ngoại, người xem hắn động tác, hai tay tự nhiên rũ tại thân thể hai sườn, rất khó ở trước tiên làm ra phản ứng, nếu là ta, nếu đã đứng ở chỗ ngoặt, ta sẽ tận lực làm chính mình đồng thời đối mặt ba người, như vậy có thể ở trước tiên nhìn ra bọn họ động tác, đoán ra bọn họ bước tiếp theo muốn làm gì. Mà cái này Trương Huyền, tựa như một con đợi làm thịt sơn dương. Ngô Tân ở trong lời nói kết luận, cái này Trương Huyền đã thua định rồi, hắn kia cái gọi là 100 triệu 6 nghìn vạn đánh giá, bất quá là cái chê cười mà thôi. Lâm Thanh Hạm đứng ở dưới lôi đài, vẻ mặt lo lắng nhìn trên đài Trương Huyền, lão công, nếu không chúng ta không đánh đi. Chương 264 bát cực. Không đánh, ngươi nói không đánh sẽ không đánh. Lâm Thanh Hạm vừa dứt lời, Trương Huyền còn không có trả lời, Dương Viện thanh âm liền truyền tới. Chúng ta đánh không đánh, cùng ngươi có quan hệ gì? Lâm Thanh Hạm quay đầu nhìn về phía Dương Viện, đem nàng dỗi trở về. Ha ha, Dương Viện cười lạnh hai tiếng, thượng lôi đài, phải đánh, đây là quy củ. Không có việc gì, lão bà. Trên đài Trương Huyền ra tiếng an ủi nói, nếu bọn họ muốn thử xem, vậy thử xem hảo. Trương Huyền chưa bao giờ là một cái dễ nói chuyện người. Hắn sở biểu hiện nhu tình, chỉ ở chính mình bằng hữu trước mặt, đối mặt những cái đó liền bằng hữu đều không tính người, Trương Huyền tự nhiên sẽ không cho bọn hắn sắc mặt tốt. Một mặt nhường nhịn, trước nay đều không phải Trương Huyền tính cách. Đứng ở dưới đài Dương Hải Phong hướng ba gã bảo tiêu đưa mắt ra hiệu, ý tứ bọn họ không cần chậm trễ nữa, cái này họ Trương thật muốn đổi ý, không nghĩ đánh, chính mình lại đi nào tìm như vậy cái ngàn năm một thuở cơ hội, có thể quang minh chính đại giáo huấn hắn đâu. Ba gã bảo tiêu đồng thời động, ở bọn họ nhích người kia trong nháy mắt, một cổ túc sát chi khí, chiều Trương Huyền lan tràn mà đi, đây là hàng năm ở mũi đao liếm huyết mới có thể hình thành khí thế, nếu đổi làm người bình thường, chỉ là ba người loại này khí thế, khiến cho người không dám nhúc nhích. Nhưng Trương Huyền sẽ không, đối mặt chiều chính mình vào tới ba gã bảo tiêu, hắn liền động cũng chưa động, như cũ bình tĩnh đứng ở nơi đó. 5 mét lôi đài, đối với cao thủ tới nói. Cơ hồ là trong nháy mắt là có thể vọt tới đối thủ trước mặt, làm ra hữu hiệu thế công. Dưới đài Ngô Tân nhìn Vĩnh Phong ba gã bảo tiêu động tác, lại nhìn Trương Huyền phản ứng, lắc lắc đầu, hắn thua định rồi, loại tình huống này, tiên hạ thủ vi cường mới là chính xác nhất lựa chọn, hắn đứng ở nơi đó, chú định thất bại, hắn. Cái gì? Ngô Tân lời nói còn chưa nói xong, liền trừng lớn hai mắt, một bộ không dám tin tưởng nhìn trên đài. Vừa mới, nàng tận mắt nhìn thấy đến. Ba gã Vĩnh Phong bảo tiêu, phân biệt từ ba cái bất đồng góc độ đối Trương Huyền phát ra công kích, loại tình huống này, đổi làm Ngô Tân chính mình đi lên, cũng chỉ có thể khó khăn lắm ngăn trở một người thế công, đối mặt dư lại hai người quyền cước, cũng chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nàng thậm chí cũng chưa thấy rõ, Trương Huyền là như thế nào làm được. Nguyên bản hướng Trương Huyền phóng đi ba gã bảo tiêu, ở trong nháy mắt, liền đồng thời lùi lại vài bước, mỗi người trên mặt cười lạnh. Đều biến thành kinh ngạc. Bát cực, Ngô Tân trong miệng lẩm bẩm. Bát cực, đó là cái gì? Hồng Tỷ nghe Ngô Tân lẩm bẩm thanh, phát ra nghi hoặc. Văn có thái cực an thiên hạ, võ có bát cực định càn khôn, bát cực quyền, là một loại chỉ vì thực chiến đả thương người quyền pháp, toàn bộ quyền pháp chung, chú ý chính là một cái tất kính, liền ở vừa mới, này ba người đối Trương Huyền ra chiêu khi,
Trương Huyền cơ hồ ở trong nháy mắt liền đánh ra tam quyền, mỗi một quyền lực đạo đều đem đối phương nhẹ nhàng bức lui. Loại này quyền pháp, phát lực với gót chân, hành với vòng eo, quán ngón tay tiêm, cho nên bộc phát lực cực đại, cực giàu có quyền thuật chi đặc sắc. Rất mạnh sao, Hồng Tỷ vẫn là không hiểu. Cường, Ngô Tân không có suy tư gật đầu, bát cực quyền, theo đuổi cương mãnh, luyện loại này quyền pháp người, không có chỗ nào mà không phải là đối chính mình cực kỳ hà khắc, không thể tưởng được, cái này Trương Huyền, thế nhưng sẽ loại này quyền pháp, vừa mới liền ở một cái đối mặt, Vĩnh Phong ba gã bảo tiêu tất cả đều bị ám thương. Trên đài, Vĩnh Phong ba gã bảo tiêu, qua lại liếc nhau, trong mắt đều nhiều nổi lên một tia trịnh trọng, cao thủ so chiêu, chỉ cần vô cùng đơn giản một cái đối mặt, là có thể nhìn ra thực lực của đối phương. Liền ở vừa mới, ba người đã có thể nhìn ra một chút, trước mắt thanh niên này, đều không phải là trong tưởng tượng như vậy dễ đối phó, đối phương thân mình, liền như thép giống nhau cứng rắn. Trái lại Trương Huyền, như cũ đứng ở góc chung, thần sắc không hề gợn sóng. Ba gã bảo tiêu chung, một người đánh cái thủ thế, dư lại hai người gật đầu, phân biệt từ ba cái bất đồng phương vị chiều Trương Huyền công tới. Đãi ba người vọt tới Trương Huyền trước người khi, liền thấy Trương Huyền một chân bước ra, hai vai dùng sức va chạm, giây tiếp theo, ba gã bảo tiêu, đồng thời bay ngược đi ra ngoài, ngã trên mặt đất. T. Một màn này, làm những cái đó quan chiến người, không khỏi hít hà một hơi. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, xem không hiểu người, liền cùng xem điện ảnh giống nhau, biết lần này là ai chiếm ưu thế liền xong rồi. Mà có thể xem hiểu người, ý tưởng liền không có như vậy đơn thuần. Vừa mới Trương Huyền, nhìn như chỉ dùng bả vai đụng phải một chút, kỳ thật ở bên trong, ẩn chứa quá nhiều đồ vật, đầu tiên là hắn tốc độ, đối mặt ba gã cao thủ, còn có thể hậu phát chế nhân, tiếp theo là hắn lực lượng, chọn dùng tấc kính, lại có thể đem ba gã tráng hán đâm cho bay ngược đi ra ngoài, cuối cùng là kỹ xảo, nhìn như chỉ là va chạm, hắn đầu gối, khuỷu tay khớp xương, ở kia nháy mắt, đều đối nhân tạo thành thương tổn. Đối với lần này lôi đài tin tưởng tràn đầy Dương Hải Phong, ở nhìn đến một màn này sau, không bình tĩnh, hắn đối trên đài mắng to nói, thảo. Tâu hắn a, lão tử dưỡng các ngươi làm gì ăn, hôm nay hắn nếu không chết, các ngươi cũng hắn sao cũng đừng lại Vĩnh Phong đãi. Ba gã bảo tiêu từ trên mặt đất bò dậy, trên mặt đều là ngưng trọng vạn phần. Bọn họ minh bạch, lần này chính mình đối, là một cao thủ, ở cá nhân trên thực lực, viễn siêu chính mình cao thủ. Dưới đài Lâm Thanh Hạm thần sắc rất là kích động, nàng không nghĩ tới, Trương Huyền lại là như vậy lợi hại, tuy rằng nàng chỉ là xem náo nhiệt, nhưng nàng có thể nhìn ra, hiện tại là ai chiếm ưu thế, là đủ rồi. Milan đứng ở một bên, trầm mặc không nói. Người khác nhìn Trương Huyền lợi hại, mà nàng suy nghĩ, người này, mấy năm gần đây, rốt cuộc là đã trải qua cái gì, mới trưởng thành thành cái dạng này. Một người cường đại, cùng hắn nỗ lực, có mật không thể phân quan hệ. Trương Huyền lúc trước 14 tuổi, một người rời nhà, ngắn ngủn 10 năm thời gian, ở hắn trên người, đều đã xảy ra cái gì, hắn ăn nhiều ít khổ. Trên đài ba gã bảo tiêu ổn định hảo thân hình, chuẩn bị lại lần nữa ra tay. Nhưng lúc này đây, Trương Huyền không có lại cho bọn hắn động thủ trước cơ hội, Trương Huyền một chân tiến lên trước, quyền nắm vòng eo, nhắm ngay trước người, một quyền mà ra. Đối mặt Trương Huyền này một quyền, tên kia bảo tiêu liền phản ứng cơ hội đều không có. Bị Trương Huyền một quyền đánh vào bụng, một cổ kịch liệt đau đớn tự bụng đánh úp lại, làm tên này bảo tiêu theo bản năng cung hạ thân tử, một khuôn mặt bởi vì bụng đau đớn, trướng thành màu gan heo, loại này đau, làm hắn cả người đều ở co rút. Đối với người khác tới nói, này ba gã bảo tiêu, là cao thủ trong cao thủ. Nhưng đối với Trương Huyền tới nói, này ba người, cùng người thường, không có gì khác nhau, đồng dạng là một quyền giải quyết. Đồng dạng là vô pháp đối chính mình tạo thành chút nào thương tổn nếu nói, một hai phải tìm cái bất đồng nói, đó chính là, chính mình đánh vào này đó bảo tiêu trên người nắm tay, muốn hơi trọng một ít mà thôi. Thấy chính mình đồng bạn bị đối phương một quyền liền giải quyết, dư lại hai gã bảo tiêu đãi không được, hai người bọn họ phát ra hét lớn một tiếng, lại lần nữa chiều Trương Huyền công tới. Trương Huyền song quyền đều xuất hiện, mang theo một trận âm bạo thanh, hai gã bảo tiêu theo tiếng bay ngược mà ra, ngã xuống lôi đài. Ba gã Vĩnh Phong đỉnh cấp bảo tiêu, ở ngắn ngủn vài giây nội, toàn bộ chiến bại. Chương 265 mất mặt lạc. Như thế một màn, làm cho cả thí nghiệm trong phòng, lặng ngắt như tờ. Có thể đãi ở thí nghiệm trong phòng người, hoặc nhiều hoặc ít đối cái này ngành sản xuất, đều có nhất định hiểu biết. Ở Hàng Thành, Vĩnh Phong thực nghiệp này ba gã bảo tiêu,
chính là ngành sản xuất nhân tài kiệt xuất, bọn họ cá nhân trải qua, vẫn luôn đều bị lấy tới chiêm ngưỡng, thực lực của bọn họ, cũng là rất nhiều người sở truy tìm mục tiêu. Nhưng hiện tại, chính là này ba người, bị một cái điều chưa biết thanh niên, nhẹ nhàng đánh bại. Này có thể nói, hoàn toàn đổi mới bọn họ nhận chi. Làm hàng thành số một số hai xí nghiệp, Vĩnh Phong thực nghiệp lão tổng bảo tiêu, có bao nhiêu cường. Đại gia đã từng suy đoán, chẳng sợ đặt ở toàn thế giới, loại người này, đều là tương đương lợi hại, nhưng còn bây giờ thì sao? Bọn họ minh bạch, chính mình tầm mắt, thật sự quá hẹp. Ngô Tân cùng Hồng Tỷ hai người, nhìn trên đài, nói không ra lời. Liên ở vừa mới, Ngô Tân cho rằng, Trương Huyền là thua định rồi, hơn nữa sẽ thua phi thường khó coi, nhưng không nghĩ tới, hắn sẽ lấy loại này ưu thế áp đảo, đem đối phương giải quyết. Chẳng lẽ, hắn viết ở cá nhân trải qua vài thứ kia, đều là thật sự. Nếu là thật sự lời nói, kia hắn rốt cuộc là người nào? Tham gia quá miện mương lính đánh thuê chiến tranh, càng quân giải cứu hành động, tô cách ma quỷ huấn luyện doanh. Người như vậy, chính là hành tẩu tại thế gian sát khí, nếu hắn nguyện ý, đem tùy thời có thể trở thành một người hình binh khí. Trương Huyền nhẹ nhàng đánh bại ba gã bảo tiêu, trên mặt cũng không có cái gì đắc ý biểu tình, nếu đổi làm mấy năm trước, những người này, liền thấy hắn tư cách đều không có, càng đừng nói cùng hắn động thủ. Phía trước cái kia Vương Luân, ở một bên càng là liên thanh cũng chưa ra, ở mọi người đều đem lực chú ý phóng tới trên lôi đài thời điểm, hắn xám xịt rời đi. Dương Hải Phong cùng Dương Viện hai anh em cực kỳ nan kham, Dương Hải Phong toàn là không cam lòng, hắn vốn đang nghĩ, muốn tiểu tử này hôm nay liền trả giá đại giới, kết quả cuối cùng là, đối phương căn bản lông tóc không tổn hao gì, loại cảm giác này, làm Dương Hải Phong nội tâm phá lệ khó chịu. Đến nỗi Dương Viện, còn lại là sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, nói đến cùng, hôm nay việc này, đều là chính mình khơi mào tới, nhưng hiện tại biến thành như vậy, chính mình thua rõ đầu rõ đuôi, khó coi tới rồi cực điểm, không cần tưởng, chuyện này khẳng định sẽ truyền ra đi, chính mình lén bị người giễu cợt, kia đều là chú định sự, đối một cái cực sĩ diện người tới nói, đây là vô pháp tiếp thu. Trương Huyền từ trên lôi đài đi xuống tới, lấy quá điều khăn lông trắng, xoa xoa tay, hướng Dương Đường xa, Dương nữ sĩ. Nếu ngươi không cho ta hạ lôi đài, cũng chỉ có thể đánh xong các ngươi người, lại đi, nếu ngươi còn tưởng nghiệm chứng nói, ta tùy thời hoan nghênh. Dương Viện sắc mặt một trận xanh mét, Trương Huyền nói, giống như một cây thứ, chát ở nàng trong lòng, vừa mới chính là chính mình, luôn miệng nói cần thiết muốn đánh, không đánh không thể hạ lôi đài, kết quả đâu, kết quả là phía chính mình thua thảm như vậy, hơn nữa cái loại này trường hợp, có thể nói là bị song ngược, như vậy kết quả, làm Dương Viện thực xuống đài không được. Nhìn chung quanh người hướng chính mình chỉ trỏ trỏ, sĩ diện Dương Viện cảm thấy chính mình một giây đồng hồ đều đãi không đi xuống. Tránh ra, đều tránh ra, Dương Viện đẩy ra người bên cạnh, nổi giận đùng đùng lao ra thí nghiệm thất. Dương Hải Phong đồng dạng sắc mặt xanh mét, hướng kia ba gã bảo tiêu nói câu không cần hồi Vĩnh Phong sau, đi nhanh rời đi nơi này. Đã xảy ra chuyện này, Lâm Thanh Hạ mấy người cũng không có tiếp tục ở nhân tài thị trường chuyển đi xuống tâm tình, rời đi nơi này. Chiều nghệ thuật trung tâm đi, tính tính thời gian, xếp hạng nghệ thuật trung tâm cửa hàng dài, hẳn là đã tiến không sai biệt lắm. Liền ở Trương Huyền ba người rời đi nhân tài trung tâm thời điểm, mười mấy danh tây trang dày da người trẻ tuổi, có nam có nữ, đi lên lầu 7. Trong đó một người trong tay cầm một cái giới thiệu bài, đi đến Vương Luân trước người, đem Vương Luân kia viết có 1.100 vạn năm tân giới thiệu bài gỡ xuống, một lần nữa thay đổi một cái đi lên. Giới thiệu bài lần này không có rậm rạp chữ nhỏ, chỉ còn mấy cái đơn giản giới thiệu. Tên họ, Vương Luân. Lương 1 năm đánh giá, Linh. Như vậy giới thiệu, làm Vương Luân nháy mắt liền tạc mau, đương trường phát ra không vui thanh âm, các ngươi có cái gì tư cách làm như vậy đánh giá. Cái này giá cả, căn bản là không hợp lý. Xin lỗi, Vương Luân tiên sinh. Một người đi tuốt đàng trước mặt thanh niên mở miệng nói, đây là hợp lý nhất giá cả, một người phẩm tính có vấn đề. Lại nhiều tài hoa, đều sẽ trở nên không đáng một đồng, mà ngươi, chính là cái loại này phẩm tính có vấn đề người, cái này giá cả, là chúng ta trung tâm cấp ra giá cả, ngươi nếu bất mãn, có thể không đứng ở chỗ này. Vương Luân dùng ánh mắt nhìn quét trước người người, theo sau cười lạnh một tiếng, chê cười, các ngươi khi ta nguyện ý đứng ở chỗ này. Lương 1 năm 1.100 vạn, còn không bị ta Vương Luân để vào mắt. Vương Luân đem trước người giới thiệu bài một phen đẩy ngã, đầy mặt khinh thường rời đi. Liền ở Vương Luân còn ở vào lầu 7 đến lầu 6 chi gian thang máy thượng khi, hắn điện thoại vang lên.
Vương Tổng, chúng ta công ty, phá sản. Điện thoại, là Vương Luân bí thư đánh tới. Phá sản, Vương Luân bởi vì đối phương nói, há to miệng, như thế nào sẽ phá sản. Bị tập đoàn tài chính lớn tài chính áp chế, đối phương hoàn toàn là không muốn sống chơi pháp, đầu gần trăm triệu, hoàn toàn áp suy sụp chúng ta công ty. Vương Tổng, nghe nói, người giống như đắc tội với người. Bí thư ở trong điện thoại thật cẩn thận nói. Đắc tội với người, Vương Luân theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, liền thấy tên kia thân xuyên Âu phục, dẫn đầu người trẻ tuổi, đang dùng một loại châm chọc ánh mắt, nhìn chính mình. Loại này ánh mắt, hình như là trên thế giới này nhất mãnh liệt cười nhạo, vang ở Vương Luân bên tai. Vương Luân sắc mặt như giấy trắng giống nhau khó coi, tái nhợt. Nhân tài thị trường ngoại, Trương Huyền ba người vừa nói vừa cười chiều nghệ thuật trung tâm đi đến. Thanh Hạm, Trương Huyền đánh giá lương một năm thượng 1 tỷ A. Người hoa 2 vạn một tháng liền đưa tới, này có thể là người đời này kiếm được nhẹ nhàng nhất một lần tiền. Milan từ trên xuống dưới đánh giá Trương Huyền, còn có điểm không thể tin được Trương Huyền cái này đánh giá giá cả. Lâm Thanh Hạm đồng dạng là có chút cảm thấy không thể tưởng tượng, tuy rằng nàng dần dần đã phát hiện Trương Huyền ưu tú một mặt, nhưng không nghĩ tới này một mặt có như vậy kinh người. Trương Huyền, người sẽ không thật sự đem nhân ra trung tâm để kho cấp bạo đi. Milan vẫn là có chút nghi ngờ. Này trung tâm, ở hàng thị được hưởng nổi danh, có thể thấy được đề kho tri thức lượng có bao nhiêu đại, chẳng sợ cái loại này nổi danh trường học học bá tới, cũng không dám nói bạo đề kho loại này lời nói, Trương Huyền thế nhưng làm được, hơn nữa vẫn là bạo vài cái chuyên nghiệp đề kho. Trương Huyền gãi gãi cái gáy, bọn họ này đó đề, ta trước kia vừa vặn xem qua, hỏi lại điểm khác, ta phỏng chừng liền đáp không được. Đối với Trương Huyền cái này trả lời, Milan chỉ dùng ha hả tới biểu đạt chính mình nội tâm ý tưởng. Chờ ba người đi đến nghệ thuật trung tâm, phát hiện cửa hàng dài đã không có, trải qua an kiểm, ba người liền bổ nhào vào nghệ thuật Hải Dương Trung. Lâm Thanh Hạm đã sớm muốn tham gia cái này triển lãm tranh, nhưng vẫn luôn không có cơ hội, lần này xem như hiểu rõ nàng cho tới nay tâm nguyện. Chương 266 không có ý cảnh. Đứng ở nghệ thuật trung tâm Trung, Milan cùng Lâm Thanh Hạm hai người nhìn trên tường tranh sơn dầu, này đó họa, không riêng gì ở họa công thượng. Sắc thái lợi dụng cùng ánh sáng bóng ma biểu đạt thượng đạt tới tăng phong tạo cực kỹ thuật, càng là có thâm trình tự ngụ ý biểu hiện. Trương Huyền, người không phải hiểu họa sao, người cảm thấy, này bức họa biểu đạt cái gì? Milan chỉ vào trên vách tường một bức họa, họa chung là một nam một nữ, ngồi ở một cái bàn đu dây thượng, nữ nhân rúc vào nam nhân trong lòng ngực. Trương Huyền nhìn mắt này bức họa, trên mặt tức khắc xuất hiện tươi cười. Liền Milan chỉ này bức họa. Lúc ấy có thể nói là hắn nhìn phiêu cách họa ra tới, này bức họa tuy rằng họa cực kỳ sinh động, nhưng muốn nói biểu đạt, Trương Huyền cũng không cho rằng biểu đạt ra tới cái gì, bởi vì này bức họa, chính là lúc ấy Bạch Chỉ kia hóa tìm cái nước ngoài nữ tinh, cùng nhân gia đang ngồi bàn đu dây thượng tán tỉnh đâu, kết quả phiêu cách nhìn đến, liền họa ra tới, chẳng qua đem nam nữ chủ nhân mặt họa mơ hồ rất nhiều. Biểu đạt cái gì, này lúc ấy chính là phiêu cách hướng Bạch Chỉ kỳ hảo một cái biểu hiện mà thôi. Đương nhiên. Này bức họa là như thế nào ra tới, Trương Huyền khẳng định không thể đem lời nói thật nói cho Milan, trước không nói Milan tin hay không, chính là đối phiêu cách bản nhân danh dự tới giảng, cũng là không tốt. Ở Trương Huyền bọn họ loại địa vị này, là có một ít tiềm quy tắc, như một ít minh tinh cá sấu khổng lồ, ở bọn họ trước mặt vô luận như thế nào hèn mọn, bọn họ đều sẽ không nói đi ra ngoài. Trương Huyền trầm ngâm một chút, này bức họa biểu đạt ý tứ. Ân. Đại khái là đối một loại sinh hoạt hâm mộ cùng kính ngưỡng đi. Trương Huyền suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể như vậy giải thích. Trương Huyền nói âm vừa mới lạc, bên cạnh liền vang lên một đạo thanh âm, chê cười. Này họa sở bày ra, rõ ràng là một loại mông lung tình yêu, có thể nhìn đến, họa chung nữ nhân rúc vào nam nhân trong lòng ngực. Nam nhân tuy rằng không có ôm trụ nữ nhân, nhưng hắn bắt lấy bản đu dây đôi tay, cường tráng hữu lực, cho người ta một loại an tâm cảm giác, này thuyết minh. Nam nhân ái nữ nhân này, hắn ở bảo hộ nữ nhân này đồng thời, cũng ở tận lực cho nàng sáng tạo vui sướng sinh hoạt. Trương Huyền nhìn thoáng qua, này người nói chuyện, chính mình phía trước vừa vặn gặp qua, chính là hôm nay buổi sáng, nghệ thuật trung tâm còn không có mở cửa thời điểm, đứng ở Dương Hải Phong bên người trung niên nam nhân, lúc này, Dương Hải Phong cũng đứng ở chỗ này. Kia trung niên nam nhân tiếp tục mở miệng, họa trung nam nhân, ngồi mộc chế bàn đu dây, thuyết minh hắn ra cảnh cũng không như thế nào hảo. Hắn không dám đi ôm nữ nhân, thuyết minh hắn nội tâm có chút tự ti, cho rằng chính mình không có cấp ái nhân tốt sinh hoạt, mà nữ nhân,
tắc biểu hiện ra một loại không rời không bỏ, này bàn đu dây rõ ràng đã lung lay sắp đổ, nàng còn nguyện ý cùng người nam nhân này ngồi ở cùng nhau, cộng đồng gánh vác. Đây là một loại làm người hâm mộ ái, đều không phải là cái gọi là hâm mộ cùng kính ngưỡng. Trung niên nam nhân nói xong, vẻ mặt bất mãn nhìn Trương Huyền, họa, là dùng để tinh tế phẩm vị cùng xem xét, trong đó sở biểu đạt ý tứ, không phải nào đó người trong mắt như vậy dễ hiểu, ta thật sự rất muốn không rõ, người loại người này, có cái gì tư cách tới tham gia phiêu cách đại sư triển lãm tranh. Trung niên nam nhân nói lời nói không lưu tình chút nào, hiển nhiên là trải qua Dương Hải Phong bày mưu đặt kế. Đối với loại này cách nói, Trương Huyền chỉ là cười cười, phỏng chừng liền phiêu cách chính mình cũng chưa nghĩ đến, hắn lúc trước tùy tùy tiện tiện một bức họa, thế nhưng sẽ bị người khác liên tưởng ra nhiều như vậy tình cảm đi. Lúc trước vẽ tranh thời điểm, Bạch Trì kia hóa thật là bắt lấy bàn đu dây, hắn chẳng qua cảm giác, bàn đu dây so trong lòng ngực nữ nhân càng tốt chơi mà thôi, mà trong lòng ngực nữ nhân kia, đều không phải là cái gì không rời không bỏ, lúc trước chỉ là đã biết Bạch Trì thân phận sau, đi nhào vào trong ngực. Đối với loại này nhào vào trong ngực nữ nhân, Bạch Trì thấy được quá nhiều, căn bản là không để ở trong lòng. Còn yêu say đắm. Trương Huyền ngẫm lại liền cảm thấy vô ngữ, Bạch Trì kia hóa có cái gì yêu say đắm. Kia rõ ràng chính là một cái lãng tử, chưa từng thấy nhà ai cô nương có thể lưu lại hắn tâm. Trung niên nam nhân sắc bén lời nói, làm Dương Hải Phong thực vừa lòng, hắn gật gật đầu, hướng Trương Huyền nói, tiểu tử, không phải loại người như vậy, cũng đừng tới này trang. Ngươi nếu không hiểu họa nói, liền không cần nói bừa, ok. Trương Huyền cười cười, ngươi như thế nào biết ta là nói bừa đâu. Ha ha, Dương Hải Phong cười cười, ngươi cho rằng, phiêu cách đại sư, sẽ hâm mộ này bàn đu dây thượng một nam một nữ. Này chỉ là hắn biểu đạt tình cảm một loại phương thức mà thôi. Tùy tiện đi, Trương Huyền lắc lắc đầu, lười đến cùng Dương Hải Phong giải thích. Ta cảm thấy ngươi loại người này, thật sự không xứng đãi ở chỗ này. Nói bậy một hồi, quả thực chính là ghê tởm người. Dương Hải Phong bên người trung niên nam nhân nói. Ta cảm thấy, người đãi ở chỗ này, mới là ghê tởm người. Milan trực tiếp mở miệng, một bức họa, chúng ta tưởng thấy thế nào liền thấy thế nào, tưởng như thế nào lý giải liền như thế nào lý giải, quản các ngươi chuyện gì. Các ngươi là ở vũ nhục nghệ thuật, trung niên nam nhân trực tiếp lớn tiếng mở miệng, trách cứ nói. Trương Huyền khóe miệng gợi lên một nụ cười. Giả bộ, mới là vũ nhục nghệ thuật đi. Này bức họa chung, rõ ràng không có biểu đạt ra nhiều như vậy hàm nghĩa tới, chính ngươi là có thể nói bậy một hồi. Chê cười, họa là dựa vào thể hội, loại này thể hội, người loại người này, sao có thể hiểu. Trung niên nam nhân đầy mặt trào phúng. Đúng lúc này, trong đám người vang lên một trận rối loạn. Mỗi một lần, phiêu cách đại sư triển lãm tranh, phiêu cách bản thân đều sẽ hiện thân, vì mọi người giảng giải một ít hắn đối họa lý giải. Phiêu cách đại sư xuất hiện, khiến cho rất nhiều người vây xem. Đây là một cái gần 50 tuổi trung niên nam nhân, lưu trữ một cái râu sồm, sau đầu chát một cây trường biện, đừng nói là hơn 50 tuổi nam nhân, chính là đặt ở người trẻ tuổi, phiêu cách hình tượng, cũng có thể nói được thượng là trào lưu. Rất nhiều người, đều giống phiêu cách đại sư vấn đề mỗi một bức họa ý cảnh. Phiêu cách đại sư, người có thể nói hạ, này bức họa sở biểu đạt ý cảnh là cái gì sao? Tên kia đứng ở Dương Hải Phong bên người trung niên nam nhân thấu qua đi, thật cẩn thận hỏi. Cái này trung niên nam nhân theo như lời họa, chính là hắn vừa mới cùng Trương Huyền tranh luận kia phúc. Này bức họa, phiêu cách đem ánh mắt xem qua đi, hắn một chút còn không có chú ý tới Trương Huyền, này bức họa nói thật, thật đúng là không có gì ý cảnh. Không ý cảnh, phiêu cách nói, nghe vào còn lại người trong tai, đều có điểm không thể tin được. Đối với chính mình này bức họa. Phiêu cách còn nhớ rõ, lúc trước chính mình là ở cái dạng gì dưới tình huống mới họa ra tới. Càng là thành công người, càng là có thể nhìn đến chính mình nhỏ bé, phiêu cách còn nhớ rõ chính mình lúc trước nhìn đến đám kia nhân vật khi, nội tâm hâm mộ cùng hướng tới, chính mình thành tựu, ở những người đó trước mặt, căn bản là không đáng một đồng. Nhìn đến này bức họa, phiêu cách liền nhớ tới lúc ấy đám kia người, thở dài, nếu một hai phải nói ý cảnh nói, chỉ có thể nói, ta đối loại này sinh hoạt hâm mộ cùng kính ngưỡng đi. Phiêu cách nói, cùng vừa mới Trương Huyền nói, giống nhau như đúc. Như vậy giải thích, làm Dương Hải Phong cùng hắn bên người trung niên nam nhân đồng thời lăng ở nơi đó. Chương 267 Thủy Nhiên Liệu. Lâm Thanh Hạm cùng Milan vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Trương Huyền, ngay cả nàng hai cũng chưa nghĩ đến, Trương Huyền thế nhưng nói đúng. Lão công, người rốt cuộc là làm sao thấy được, cũng quá lợi hại đi.
Lâm Thanh Hạm ôm Trương Huyền cánh tay, có vẻ thực kích động. Hắc hắc, lúc ấy phiêu cách họa này bức họa thời điểm, ta liền ở bên cạnh a. Trương Huyền cười một tiếng, đúng sự thật nói. Thiết, Lâm Thanh Hạm trợn trắng mắt, mới không tin Trương Huyền lời nói đâu. Đối với phiêu cách đã đến, Trương Huyền cũng không có đi lên chào hỏi, hắn sợ phiêu cách làm ra cái gì quá kích hành động, đem chính mình thân phận bại lộ. Lâm Thanh Hạm cùng Milan hai nàng, cũng liền xa xa đối phiêu cách chụp mấy tấm chiếu, liền đi mặt khác địa phương thưởng vẽ. Hôm nay, nhưng chuyển Lâm Thanh Hạm cùng Milan hai nàng phá lệ kích động, đặc biệt là Lâm Thanh Hạm, này triển lãm tranh nàng đều suy nghĩ không biết đã bao nhiêu năm, hiện tại rốt cuộc như nguyện. Từ triển lãm tranh ra tới sau, Milan lại mang theo Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm, ở hàng thị hảo hảo dạo qua một vòng, chứ danh Tây Tử Hồ là tất đi không thể nghi ngờ, còn có Lâm Ẩn Chùa, Đại Vận Hà, ngày này chuyển xuống dưới, chỉ cảm thấy thời gian không đủ dùng. Chơi một ngày ba người, cũng cảm giác phá lệ mỏi mệt. Milan cấp Tiêu Sơn gọi điện thoại, ước cha mẹ cùng nhau ăn cơm. Mễ Nhi, người cùng Tiểu Huyền còn có Thanh Hạm, tới lầu 19, có rất nhiều lão bằng hữu đều tại đây, giới thiệu ta con nuôi cho bọn hắn nhận thức nhận thức. Tiêu Sơn ở trong điện thoại hưng phấn nói, hiển nhiên, cùng Trương Huyền lại lần nữa gặp lại, làm hắn từ đáy lòng cảm thấy vui vẻ. Cái gọi là lầu 19, là hàng thị một cái hội sở tên. Đây là một cái phi thường cao cấp tư nhân hội sở, ở tấc đất tấc vàng hàng trung tâm thành phố, chiếm địa diện tích đạt tới 2.300 bình phương, tập KTV, hưu nhàn, bể bơi chờ vì nhất thể. Hội sở không phải cái loại này cao ốc building, mà là chỉ có 2 tầng lâu cao, trang hoàng tương đương xa hoa, toàn bộ hội sở phí tổn, đều ở số trăm triệu nguyên. Cái này tư nhân hội sở, mỗi ngày chỉ biết chiêu đãi một đám khách hàng, chỉ là một ngày thuê giá cả, liền đạt tới 6 vị số. Có thể xuất nhập cái này hội sở, ở hàng thị, đều có đầu có mặt nhân vật. Toàn bộ hội sở, đều chọn dùng kiểu Trung Quốc trang hoàng phong cách, cho người ta một loại nghi thức cảm rất mạnh cảm giác. Hội sở đại môn, năng viền vàng, bức cách cực cao, trước đại môn, điêu khắc một cái thạch long, sinh động như thật. Ở hội sở đại môn hai bên, đỗ siêu xe liền không có thấp hơn 100 vạn. Đi vào hội sở đại môn, tiên tiến nhập một cái biệt viện, trong viện có sơn có thủy, hồ nước trung dưỡng cẩm lý. Có phu nhân danh viện, thân xuyên đẹp đẽ quý giá, đang ở biệt viện trung bắt chuyện. Biết được Trương Huyền sẽ đến tin tức, Tiêu Sơn ở 10 phút trước. Liền ở hội sở trước cửa chờ đợi, đương nhìn đến xuất hiện ở biệt viện Trung Trương Huyền khi, Tiêu Sơn gấp không chờ nổi liền đã đi tới. Đối với Trương Huyền, Tiêu Sơn ấn tượng vẫn luôn thực hảo, bởi vì gia đình nguyên nhân, Trương Huyền từ lúc còn rất nhỏ liền cùng mẫu thân cùng nhau chịu khổ. Năm đó nhìn thấy Tiêu Sơn khi, cũng phi thường có lễ phép, khi đó Tiêu Sơn, căn bản là không giống hiện tại như vậy phong cảnh, thậm chí có thể nói khốn cùng thất vọng. Trương Huyền 14 tuổi rời đi Tiêu Sơn ra thời điểm. Đối chuyện này, Tiêu Sơn vẫn luôn đều thực tự trách, hắn thời trẻ đáp ứng ân nhân sự, cũng không có làm được, hiện giờ nhìn thấy Trương Huyền, hắn chuyện thứ nhất, chính là muốn hảo hảo bồi thường Trương Huyền. Tới, Tiểu Huyền, cho ngươi giới thiệu chút thúc bá nhận thức. Tiêu Sơn vài bước tiến lên, nhiệt tình ôm Trương Huyền bả vai, mang theo Trương Huyền đi đến hội sở nội. Milan nhìn chính mình phụ thân như vậy, hướng Lâm Thanh Hạm cười khổ một chút, Thanh Hạm, về sau cha ta mẹ nếu không cần ta. Ngươi nhưng đến thu lưu ta a. Lâm Thanh Hạm che miệng cười, nàng biết Trương Huyền cùng Milan ra quan hệ, đối Tiêu Sơn loại này cách làm, cũng không ngoài ý muốn. Trương Huyền đi theo Tiêu Sơn vào hội sở. Hội sở nội người cũng không nhiều, nhưng mỗi người đều có thể nói thân phận hiển hách, thân gia mấy tỷ, thượng chục tỷ, có thể nói, một người bình thường có thể nhận thức trong đó một cái, đều xem như chính mình nhất rộng lớn nhân mạch. Các vị, giới thiệu một chút, đây là ta con nuôi. Trương Huyền, tới, Tiểu Huyền, cho ngươi giới thiệu một chút này đó trưởng bối, vị này chính là Vĩnh Thái Điền Sản Phương Tổng. Phương Thúc, Trương Huyền hướng đối phương gật gật đầu. Tiểu tử, lớn lên soái khí, thực tinh thần, lão Tiêu, có như vậy cái con nuôi, cũng không biết sớm một chút giới thiệu cho đại gia nhận thức. Vĩnh Thái Điền Sản Phương Tổng cũng không có lấy ra cái gì cao tư thái tới. Đây là một cái tài sản chục tỷ lão bản, có thể như vậy hảo hảo nói chuyện. Không thể nghi ngờ là cho Tiêu Sơn rất nhiều mặt mũi, đồng thời cũng có thể nhìn ra, Tiêu Sơn ở cái này trong vòng địa vị, cùng với Trương Huyền ở trong lòng hắn quan trọng trình độ. Nếu chỉ là giống nhau vãn bối, Tiêu Sơn căn bản sẽ không đưa tới cái này hội sở tới, đem đông đảo xí nghiệp lão bản từng cái giới thiệu. Tiêu Sơn từng cái cấp Trương Huyền giới thiệu,
Trương Huyền từng cái vấn an, những cái đó lão bản, đối Tiêu Sơn đều thực khách khí. Hàng thị, Vĩnh Phong sự nghiệp. Vĩnh Phong tập đoàn, bao dung hàng thị đông đảo lĩnh vực, từ điện sản, đến AI, Vĩnh Phong đều có đọc qua. Gần đoạn thời gian, Vĩnh Phong thực nghiệp bên trong, đã xảy ra không ít đại sự. 3 tháng tới, Vĩnh Phong thực nghiệp, tổng cộng đã chịu quá vô số Internet hacker công kích, bao gồm này chủ tịch Dương Hùng, cũng ở trong đời sống hiện thực bị người tập kích, cũng may Dương Hùng nhờ người tìm quan hệ, tìm tới 3 gã thực lực cao cường bảo tiêu, mới bảo đảm chính mình bình yên vô sự. Thượng tầng xã hội hiểm ác, là rất nhiều người thường sở lĩnh hội không đến, những cái đó cái gọi là ám sát, bắt cóc, đều chân thật phát sinh, chẳng qua ngại với lực ảnh hưởng, cũng không có bị phơi ra mà thôi. Vĩnh Phong thực nghiệp sở dĩ tại đây 3 tháng tới, như thế bị người nhằm vào, này nguyên nhân chỉ có một, đó chính là Vĩnh Phong thực nghiệp ở 3 tháng trước, nghiên cứu ra hạng nhất khó lường hạng mục, cái này hạng mục tuy rằng chỉ là có bước đầu tiến triển, nhưng lực ảnh hưởng là siêu đại. Đó chính là, đem thủy làm nhiên liệu, điều khiển động cơ. Này hạng nhất kỹ thuật nhắc tới ra, liền đã chịu khắp nơi chú ý. Dương Hùng cũng biết, chính mình cái này phát minh, sẽ tổn hại đến bao nhiêu người ích lợi, cho nên hắn lựa chọn một cái hợp tác người, Hàng Thành Tiêu Thị Tập Đoàn. Tiêu Thị Tập Đoàn, tuy rằng lực ảnh hưởng không có Vĩnh Phong thực nghiệp đại, thả là gần mấy năm tân tấn xí nghiệp, không có gì lực ảnh hưởng, nhưng này bao dung lĩnh vực, một chút đều không thể so Vĩnh Phong thực nghiệp muốn thiếu. Thủy nếu có thể làm nhiên liệu, sở tạo thành ảnh hưởng, Dương Hùng phi thường rõ ràng, ở 1980 năm, Mazi Quốc một cái nhà phát minh, Stanley Mại Gia, liền phát minh dùng thủy làm nhiên liệu ô tô, từ Los Angeles chạy đến New York, tổng lộ trình ước 3.000 km, chỉ dùng 83 tiền thưởng. Lúc ấy từng có không rõ nhân sĩ hướng Stanley Mại Gia bỏ vốn 1 tỷ, làm hắn đình chỉ cái này nghiên cứu, bị Stanley Mại Gia cự tuyệt, 1996 năm. Đương Stanley Mại Gia chuẩn bị triển lãm hắn đệ nhất chiếc thủy nhiên liệu pin ô tô phía trước, ly kỳ tử vong nguyên nhân đến nay không rõ. Ở Stanley Mại Gia tử vong sau 1 tuần, hắn nghiên cứu thành quả, cùng thủy nhiên liệu pin xe, với một hồi lửa lớn chung biến mất. Chương 268 Vĩnh Phong thực nghiệp nguy cơ. Chính là bởi vì Vĩnh Phong thực nghiệp cái này kỹ thuật xuất hiện, làm Vĩnh Phong thực nghiệp đối mặt xưa nay chưa từng có nguy cơ. Nếu có thể khiêng qua đi. Vĩnh Phong thực nghiệp, đem nhảy dựng lên, chạm thượng thế giới đỉnh, nhưng nếu kháng bất quá đi, Vĩnh Phong thực nghiệp, chắc chắn nghênh đón hủy diệt. Thời gian dài như vậy, Dương Hùng mỗi ngày quá nơm nấp lo sợ, chỉ có kia 3 gã thực lực cường đại bảo tiêu, có thể cho hắn chút tin tưởng. Cái này kỹ thuật, ảnh hưởng quá nhiều người ích lợi, một khi chân chính đăng ký độc quyền, đầu nhập sử dụng, kia đều không phải ảnh hưởng thương giới đơn giản như vậy, mà là sẽ ảnh hưởng toàn bộ thế giới thế cục. Hôm nay. Đã tới rồi tan tầm thời gian, Dương Hùng cũng không có rời đi, bởi vì hắn không dám, không có kia 3 gã bảo tiêu theo bên người, hắn nào cũng không dám đi, chính mình kia 3 gã bảo tiêu bị nhi tử mang đi ra ngoài, hiện tại đều không có trở về. Dương Hùng cấp bảo tiêu đánh mấy cái điện thoại, đều không có đả thông. Đang lúc Dương Hùng tính toán hỏi một chút chính mình nhi tử ở đâu khi, hắn điện thoại bị người đánh vào được. Đây là một cái không có ký tên số điện thoại, lại làm Dương Hùng sắc mặt biến đổi. Dương Hùng tiếp khởi điện thoại, thực khách khí nói, Vương tiên sinh, ngài hảo. Có thể làm Dương Hùng dùng ngài tự tới xưng hô, có thể thấy được đối phương thân phận. Dương Hùng, người có phải hay không cảm thấy, ta giúp người tìm vài người, đặc biệt nhẹ nhàng. Vương tiên sinh ở điện thoại trung thanh âm, có vẻ có chút sinh khí. Vương tiên sinh, ta không hiểu ngài ý tứ. Dương Hùng thật cẩn thận nói, hiện tại, hắn căn bản không dám đắc tội cái này Vương tiên sinh. Đơn giản là chính mình kia 3 gã vương bài bảo tiêu, là bởi vì Vương tiên sinh giúp chính mình tìm, một khi chọc đến đối phương không cao hứng, kia chính mình đã có thể thảm. Hiện tại, là Vĩnh Phong thực nghiệp sống còn thời khắc, bước qua cái này khảm, liền đứng ở thế giới đỉnh, một khi té ngã, liền làm lại từ đầu cơ hội đều không có. Không hiểu ta ý tứ, Vương tiên sinh ở trong điện thoại cười khẽ 2 tiếng, tiếng cười giữa toàn là không hài lòng, người Dương Hùng, chọc tới không nên dây vào người. Khiến cho ta cho ngươi tìm người cút đi. Một khi đã như vậy, ngươi Dương Hùng cảm thấy ai có thể giúp ngươi, liền tìm ai đi. Cứ như vậy, Vương tiên sinh nói, liền tính toán quải điện thoại. Vương tiên sinh, ngài nghe ta nói. Dương Hùng vội vàng ra tiếng, Vương tiên sinh, ta thật sự không rõ ngài ý tứ. Hảo, ngươi còn không rõ đúng không, ta đây nói cho ngươi, hôm nay ngươi làm kia 3 người đánh lôi, ngươi có biết hay không, bọn họ đối mặt,
là cái dạng gì đại nhân vật. Đừng nói ta cho ngươi tìm bảo tiêu, liền tính là một quốc gia nguyên thủ bảo tiêu lại đây, cũng đừng nghĩ ở người nọ trước mặt lấy lòng. Ta tuy rằng không rõ ràng lắm người nọ thân phận, nhưng thực lực của đối phương, ít nhất là thế giới cấp. Ngươi khen ngược a, chọc tới người kia, đem khí toàn giải đến ta bên này. Dương Hùng, người ở trong ngành, đã nổi danh, chính mình tự giải quyết cho tốt đi. Đô, đô. Điện thoại chung vội âm, làm Dương Hùng thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Chọc tới đại nhân vật, đánh lôi. Đối những việc này, Dương Hùng còn chút nào không biết đâu, hắn hiện tại chủ yếu tưởng, là Vương Tiên Sinh nói, thế giới cấp thực lực. Bởi vì sắp tới tiếp xúc tới rồi quá nhiều hắc ám một mặt đồ vật, Dương Hùng cũng kéo rất nhiều quan hệ, hỏi thăm phương diện này sự, đặc biệt là bảo tiêu giới. Ở cái này ngành sản xuất, đối rất nhiều chức nghiệp bảo tiêu, đều tiến hành rồi cấp bậc phân chia. Tỷ như nói giống nhau bảo tiêu, lấy qua thị tán đánh quán quân cái loại này, chính là thị cấp, tỉnh quán quân, chính là tỉnh cấp, tại đây phía trên, có quốc gia cấp, cái gọi là quốc gia cấp, chính là có thể vượt quốc chấp hành nhiệm vụ, này đối bảo tiêu tự thân tố chất, có tương đương cao yêu cầu. Mà Dương Hùng lần này nhờ người tìm bảo tiêu, chính là quốc gia cấp. Loại này cấp bậc phân chia, nghe lão thổ, nhưng lại làm người vừa xem hiểu ngay. Ở quốc gia cấp phía trên, còn có một cái thế giới cấp, loại này cấp bậc bảo tiêu, kia không phải có tiền là có thể mời đến, loại này cao thủ, có thể nói khủng bố. Dương Hùng lúc ấy, chính mắt nhìn thấy quá một cái có thế giới cấp thực lực tàn nhẫn người, một quyền đem một mặt xi măng tường đánh cái đối xuyên, loại này lực lượng, nói là một quyền đánh chết một con trâu, cũng không quá. Hơn nữa loại này nhân vật, không riêng gì lực lượng cường đại, bọn họ thân thủ cũng phá lệ lợi hại, mỗi người đối súng ống chờ, cũng có phi thường thâm giải thích, những người này, đều là dùng để bảo hộ quốc gia nguyên thủ trợ quan trọng nhân vật. Lúc ấy liền có người đã nói với Dương Hùng, người có thể chọc tới một ít kẻ có tiền, chọc tới có quyền người, nhưng tuyệt đối không thể chọc tới loại người này, bởi vì có tiền có quyền muốn đối phó ngươi, ngươi còn có đường có thể đi, nhưng loại này thế giới cấp tàn nhẫn nhân vật, ngươi một khi chọc tới, hắn thật muốn ngươi mệnh, trừ phi ngươi có thể tìm được cùng cấp bậc người tới bảo hộ ngươi, bằng không, ngươi liền xong rồi. Dương Hùng có thể tìm tới thế giới cấp người bảo hộ chính mình sao? Đáp án là phủ định, trừ phi, hắn thật sự đem cái này hạng mục toàn nghiên cứu ra tới. Nếu không, hắn căn bản không có tư cách này, cũng không có nhân mạch này. Gần là ba gã quốc gia cấp cao thủ, cũng đã làm Dương Hùng thực may mắn. Ta như thế nào sẽ chọc tới loại người này? Như thế nào sẽ? Dương Hùng ngồi ở chính mình làm công ghế, ở suy tư hồi ức, trong khoảng thời gian này, hắn cũng không có đắc tội cái gì đại nhân vật mới đúng. Đang lúc Dương Hùng còn ở suy tư thời điểm, hắn văn phòng môn bị người từ bên ngoài một phen đẩy ra. Liền thấy Dương Hải Phong nổi giận đùng đùng đi vào tới, trực tiếp đối Dương Hùng mở miệng nói, ba, ngươi cần thiết cho ta tìm người, ta muốn báo thù, ta chưa từng có đã chịu lớn như vậy khí, ngươi mau tìm mấy cái lợi hại bảo tiêu cho ta. Nhìn thấy chính mình nhi tử nháy mắt, Dương Hùng lập tức liền phản ứng lại đây, Vương Tiên Sinh trong điện thoại nói đánh lôi, khẳng định cùng chính mình nhi tử trốn không thoát can hệ. Ba, ngươi lăng cái gì đâu, mau cho ta tìm người a, kia khí ta một phút đều nuốt không đi xuống. Dương Hải Phong một mông ngồi vào Dương Hùng bàn làm việc thượng. Nhìn chính mình nhi tử này tư thái, một cổ lửa giận nháy mắt từ Dương Hùng đáy lòng nổi lên, quát chói tai một tiếng, cút cho ta đi xuống. Cái gì tư thế, không lớn không nhỏ. Dương Hải Phong bị Dương Hùng này đột nhiên quát chói tai thanh dọa một cái run run, theo bản năng liền từ trên bàn nhảy xuống đi, chạm thẳng tắp. Bất quá chợt, Dương Hải Phong thân hình liền suy sụp xuống dưới, ba, ta hôm nay đều bị người khi dễ thành như vậy. Người cũng không quản quản ta. Dương Hùng cũng không có để ý tới chính mình nhi tử nói, trực tiếp hỏi, ta làm ngươi mang đi ra ngoài ba gã bảo tiêu đâu. Dương Hải Phong lắc lắc cánh tay, này ba cái phế vật, để bọn họ làm gì à? Ta làm cho bọn họ cút đi, một năm cầm nhà của chúng ta 5.000 nhiều vạn, uy cầu đều so uy bọn họ hảo. Cút đi, Dương Hùng nghe chính mình nhi tử nói, khi có điểm thở không nổi tới, khó trách vừa mới Vương Tiên Sinh tức giận như vậy. Kia ba gã quốc gia cấp bảo tiêu, chính là chính mình làm Vương Tiên Sinh hỗ trợ, tìm không ít quan hệ liền mời đến, kết quả bị chính mình nhi tử đuổi đi. Ba, ngươi làm gì một bộ tức giận biểu tình a? Những cái đó phế vật, sớm lăn sớm hảo, đánh cái lôi đài tam đánh một đều đánh không lại, muốn bọn họ có gì dùng. Dương Hải Phong bĩu môi, khinh thường nói. Chương 269 ta chỉ có một nửa. Dương Hải Phong nói, làm Dương Hùng trừng lớn đôi mắt.
ngươi dẫn bọn hắn đi đấu võ đài, còn tam đánh một không đánh quá. Đúng vậy, Dương Hải Phong dùng sức gật đầu, ba, ngươi nói một chút này đều cái gì phế vật a, bọn họ. Bang! Dương Hùng một cái tát chiều đến Dương Hải Phong trên mặt, cả giận nói, ngươi câm miệng cho ta. Dương Hải Phong căn bản không nghĩ tới chính mình phụ thân sẽ đột nhiên động thủ đánh chính mình, hắn che lại chính mình sườn mặt, ba. Ngươi làm gì, ta bị người khi dễ, ngươi mặc kệ ta còn chưa tính, còn đánh ta. Ngươi biết cái gì, Dương Hùng cau mày. Ba cái quốc gia cấp bảo tiêu, ở trên lôi đài, tam đánh một cũng chưa đánh thắng được người khác, này thuyết minh cái gì. Chính mình nhi tử chọc tới người, kia tuyệt đối là thế giới cấp. Dương Hùng trầm ngâm sau một lúc lâu, hỏi, người cùng người nọ, như thế nào bùng nổ xung đột? Dương Hải Phong cổ một ngạnh, hắn đoạt ta nữ nhân. Nữ nhân, Dương Hùng nhìn chính mình nhi tử, một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng, một nữ nhân, khiến cho ngươi chọc lớn như vậy phiền toái. Phiền toái, ba, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Dương Hải Phong đầy mặt không vui hỏi. Dương Hùng nhìn chính mình nhi tử bộ dáng này, bất đắc dĩ thở dài một hơi, này nhi tử là cái dạng gì, hắn bản nhân lại rõ ràng bất quá, hiện tại lại như thế nào trách hắn, cũng chưa dùng, chỉ có thể cầu nhân ra kia thế giới cấp cao thủ, không cùng chính mình nhiều so đo đi. Được rồi, đi trước đi. Dương Hùng thu thập một chút đồ vật, hướng văn phòng ngoại đi đến, kia ba gã quốc gia cấp bảo tiêu bị đuổi đi đi, chính mình lại tưởng đem bọn họ tìm trở về, là không có gì khả năng, Vương Thiên Sinh kia tức giận bộ dáng. Cũng đừng nghĩ lại tìm hắn hỗ trợ, xem ra chỉ có thể nhiều tìm một ít bình thường bảo tiêu, mặc kệ nói như thế nào, trước đêm trong khoảng thời gian này khiêng qua đi đi, chờ kỹ thuật lại có tân một bước tiến triển, hết thảy vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Dương Hùng mang theo Dương Hải Phong, mới vừa đi đến ngầm bãi đỗ xe, liền cảm giác gáy truyền đến một trận gió lạnh. Này ba tháng tới, Dương Hùng đã chịu không ít tập kích, cảm giác này vừa ra, hắn liền ở trong lòng kinh hô một tiếng không tốt. Vừa mới chuẩn bị đối Dương Hải Phong nói tiếng cẩn thận, kết quả lời nói còn không có xuất khẩu, một phen chói lọi lưỡi dao sắc bén, liền để đến Dương Hùng trên cổ, kia sắc bén, đã đâm thủng Dương Hùng làn da. Dĩ vãng, tại đây phía trước, Dương Hùng ba gã bảo tiêu, là có thể trước tiên phát hiện, đem địch nhân giải quyết, nhưng hôm nay, chú định là không ai tới cứu hắn. Dương Hùng một lòng nhắc tới cổ họng, sợ chọc giận đối phương, thật cẩn thận nói, chư vị. Có nói cái gì, chúng ta có thể thương lượng. Dương Hùng bên này lời nói vừa mới xuất khẩu, liền nghe một bên truyền đến một đạo giống to thanh, cút ngay, phác thảo sao, dám động lão tử, biết lão tử là ai sao? Phong Nhi, câm miệng, Dương Hùng quát lớn một tiếng, theo sát nói, chư vị, có chuyện gì cùng ta nói, đừng thương tổn ta nhi tử. Dương Tổng, người thật đúng là cái hảo phụ thân a. Dương Hùng phía sau, vang lên một đạo hài hước thanh âm. Bất quá lệnh công tử miệng thật sự là có chút xú, ta có thể chịu được, ta huynh đệ cũng chịu không nổi a. Như vậy đi, trước chém rớt một con đuôi chỉ, làm lệnh công tử ngừng nghỉ một chút. Đừng, Dương Hùng nôn nóng nói, hắn chút nào không nghi ngờ những người này lời nói, trong khoảng thời gian này thấy được nhiều, Dương Hùng cũng minh bạch, tới động chính mình những người này, đều là một đám bỏ mạng đồ, căn bản sẽ không đem mạng người để vào mắt, càng đừng nói chém người một ngón tay. Đáng tiếc. Dương Hùng nói căn bản khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Bị lưỡi dao sắc bén để ở trên cổ Dương Hùng, không dám tùy tiện lộn xộn, hắn rõ ràng nghe được, ở chính mình bên cạnh, vang lên một trận tiếng kêu thảm thiết. Ngón tay của ta. Này tiếng kêu thảm thiết, chính nguyên tự Dương Hải Phong. Một cây mang huyết đuôi chỉ, bị ném ở Dương Hùng trước mặt trên mặt đất. Dương Hùng phía sau, thanh âm kia lại lần nữa vang lên, nghe một chút, loại này thanh âm. Liền dễ nghe nhiều. Dương Hùng cố nén trong lòng tức giận, nói, chư vị, ta biết các ngươi là vì cái gì mà đến. Biết liền hảo, Dương Tổng, có một số việc, thật đúng là muốn cảm ơn lệnh công tử a, nhìn chằm chằm ngươi hơn 2 tháng, ngươi kia ba gã bảo tiêu, ảnh hình không rời, nếu không phải lệnh công tử giúp chúng ta một phen, hôm nay, chúng ta thật đúng là không dũng khí xuất hiện, nói đi, kỹ thuật ở đâu, cho ngươi 10 giây thời gian, 10 giây một quá. Ta đem lệnh công tử tay cầm tới đưa ngươi, một. Ở trên lầu tủ sắt, Dương Hùng căn bản không có kiên trì, trực tiếp mở miệng, các ngươi cùng ta lên lầu, ta mang các ngươi lấy. Khó mà làm được, như vậy, ở bắt được đồ vật trước, lệnh công tử, ta trước thế ngươi chiếu cố, chờ đồ vật toàn tới tay, ta sẽ quân lệnh công tử còn cho ngươi, đúng rồi, chúng ta cũng là một đám nghèo làm công, nhưng không có dư thừa tiền cấp lệnh công tử ăn cơm uống nước.
đừng chạm vào ta, các ngươi muốn mang ta đi nào? Ba, cứu ta a ba. Giờ phút này, Dương Hùng bị người cầm đao chống cổ, căn bản không dám quay đầu, hắn chỉ có thể nghe được chính mình nhi tử hoảng loạn thanh âm, theo một trận động cơ vang lên, Dương Hải Phong thanh âm, hoàn toàn biến mất. Đi thôi, Dương Tổng, để ở Dương Hải Phong cổ lưỡi dao sắc bén bị thu hồi. Dương Hùng lúc này mới dám xoay người, đứng ở Dương Hùng phía sau, là một người tướng mạo bình thường, ăn mặc bình thường tóc ngắn thanh niên, thuộc về cái loại này ném tới trong đám người liếc mắt một cái liền rốt cuộc tìm không ra tới loại hình. Dương Tổng, thỉnh dẫn đường, thanh niên nhếch miệng cười. Dương Hùng gật gật đầu, có chuyện ta muốn nói rõ, tư liệu ta chỉ có thể cho ngươi một nửa. Một nửa, thanh niên vừa nghe lời này, trên mặt tức khắc lộ ra bất mãn thần sắc, Dương Tổng. Ngươi hy vọng ta đem lệnh công tử còn cho ngươi thời điểm, cũng chỉ có một nửa sao. Không phải, Dương Hùng liên tục lắc đầu, tư liệu ở ta này, chỉ có một nửa kia, ở tiêu thị tập đoàn tiêu tổng trong tay. Thanh niên trầm ngâm một tiếng, tiêu thị tập đoàn, tiêu sơn sao? Thanh niên một bên lẩm bẩm tiêu sơn tên, một bên lấy điện thoại di động ra, biên tập tin nhắn. Tin nhắn biên tập đến một nửa, thanh niên há mồm, tiêu sơn ở địa phương nào? Chúng ta hôm nay ước ở lầu 19 hội sở nói chuyện hợp tác, hắn hẳn là cũng ở kia. Thanh niên ở tin nhắn thượng đánh ra lầu 19 ba chữ sau, đem tin nhắn phát ra. Lầu 19 hội sở. Tiêu Sơn mang theo Trương Huyền, có thể nói sẽ sở nội sở hữu có uy tín danh dự người đều giới thiệu một lần, hiện tại, mặc cho ai đều biết Trương Huyền người này. Ha ha, Tiểu Huyền, xem ngươi như vậy, cũng mệt mỏi quá sức đi, được rồi, không làm khó ngươi. Đi cùng Mễ Nhi còn có Thanh Hạm chơi đi, các ngươi người trẻ tuổi mới có nói. Tiêu Sơn vỗ vỗ Trương Huyền bả vai, ha ha cười nói. Hành, ta đây đi trước tìm nàng hai. Trương Huyền ở hội sở biệt viện chung, nhìn thấy Lâm Thanh Hạm cùng Milan hai nàng, nàng hai chính một người cầm một khối điểm tâm, ngồi ở biệt viện ao cá bên, chính mình một bên ăn, một bên bẻ tiếp theo khối tới uy cá, hảo không nhàn nhã. Có vài tên thanh niên tuấn kiệt, đi lên cùng nàng hai chào hỏi. Giới thiệu nhà mình xí nghiệp, để chính mình danh thiếp, dò hỏi Lâm Thanh Hạm cùng Milan liên hệ phương thức. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 10.